Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 231. Căn cứ màu vàng viên châu bên trong tin tức xem ra, cái này kỳ thú là một đầu tương tự đồ sộ con rít lớn quái vật. Cái này con rít, sinh 12 đối với cánh, tên là Bất Diệt Phi Ngô, cùng vậy không diệt chân long như nhau, trời xanh có sử dụng hủy diệt lực hộ thể thần thông. Thực lực, cường đại nhất cũng bất quá là thủy nguyên đỉnh cấp thôi, cực ít dưới tình huống, có thể đột phá đến còn chân cảnh. Đối với Diệp Thần mà nói, ngược lại không phải là vấn đề gì quá lớn. Còn như Bất Diệt Phi Ngô chỗ dựa lớn nhất, hủy diệt đạo vận lại là không thành vấn đề, Diệp Thần hôm nay được gặp thiên địa sơ khai, hơn nữa đạo cốt dấu vết và tứ trọng thiên hủy diệt đạo ấn, đủ để nghiền ép Bất Diệt Phi Ngô. Không lâu lắm, Diệp Thần liền đi tới một nơi màu tím sông dài trước, đi theo con sông đi tới. Một cái sơn động xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Sơn động này ra, sát khí tràn ngập, bạch cốt lui lui, hiển nhiên là sinh vật nào đó xảo huyệt. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, thân hình chớp mắt, liền tiến vào trong hang núi. Sơn động này rất sâu, nhưng, lấy Diệp Thần tốc độ bây giờ, ngược lại cũng không coi vào đâu, rất nhanh, liền vòng vo một lần, nhưng... Hắn hơi nhíu mày, mặt hiện vẻ trầm ngâm, trong sơn động này trống rỗng, chút nào không gặp Bất Diệt Phi Ngô bóng dáng à? Chẳng lẽ... Cái này Bất Diệt Phi Ngô đã sớm dọn nhà. Trên thực tế, đi qua nhiều năm như vậy, vậy Bất Diệt Phi Ngô rốt cuộc phải hay không phải còn sống, cũng là một cái vấn đề. Tìm kiếm không có kết quả sau đó, hắn liền ra khỏi sơn động, bắt đầu ở màu tím sông dài bốn phía tìm Bất Diệt Phi Ngô lưu lại tung tích. Một nơi trùm trong rừng, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, theo vung tay lên, đem tươi tốt cỏ dài mất đi, chỉ gặp, cỏ dài bên trong, rơi xuống một cắt đứt chân. Côn trùng chân gãy. Bất quá, cái này chân gãy nhưng chừng gần 5 mét dài. To lớn như vậy côn trùng cũng không thường gặp. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cái này chân gãy cùng con rít nhảy vọt khá làm tướng tựa như, rất có thể, chính là vậy Bất Diệt Phi Ngô lưu lại. Mà trên đất, trừ chân gãy, còn có một chùm bích lục máu tươi, hướng xa xa duyên thân. Mấu chốt nhất là, máu này hành động, rất tươi. Vậy chân gãy chủ nhân nhất định là mới vừa bị thương không lâu. Lúc này, Diệp Thần liền truy tung máu tươi này, hướng rừng cây chỗ sâu đi. Tiến về trước không xa, Diệp Thần chính là nghe được một tiếng hét thảm. Hắn thần sắc động một cái, ngay tức thì tăng tốc độ, dưới chân hủy diệt đạo vận kích động, trực tiếp đạp phá không gian, ngay trước mắt, liền xuất hiện ở kêu thảm thiết truyền tới chỗ. Chỉ gặp. Một đầu sinh 12 đối với cánh đồ sộ con rít lớn ngoài miệng đối với kềm lớn, chính tướng một tên tướng mạo quái dị, cả người dung mạo, nhìn như, nửa người nửa thú, mặc khôi giáp chiến sĩ xốc lên, cuồn cuộn máu tươi từ tên chiến sĩ kia eo gian dòng nước chảy xuống. Vậy con rít, chính là Bất Diệt Phi Ngô. Cái này chiến sĩ kêu thảm, một bên tay cầm một cây chiến phủ, điên cuồng công kích vậy Bất Diệt Phi Ngô. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, vậy chiến phủ bên trên. Hủy diệt đạo vẫn lưu truyền, người này, lại cũng là một tên nắm giữ hủy diệt mộ đạo người tu luyện. Đáng tiếc, cái này nửa chiến sĩ người thú hủy diệt đạo vận, hiển nhiên vô cùng là nông cạn, rơi vào con rít đầu lâu bên trên sau đó, một hồi hắc quang dâng lên, đem lực lượng hoàn toàn mất đi. Lực lượng này cùng Diệp Thần tu luyện sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên, vô cùng làm tướng tựa như. Một khắc sau, rắc rắc một tiếng. Chiến sĩ liền bị con rít răng kẹp chặt trực tiếp vặn thành hai đoạn, chết được không thể chết lại. Đầu này Bất Diệt Phi Ngô quanh thân, trải rộng mấy trăm cái tàn thi, mà tàn thi bên trong, có một tên nhìn như vô cùng là còn nhỏ nửa người thú, ôm đầu lô, ngồi ở vũng máu bên trong run lẩy bẩy. Diệp Thần hướng vậy còn nhỏ nửa người thú nhìn, chỉ gặp đại đa số thi thể, đều tập trung ở hắn quanh thân, hiển nhiên là vì bảo vệ hắn. Giờ phút này, vậy con rít đối với đậu xanh mắt. Nhìn về phía nửa người thú đứa bé, phát ra một tiếng gầm thét, thì phải hướng vậy đứa bé phóng tới. Ngay tại lúc này, trước mắt, bóng người chớp mắt, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên xuất hiện ở hắn trong mắt. Bất Diệt Phi Ngô đậu xanh mắt bên trong bích quang chớp động một tí, lại không có dừng lại, cả người hủy diệt đạo vận kích động, hướng Diệp Thần, cuồng xông lên đi. Cự lực cuồn cuộn dưới, mang theo gió bão, liền Bất Diệt Phi Ngô quanh thân không gian. Mơ hồ cũng xuất hiện vết rách. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vào tới Bất Diệt Phi Ngô, thần sắc nhàn nhạt, trước mắt đầu này Bất Diệt Phi Ngô lại là nửa bước còn chân cảnh. Cũng coi là đột phá cực hạn.
Nếu như Diệp Thần chỉ có thủy nguyên cảnh thực lực lúc đó, liền trước tới nơi đây mà nói, có thể nói, thật có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng, hôm nay, cái này bất diệt phi ngô, ở Diệp Thần trong mắt bất quá là một đầu lớn một chút côn trùng thôi. Nguyên bản ôm đầu thiếu niên chợt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt hiện lên ánh sáng hy vọng, tựa như chộp được rơm giả cứu mạng. Có thể, làm hắn phát hiện Diệp Thần đối mặt bay tới bất diệt phi ngô, một hơi một tí lúc đó, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, kinh hô, mau tránh ra. Cái này bất diệt phi ngô, thực lực cực mạnh. Nhưng, Diệp Thần nhưng tựa như không có nghe gặp thiếu niên nhắc nhở vậy, không có chút nào né tránh, phòng ngự ý. Vậy nửa thú thiếu niên nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhìn thấy Diệp Thần bị bất diệt phi ngô vỡ thành khối vụn một màn. Mà ngay lúc này, Diệp Thần đối mặt bay tới bất diệt phi ngô, chợt một quyền đánh ra. Một quyền này, chất phác không màu mè, Diệp Thần ước chừng dùng tới hồn thể đổi thành mà thôi, nhưng vậy là đủ rồi. Bất diệt phi ngô đậu xanh mắt bên trong, lóe lên vẻ vui mừng. Trước mắt cái này cổ quái sinh vật, cho hắn một loại khá là nguy hiểm cảm giác, có thể không nghĩ tới. Sinh vật này lại như vậy ngu xuẩn. Trực tiếp dùng thân thể và mình đụng nhau. Nó có cường đại hủy diệt đạo vận, trời xanh có thể thi triển hộ thể thần thông, há là chỉ một quả đấm có thể thương tổn. Bất diệt phi ngô ánh mắt bộc phát dữ tợn, phải đem Diệp Thần ngay tức thì đụng nát. Ngay tại lúc này, quyền đỉnh bên trên, hắc quang lóng lánh, hủy diệt đạo vận kèm theo, một đạo phù văn xuất hiện ở quyền đỉnh bên trên. Phù văn này xuất hiện ngay tức thì, bất diệt phi ngô trong mắt chính là hiện lên vẻ hoảng sợ. Nó vừa nghiêng đầu, tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng, đã quá muộn. Trong thoáng qua, Diệp Thần quyền đã rơi vào đầu lâu bên trên. Sắc sắc một tiếng vỡ vang lên, đầu bộ giáp xác khoảnh khắc vỡ vụn, thân thể cao lớn, cũng là đổ bay ra, nặng nề ném xuống đất, trong miệng phát ra thê lương hí, xanh biếc máu tươi giống như suối phun vậy rơi xuống. Sở dĩ nó còn chưa chết. Bất quá là Diệp Thần nương tay thôi. Một khắc sau, Diệp Thần lấy ra vậy cái màu vàng hạt châu này có một loại niêm phong lực, Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, liền đem hạt châu kia đạn hướng liền bất diệt phi ngô, một đạo kim quang chớp mắt, liền đem đã trọng thương, mất đi sức đề kháng bất diệt phi ngô, giam cầm ở màu vàng hạt châu bên trong. Diệp Thần vung tay lên, đem hạt châu thu hồi, chuyến đi này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hiện tại, phải làm. Chính là tìm thực lực cường đại có hủy diệt đạo vận yêu thú. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi nơi đây lúc đó, bên người vậy đứa bé, nhưng là đột nhiên duỗi kéo tay liền hắn. Đứa nhỏ này từ nghe được tiếng nổ kia bắt đầu, liền mở mắt, sau đó thấy được một màn vô cùng rung động. Vậy bất diệt phi ngô, lại là bị trước mắt tên này tướng mạo cổ quái ca ca, một quyền giết trong nháy mắt. Lúc này, hắn trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, sống sót sau tai nạn vui mừng. Có thể rất nhanh, hắn liền phát hiện, Diệp Thần phải đi. Vì vậy liền vội vàng kéo lại liền Diệp Thần. Diệp Thần hướng đứa nhỏ này nhìn, trước mắt đứa bé, tuổi tác, chừng 10 tuổi, thân cao, 1 mét, trên đầu sinh đối với sừng nhọn, nhìn như, đối với mắt to đen nhánh nhìn mình. Vậy đứa bé mặt đầy vẻ khẩn cầu mở miệng nói, ca ca này, ta đến từ diệt thú vực Giác Hùng Gia, ta phụ thân chính là Giác Hùng Gia gia chủ, lần này, ta từ đất tu hành trở về. Chuẩn bị về nhà, có thể bởi vì bất ngờ, cùng nhà trưởng lão thất lạc. Vốn là, cũng không phải việc lớn, dọc theo con đường này, không có cường đại gì diệt thú, nhưng ai có thể nghĩ đến, nguyên bản, hẳn ở vào ngủ đông kỳ bất diệt phi ngô, lại chẳng biết tại sao thức tỉnh, đối với chúng ta phát khởi công kích. Càng mấu chốt chính là, cái này bất diệt phi ngô thực lực, lại là đột phá đến nửa bước còn chân cảnh. Các chiến sĩ liều mạng bảo vệ ta. Khá vậy chỉ có thể chém xuống bất diệt phi ngô một cái chân, liền toàn quân chết hết. Đại ca ca, ta rất cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, nếu như, ngươi có thể hộ tống ta trở lại Giác Hùng Gia, ta nhất định sẽ thỉnh cầu phụ thân, dành cho ngươi phong phú thù lao. Giác Hùng Gia, Diệp Thần chân mày khều một cái nói, cái này diệt thú vực, còn có thế lực gia tộc. Hắn lấy là, diệt thú vực chỉ có đủ loại kỳ thú thôi. Vậy đứa bé gật gật đầu nói. Diệt thú vực bên trong, cuộc sống người thú, mà người thú, lấy chủng tộc khu chia làm tất cả gia tộc, ta Giác Hùng Gia, ở diệt thú vực bên trong, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc. Nếu như húc trưởng lão ở chỗ này, đầu kia bất diệt phi ngô căn bản không đủ gây sợ hãi. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, xem ra,
những thứ này chiến sĩ đã chết, chỉ là giác hùng gia tương tự với người làm tồn tại, cũng không phải là chiến lực chân chính. Diệp Thần sau một hồi trầm ngâm nói, được, ta mang ngươi trở về. Hắn ngược lại không phải là tốt bao nhiêu tim, chỉ là, thà ở diệt thú vực bên trong mù quáng tìm mạnh mẽ diệt thú, không bằng, đến cái này giác hùng gia bên trong thu thập một ít tình báo. Vậy đứa bé vỗ tay hoan hô nói, đại ca ca, ta kêu Hùng Kỳ, ngươi kêu gì? Ngươi lớn lên và chúng ta không giống nhau, là người ngoại lai sao? Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta là nhân tộc. Vừa nói, hắn quanh thân điện quang chớp mắt, đem vậy phi lôi dao thả ra, mang Hùng Kỳ, ngồi vào trên phi lôi dao, rồi sau đó dựa theo Hùng Kỳ chỉ dẫn, cưỡi phi lôi dao, hướng Hùng ra chỗ ở phương hướng bay đi. Hai người rời đi sau đó, cái này rừng rậm nào đó cái xó xỉnh, không gian một hồi vặn vẹo, một tên đầu sinh hai sừng người trung niên hiện ra thân hình, hắn sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần cùng Hùng Kỳ rời đi phương hướng, ngay tại lúc này. Hắn thần sắc động một cái, từ trong ngực lấy ra một quả khắc ấn phủ văn đá. Đá bên trong, vang lên một cái thanh âm nói, gấu ánh ban mai, sự việc, làm thế nào? Gấu ánh ban mai có chút do dự mở miệng nói, vốn là, tiến triển rất thuận lợi, nhưng mà... chẳng ai nghĩ tới, đột nhiên, xuất hiện một cái người ngoại tộc, cứu Hùng Kỳ, đem hắn mang đi. Tựa hồ, muốn trở lại giác hùng ra. Thanh âm kia sau một hồi trầm mặc. Mở miệng nói, đã như vậy, nên làm như thế nào, không cần ta chỉ ngươi liền chứ. Ngươi kế hoạch thất bại, chỉ có thể, dựa vào ngươi tự tay đền bù. Gấu ánh ban mai ánh mắt run rẩy một tí, ngay sau đó, đem vậy đá thu hồi, xem về phía chân trời chỗ Diệp Thần rời đi phương hướng nói, thằng nhóc, muốn trách, thì trách ngươi xen vào việc của người khác đi. Bất quá, người này thực lực, có chút cổ quái, tựa hồ vượt xa cảnh giới. Còn có một đầu còn chân cảnh yêu thú làm thú cưỡi. Ta phải làm xong vạn toàn an bài, xuống lần nữa tay, lần này, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như Hùng Kỳ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này, chính là trong ngày thường đối với hắn rất tốt Húc trưởng lão. Giác Hùng ra nơi tới, tên là Sừng Gấu Rừng, khoảng cách nơi này, ngược lại là khá là xa xôi. Ở diệt thú vực, trời xanh có hủy diệt lực yêu thú được gọi là diệt thú. Dọc theo đường đi, Diệp Thần vậy hỏi Hùng Kỳ, có biết hay không mạnh mẽ diệt thú tích trữ ở nơi nào, Hùng Kỳ tuổi còn nhỏ, chỉ có thể nói ra một ít đại khái, liên quan tới những cái kia diệt thú thực lực cụ thể, không cách nào phán đoán. Trừ cái này ra, vậy hỏi thăm rất nhiều liên quan tới diệt thú vực, cùng với người thú gia tộc tin tức. Để cho hắn có chút bất ngờ chính là, cái này giác hùng gia thực lực, một chút đều không yếu, Hùng Kỳ phụ thân cũng chính là giác hùng gia gia chủ gấu ta. Bất ngờ là một tên còn thật ba tầng thiên tồn tại. Diệp Thần một bên đi đường, một bên tu tập hóa thú thần thông, một bên cùng Hùng Kỳ biết rõ diệt thú vực, ngược lại cũng khá là nhàn nhã. Nhưng đột nhiên gian, đang hiểu hóa thú thần thông Diệp Thần, nhưng là ánh mắt trầm xuống, chợt dừng lại tọa hạ phi lôi dao. Hùng Kỳ mặt lộ vẻ không hiểu nói, Diệp đại ca, thế nào? Diệp Thần không trả lời, mà là ánh mắt quét qua trống rỗng bốn phía nói, mấy vị. Đợi ta rất lâu rồi chứ. Làm sao không ra gặp gặp. Hùng Kỳ nghe vậy cả kinh, có chút hốt hoảng nhìn chung quanh trước, nhưng, không phát hiện gì hết. Yên lặng chỉ chốc lát sau, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên nói, cái vị công tử này, ngược lại là thật là tinh mắt, hiện tại, ta có thể cho công tử đi một lần mở cơ hội, chúng ta muốn chỉ là vậy sừng tộc gấu đứa nhỏ mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, bốn đạo thân ảnh lộ vẻ hiện ra. Mơ hồ đem Diệp Thần cùng Hùng Kỳ bao vây ở trong, cái này bốn trên người đều mặc trước một cái hắc bào, mang mặt nạ, che đậy mặt mũi, nhưng, nhìn ra được, đều là người thú chủng tộc. Bốn cặp mắt, chặt chẽ phong tỏa Diệp Thần, đồng thời, bốn đạo như vực sâu như biển hơi thở, kích động ra, hướng Diệp Thần đè xuống. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này bốn người đều là còn chân cảnh cường giả, trong đó, ba tên còn thật nhất tầng thiên tồn tại, một tên còn thật tầng trời hai tồn tại. Trận thế này rất cường đại. Cầm đầu tên kia còn thật tầng trời hai tồn tại ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, cái vị công tử này, phải là một người thông minh, tên này đứa nhỏ cùng ngươi không quen không biết, không đáng giá được ngươi mạo hiểm, vì hắn đối với chúng ta chứ. Cho nên, một cái hô hấp bên trong, ngươi nếu như muốn đi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Hùng Kỳ nghe vậy, hù được đã cả người run rẩy. Hắn không ngốc, biết mình rơi vào cái này mấy trong tay của người. Liền tương đương với là chết chắc.
Hùng Kỳ thật chặt nắm Diệp Thần ống tay áo, rất sợ Diệp Thần sẽ thật rời đi. Đây là, một tên thân hình có chút mập lùn hắc y nhân, hừ lạnh một tiếng nói, đại ca, ta còn lấy vì ngươi vì tìm ta có chuyện gì cửa tới đây, liền vì một cái càn khôn cảnh không tới ngoại tộc tiểu tử. Cái này cũng phải dùng tới chúng ta ra tay. Thằng nhóc này, mang một đầu còn chân cảnh quái vật thì thế nào? Còn có thể là chúng ta đối thủ, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Vậy người cầm đầu, ánh mắt lóe lên một tí, nhưng, không có nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, ngay sau đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đem ống tay áo, từ Hùng Kỳ trong tay, rút ra. Hùng Kỳ thấy vậy, cả người tựa như đều bị bắc cực gió lạnh, đóng băng vậy, nước mắt từ trong mắt xông ra, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Diệp Thần, cái này mấy ngày tới hắn ấn tượng rất tốt đại ca ca, lại là thật muốn buông tha mình. Bất quá, Hùng Kỳ không hề trách Diệp Thần, giống như người quần áo đen kia nói, bọn họ không quen không biết, cho dù buông tha mình, vậy rất bình thường. Vậy bốn tên hắc y nhân thấy vậy, trong mắt, cũng lóe lên một nụ cười, có người thì mừng rỡ, có người chính là châm chọc. Bọn họ biết, Diệp Thần phải rời đi. Người bình thường cũng sẽ chọn rời đi. Nhưng đột nhiên gian, Diệp Thần rút ra ra tay, nhưng là bỗng nhiên lột, một chuôi đen nhánh trường kiếm rơi vào trong tay. Khoảnh khắc tới giữa, bàng nhiên yêu khí từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra, hắn trong mắt, hàn mang kích động, ánh mắt phong tỏa mới vừa nói tên kia người lùn, hồn thể đổi thành thi triển, mãnh liệt ánh sao ở kiếm phong bên trên bùng nổ. Phần thiên thi triển, mơ hồ có một vòng đen nhánh mặt trời, cùng màu vàng bầu trời hư ảnh, mình khắc ở trên thân kiếm. Một khắc sau, Diệp Thần không có một tia một hào do dự, vô cùng dứt khoát hướng về phía vậy mập lùn người chỗ, chém ra chí cường một kiếm. Vô cùng sợ hãi hủy diệt đạo vận, kèm theo trong đó. Tất cả người, đều là mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần không chỉ không có rời đi, ngược lại, bạo khởi làm khó dễ. Một người còn không có hoàn toàn bước vào càn khôn cảnh tồn tại, mà lại ở đối mặt bốn tên còn chân cảnh tồn tại bao vây lúc còn dám chủ động ra tay. Đây hoàn toàn siêu thoát đám người suy tư của người à. Trừ phi là người điên, nếu không, ai sẽ làm như vậy? Nhưng, để cho bọn họ rung động nhưng còn không phải là Diệp Thần điên. Mà là Diệp Thần mạnh mẽ. Một kiếm này bên trong lực lượng, khủng bố đến không cách nào hình dung bước. Tựa như, có thể đem vạn vật chôn vùi vậy. Một kiếm ra. Liền diệt thú vực thiên địa đều rung động đáng. Cầm đầu tên quần áo đen kia, ngay tức thì gào thét nói, tam đệ, chú ý. Vậy được gọi là tam đệ mập lùn người, giờ phút này, tựa như mới hoàn hồn lại vậy, điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một chuôi đồ sộ chùy. Vậy đồ sộ chùy bên trên, thiêu đốt màu đỏ kiêu căng, đồng thời, cũng là có một cổ hủy diệt đạo vận, từ mập lùn bên trong cơ thể bùng nổ. Một đạo kinh thiên chùy ảnh, ngay tức thì xuất hiện. Hướng Diệp Thần chém tới kiếm quang, đánh đi. Cái này một chùy cũng là vô cùng cường hãn, đem còn chân cảnh nhất tầng thiên tồn tại mạnh mẽ, phát huy được tinh tế, muôn vàn quy luật, dung hợp tại một chùy bên trong. Mà đây một chùy dưới, cùng thiên đạo hoàn mỹ hòa hợp, chính là nặng pháp tắc. Vì vậy, cái này một chùy cực kỳ trầm trọng, cực kỳ cương mãnh. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, xem ra, ở nơi này diệt thú vực bên trong. Nắm giữ hủy diệt mộ đạo tồn tại, không hề thiếu. Bất quá, cho dù là người này, hủy diệt mộ đạo trình độ, cũng là so với là nông cạn. Những thứ này người thú hủy diệt mộ đạo, nhìn như, càng giống như là những cái kia diệt thú, dựa vào bản năng điều khiển hủy diệt lực. Mấy tên hắc y nhân thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy mập lùn người chùy pháp, vô cùng là mạnh mẽ, hắn đem cái này một chùy sử dụng, hẳn coi như là an toàn. Ngay chớp mắt, vậy chùy ảnh cùng ánh sao, rốt cuộc xảy ra va chạm. Ầm một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt dư âm, hướng bốn phía cuộn sạch đi, mà vậy mấy tên người quần áo đen ánh mắt, ngay tức thì tràn đầy tia máu, đây là không dám tin tưởng cùng sợ hãi rung động, cơ hồ, đều phải trừng ra hốc mắt. Bọn họ tưởng tượng bên trong, nhất là không có thể xuất hiện một màn, xuất hiện. Cuồng bạo cự lực, từ Diệp Thần kiếm quang bên trong, dâng trào ra. Giống như là một bàn tay vô hình, đem vạn vật cũng tạo thành hư không. Chỉ gặp, mập lùn người đánh ra chí cường chùy ảnh, lại là ở Diệp Thần dưới một kiếm, bể.
liền một cái hô hấp thời gian, không, liền trong nháy mắt thời gian, cũng không có ngăn cản, liền ở ngân hà đánh vào dưới, ầm ầm bể nát hà. Điều này sao có thể? Đối phương, chỉ là một tên bổ thiên đỉnh cấp, còn chưa bước vào càn khôn tồn tại à? Lại nghịch thiên cũng phải có cái hạn độ đi. Trên thực tế, cái này mấy người kinh nghiệm chiến đấu cũng khá là phong phú, sở dĩ không có phòng ngừa đến Diệp Thần bạo khởi làm khó dễ, chủ yếu nhất nguyên nhân, không phải bởi vì Diệp Thần rút ra tay, mà là bởi vì, bọn họ đem sự chú ý đều đặt ở đầu kia phi lôi dao trên mình à. Có thể hiện tại, cái này mấy người phát hiện, mình sai rồi. Sai rất ngoại hạng, nên đề phòng không phải phi lôi dao, mà là trước mắt tên này, thật là muốn khác bọn họ óc bốc hơi ngoại tộc thanh niên. Diệp Thần một kiếm này, cường đại đến kinh thiên địa, khóc quỷ thần bước à. Lúc này, mấy người muốn tiếp viện, vậy không còn kịp rồi. Vậy mập lùn người trong mắt hiện lên vô cùng là hoảng sợ thần sắc, miễn cưỡng thu hồi búa tạ, chắn trước người mình. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vậy mập lùn người đủ búa tạ, giơ tay bay ra. Nói chính xác, là tên kia người thú hai tay, ngay tức thì ở kiếm quang bên trong, bốc hơi. Một đạo màu xám cho ánh sáng, bỗng nhiên từ trong cơ thể lóng lánh, hiển nhiên, là loại nào đó hộ thân pháp bảo. Một quả cốt chế thiên châu, từ hắn trong ngực bay ra, nghênh hướng Diệp Thần kiếm quang. Nhưng, cho dù là cái này phòng ngự pháp khí, cũng là ầm ầm bể tan tành, nhưng, dầu gì triệt tiêu tinh hồn chảm phần lớn uy năng. Một tiếng hét thảm vang lên, may là như vậy, cái này mập lùn người thân thể, vẫn là cơ hồ muốn ở Diệp Thần dưới một kiếm. Bị chém là hai đoạn, giữa eo, xuất hiện một cái vô cùng dữ tợn lỗ hổng lớn, máu tươi, nội tạng chảy ròng, cả người, cũng bị oanh được đổ bay ra, một tên hắc y nhân ra tay, mới giúp cái này mập lùn người dừng lại thân hình. Trong chốc lát, thiên địa đều yên tĩnh lại. Tựa như, lâm vào hắc động giống vậy tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là tựa như pho tượng vậy nhìn Diệp Thần, thật giống như còn không có quá tốt địa lý rõ ràng, mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Diệp Thần nhìn một cái xa xa mập lùn người, thần sắc lãnh đạm mở miệng nói, nghe nói, người muốn giết ta. Quá gần bá đạo. Diệp Thần là một người thích nói tín dụng người, hắn nếu đáp ứng muốn hộ tống Hùng Kỳ về nhà, như vậy thì sẽ hộ tống. Người tới, mạnh hơn nữa, lại nhiều, hắn cũng sẽ không chỉ như vậy ném cái kế tiếp đứa bé rời đi. Một câu nói này, giống như một tiếng sấm vậy, đang lúc mọi người đầu óc bên trong, nổ. Quá mạnh mẽ. Thời khắc này Diệp Thần, ước chừng dựa vào một kiếm, liền làm cái này mấy người trong lòng sợ hãi hoành xanh à. Bây giờ nhìn lại, vậy mập lùn thanh niên nói câu nói kia là ngu xuẩn dường nào cùng buồn cười. Trực tiếp giết. Giết ai? Mình sao? Cái này mập lùn người giờ phút này hơi thở yếu ớt, quả thật đã trọng thương sắp chết. Bất quá, Diệp Thần một kiếm này, cũng không có suất toàn lực, chỉ là, muốn luyện tay một chút mà thôi. Thực lực bạo tăng sau đó, võ giả vậy đều phải tiến hành đối luyện tới thích ứng mình thân thể. Những người trước mắt này, không phải đưa tới cửa bao cát sao? Vậy cầm đầu còn chân cảnh tầng 2 thiên tồn tại, ánh mắt cuồng tránh, bỗng nhiên chợt quát lên, ra tay, cùng nhau công kích. Diệp Thần mới vừa một kích kia, mặc dù rung động, mạnh mẽ, nhưng, hắn xem tỷ số minh, một kiếm kia lực lượng, không có vượt qua nhất tầng thiên, nói cách khác, cho dù giờ phút này. Mập lùn người mất đi chiến lực, ưu thế vẫn là thuộc về bọn họ bên này. Những người quần áo đen này, kinh nghiệm chiến đấu, cũng là vô cùng là phong phú, cả người linh lực cuồng trào, trong tay rối rít xuất hiện riêng mình vũ khí, đạo đạo khí tức hủy diệt, ở vũ khí bên trên lượn lờ, ngay tức thì phải đối với Diệp Thần phát động liên thủ nhất kích. Hùng Kỳ tim ngay tức thì xách lên. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, đối với phi lôi dao nói, bảo vệ tốt hắn. Phi lôi dao mặc dù linh trí không mở, nhưng, bị Diệp Thần thu phục sau đó, có thể trình độ nhất định, hiểu ý chủ nhân, đạt được Diệp Thần chỉ thị sau đó, hắn phát ra một tiếng rồng ngâm, bề mặt bên trên, ngay tức thì bao phủ một tầng lôi quang, đem mình cùng Hùng Kỳ bảo vệ ở lôi quang dưới. Mà Diệp Thần, chính là bước chân động một cái, bước ra lôi quang phạm vi, đứng ngạo nghễ không trung. Một người độc chiến ba tên còn chân cảnh cường giả, nhưng không có chút nào ý rút lui. Phong thái tuyệt thế. Cho dù là vậy mấy tên hắc y nhân, đối mặt vậy giống như chiến thần giống vậy thanh niên, tâm thần cũng là được một phần dao động. Tên kia thật vẫn người thú, điên cuồng hét lên một tiếng nói, đừng do dự, giết cho ta.
Trong tay hắn, là một chuôi trường kích bên trên, sát khí cuồn cuộn, hiển nhiên không biết chém giết nhiều ít sinh linh. Cái này người áo đen cầm đầu, điên cuồng vũ động khởi trong tay trường kích, linh lực bơm vào, đạo vận dâng trào, theo hắn múa, trường kích bên trong lực lượng, lại là đang điên cuồng dâng lên. Mà Phi Lôi Dao trên mình hùng kỳ, thấy một màn này, nhưng là sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, còn người run rẩy lẩm bẩm nói, cuồng hùng phân thiên kích. Cái này, là ta giác hùng ra cuồng hùng phân thiên kích à? Tại sao, người biết thi triển ta giác hùng ra tuyệt học gia truyền? Trên thực tế, hắn trong lòng đã có câu trả lời, nhưng, không muốn thừa nhận. Mà Diệp Thần trên mặt nhưng là không chút nào bất ngờ vẻ. Một người còn chân cảnh tồn tại, nào có như vậy dễ dàng, cùng người đi tản. Nguyên bản hẳn ngủ say bất diệt Phi Ngô, lại trùng hợp đang cùng người trưởng lão kia đi tán sau đó, tỉnh lại tập kích đám người. Mà hiện tại, ở đi thông giác hùng ra đường phải đi qua trên, lại là gặp phải mai phục. Hết thảy các thứ này, đều nói rõ giác hùng ra có nội gián, mà người này, chính là vậy nguyên bản hẳn hộ tống hùng kỳ húc trưởng lão. Đây là, vậy một kích bên trong lực lượng, tựa hồ đã đạt đến trình độ cao nhất. Mà hai người khác, một người sử dụng một chuôi trọng kiếm, một người chính là sử dụng một chuôi gậy to, hai người võ kỹ, cũng đã thi triển ra. Ba người đồng thời chợt quát lên. Cuồng hùng phân thiên kích. Nhật nguyệt rơi xuống tinh kiếm. Hám thế đánh thần bổng. Cái này ba đạo công kích, lấy cường đại nhất cuồng hùng phân thiên kích làm chủ, cái khác hai đạo công kích là phụ. Cuồng hùng phân thiên kích, trực tiếp hướng Diệp Thần đánh ra, mà kiếm mang cùng côn ảnh, chính là hướng Diệp Thần sau lưng cùng bốn bể rơi xuống, đem Diệp Thần hết thảy né tránh phương vị, hoàn toàn phong tỏa. Dĩ nhiên, không phải không có chút nào sơ hở, vậy côn ảnh bởi vì quá phân tán, có chút yếu kém, đây là bởi vì, nguyên bản hẳn cùng xuất thủ tên kia mập lùn người, giờ phút này người bị thương nặng. Cái này mấy người hiển nhiên phối hợp qua không biết bao nhiêu lần, vô cùng ăn ý, cho dù cái này liên thủ nhất kích, lưu lại sơ hở, nhưng, muốn phá vòng vây ra, nhiều hơn thiếu thiếu, đều phải bị cuồng hùng phân thiên kích đánh trúng, sứ đối thủ bị thương. Như vậy thứ nhất, ba người liền có thể đem chiến đấu tiết tấu hoàn toàn đem cầm. Bọn họ trong lòng đều ở đây thôi diễn Diệp Thần, đối với cái này liên thủ nhất kích, như thế nào ứng đối, làm xong xuất thủ lần nữa chuẩn bị. Có thể, rất nhanh, cái này ba người đều là tròng mắt run lên. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Bọn họ thôi diễn vô số loại có thể, ví dụ như Diệp Thần cưỡng ép đột phá, Diệp Thần thi triển phòng ngự vân. Vân, có thể, ai cũng không nghĩ tới. Giờ phút này, Diệp Thần, đối mặt ba người liên thủ nhất kích, lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ, tựa như, phải lấy mình thân thể, chống cự đối phương dưới sự liên thủ khủng bố công kích à. Hùng Kỳ cũng là sắc mặt kịch biến, nếu không phải hắn giờ phút này thân ở Phi Lôi Dao phòng ngự lôi quang bên trong, chỉ là cái này ba người nhất kích tản ra từng tia chập chờn, liền có thể đem hắn chấn động được hình thần câu diệt. Diệp Thần coi như mạnh hơn nữa, cũng không cách nào ở nơi này ba người dưới sự liên thủ bình yên vô sự chứ. Mà vậy mấy tên hắc y nhân, sau khi khiếp sợ, chính là mừng như điên. Bọn họ mặc dù không rõ trắng, Diệp Thần tại sao phải làm như vậy, nhưng, Diệp Thần kết cục, ở trong mắt bọn họ đã là đã định trước. Ngay tại lúc này, vậy ba đạo công kích đã tới Diệp Thần trước người. Mà Diệp Thần bề mặt bên trên bỗng nhiên nổi lên một tầng màu máu ánh sáng rực rỡ. Bốn tên hắc y nhân, con người có giúp một cái, huyết sắc này ánh sáng rực rỡ, tựa hồ là loại nào đó thủ đoạn phòng ngự. Nhưng, bọn họ khóe miệng nhưng là dương lên một tia cười lạnh, hiện tại, mới nhớ phòng ngự. Trễ! Đánh tới một tiếng vang thật lớn, ba đạo quang mang, đem Diệp Thần thân hình chìm ngập, mà Diệp Thần vị trí chỗ, vậy điên cuồng chôn vùi trước, bất quá diệt thú vực không gian, ngược lại là khá là vững chắc, ở công kích này dưới, tuy là bể tan tành, lại không có mất đi. Vậy mấy tên hắc y nhân, nhìn nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng, Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác quá quỷ dị, có thể cứ như vậy giải quyết, không thể tốt hơn nữa. Một khắc sau, bọn họ đưa mắt nhắm ngay đứng ở Phi Lôi Dao trên lưng Hùng Kỳ, đều là băng hàn liền xuống. Hùng Kỳ thấy vậy, sắc mặt liền trắng, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại mấy người chuẩn bị đối với Phi Lôi Dao ra tay lúc đó, lúc trước tên kia bị thương mập lùn người, nhưng là bỗng nhiên kinh hô các người xem. Ừ, trong mắt mọi người thoáng qua vẻ nghi hoặc, không biết người này đang kinh hoàng cái gì,
quỷ dị kia tiểu tử không phải cũng đã chết rồi sao? Bọn họ theo bản năng theo mập lùn người ngón tay nhìn, nháy mắt tức thì, tất cả mọi người đều tựa như bị hoàn toàn đông, biến thành tượng đá. Chỉ gặp, công kích ánh sáng thu liếm, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, không phải xương máu, tàn thi, mà là một tên sắc mặt bình thản, cả người cơ hồ hoàn hảo không hao tổn thanh niên à. Chỉ có quần áo lên tí tí vết máu, chứng minh mới vừa mấy người công kích, đã từng tồn tại qua. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn sở dĩ đứng tại chỗ, chịu đựng mấy người công kích, chính là vì khảo sát hóa huyết thần sợi bông hiệu quả, cùng với mình hôm nay sinh mệnh lực, lực phòng ngự trình độ. Kết quả, để cho hắn rất hài lòng. Cái này ba người liên thủ nhất kích, coi như không tệ, nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là bị một ít bị thương da thịt mà thôi. Ở hắn lần nữa tăng lên một cái nấc thang sinh mệnh lực dưới, ở ánh sáng biến mất lúc đó, vết thương vậy cùng khép lại. Sở dĩ, mới có thể có như vậy rung động kết quả, một mặt, là bởi vì là hóa huyết thần sợi bông mạnh mẽ, mặt khác, chính là bởi vì Diệp Thần thân xác tiến cấp tới một cái tầng thứ mới, bước qua đi thông thân xác thành thánh ngưỡng cửa, để cho hắn hôm nay thân xác trình độ bền bỉ, không gì sánh kịp. Cái này, vẫn là ở hắn không có thi triển hồng mông đại tinh không. Sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên dưới tình huống. Lấy hắn hôm nay cường hóa đi qua hủy diệt đạo vận, thi triển sinh chữ thiên, sợ rằng có thể làm được chân chính không bị thương. Mà vậy mấy tên hắc y nhân, chính là lòng nguội lạnh. Linh hồn đều phải kết băng. Đây là cái quái vật gì? Càn khôn cảnh, liền có thể chống cự ba tên còn chân cảnh tồn tại liên thủ nhất kích. Không thể tưởng tượng nổi, cũng phải có cái hạn độ đi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều mất đi cùng Diệp Thần chiến đấu dục vọng. Trước mắt người ngoại lai này, cho bọn họ một loại cực kỳ thần bí, quỷ dị cảm giác. Giống như, có một cái giết thế nào cũng giết không chết, ra tay một cái còn có thể tùy tiện đem ngươi nghiền thành thịt nát người ngoài hành tinh, xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi còn muốn cùng cuộc chiến đấu sao? Trong lòng, chỉ sẽ suy nghĩ như thế nào chạy trốn đi. Cái này mấy người cũng không ngoại lệ. Một khắc sau, bốn tên hắc y nhân, bao gồm lúc trước trọng thương tên kia, đều là rối rít thi triển bí pháp, chuẩn bị hướng không cùng phương hướng, chạy thục mạng, tên kia còn thật tầng hai thiên người dẫn đầu, ánh mắt vô cùng kiềm chế, mặc dù hắn có nhiệm vụ trên người, nhưng, cũng không thể vì nhiệm vụ, tìm cái chết vô nghĩa chứ. Ngay tại lúc này, một câu để cho bọn họ máu động lại lời nói, ở vang lên bên tai. Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu đối với ta ra tay, liền lưu lại đi, muốn chạy trốn. Ta cho phép sao? Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần bỗng nhiên ra tay. Hắn ánh mắt, dẫn đầu tỏa định là lúc trước tên kia trọng thương mập lùn người. Một đạo lạnh thấu xương ngân hà, bỗng nhiên từ Diệp Thần trên trường kiếm, gào thét ra, hủy diệt đạo vận kèm theo, cơ hồ là khoảnh khắc tới giữa, thì đến vậy mập lùn người trước mặt. Không! Mập lùn người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phí công giơ lên trong tay búa tạ. Muốn ngăn cản, nhưng, hắn khỏe hẳn lúc đó, đều bị Diệp Thần nhất kích trọng thương, huống chi hiện tại. Một khắc sau, tên này còn chân cảnh cường giả, liền ở kiếm quang hạ biến thành một hồi xương máu, liền thần hồn đều bị sát kiếm cắn nuốt. Cái khác mấy người thấy vậy, trong mắt lóe lên vô cùng vẻ sợ hãi, ngay tức thì liền hóa thành mấy đạo độn quang, muốn hướng không cùng phương hướng bỏ chạy. Diệp Thần trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên nạt nhỏ, hồn thể đổi thành Vệ hồn thông thiên. Hôm nay, Diệp Thần thể chất có cực lớn tăng lên, mà ở hồn thể chuyển hóa dưới tác dụng, đại biểu, thần hồn lực, cũng là bạo tăng. Một cổ vô cùng là đậm đà, gần như sền sệt hồn lực chập chờn, kích động ra, ở nơi này hồn lực dưới, không gian tựa hồ cũng muốn làm vặn vẹo. Một tên tay cầm cổ kiếm, thần vòng hỏa long, uy nghiêm như thần linh vậy cự nhân, vô căn cứ mà hiện, trong tay cổ kiếm, đánh một trận ra, mãnh liệt hồn lực. Ngay tức thì hóa thành ba đạo hồn kiếm kiếm mang, trực tiếp xuất hiện ở ba đỉnh đầu của người dưới, chém nhập hắn thức hải bên trong. Chui tốc mau hơn nữa, cũng không có hồn kỹ tốc độ nhanh. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này ba tên chí cường, ở Diệp Thần hồn kỹ đánh vào dưới, thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, trong đó hai người thần hồn lại là ngay tức thì mất đi, bị Diệp Thần cắn nuốt, duy nhất sống sót vậy thật là tầng hai thiên người dẫn đầu. Cũng là thân hình kịch chấn, một cái run rẩy, liền trên không rơi xuống trùng trùng quăng mặt đất bên trên. Nguyên bản, võ giả tu vi bước vào còn chân cảnh, thân tim cùng thiên đạo tương hợp, còn muốn lấy hồn kỹ đem trong nháy mắt giết,
có thể nói là khó như lên trời. Có thể gặp, Diệp Thần hồn lực cường đại đến vì sao bước to như vậy. Huống chi hắn tinh thông hồn diệt thần nói, ở đất này cực kỳ phù hợp. Hắn thực lực ở chỗ này sẽ bạo tăng. Đến bên ngoài, tự nhiên không thể nào như vậy ung dung. Thi triển hồn thể đổi thành sau đó, cho dù là còn chân cảnh hậu kỳ võ giả, hồn lực cũng chưa chắc so Diệp Thần mạnh mẽ. Không muốn cảm thấy quá khoa trương, ba đạo thiên cấp hồn ấn, hồn thể đổi thành, cùng với Diệp Thần không ngừng chiếm đoạt võ giả thần hồn mang tới gia trì, là khó có thể tưởng tượng, loại kết quả này ở tình lý bên trong. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Diệp Thần vô địch, hôm nay hắn phệ hồn thông thiên chỉ có thể trọng thương còn thật tầng 1 tầng 2 thiên tồn tại, mà không phải là trong nháy mắt giết, như vậy, đối mặt còn thật mạnh hơn tồn tại lúc đó, Diệp Thần hồn kỹ cũng chỉ có thể làm thần hồn nhẹ bị thương, hơn nữa, còn có bị phòng ngự cư chú có thể. Thậm chí Tiêu Thủy Hàn cái loại này thực lực người, ở trông cho mượn dùng sóc lão lực lượng lúc đó, hồn của hắn kỹ, tối đa cũng chỉ miễn cưỡng dung chuyển đối phương thần hồn thôi. Càng cùng thiên đạo tương hợp, hồn kỹ sinh ra hiệu quả liền càng kém. Nói đơn giản, đối phương thần hồn cùng thiên đạo dung hợp, giống như là ăn mặc một kiện khôi giáp, người muốn tổn thương đến thần hồn, thì phải trước đem cái này khôi giáp đánh vỡ. Mà độ dung hợp càng cao, khôi giáp liền càng vững chắc. Hùng Kỳ nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn thử ra. Cái gì gọi là từ địa ngục đến thiên đường? Cái này kêu là từ địa ngục đến thiên đường à? Một khắc trước, hắn còn cho rằng Diệp Thần chết, mình vậy phải xong rồi, một khắc sau, trực tiếp nghịch chuyển. Không chỉ có không chút tổn hao nào, còn ngay tức thì giết trong nháy mắt những sát thủ quần áo đen này. Loại cảm giác này, không cách nào hình dạng. Chỉ có thể nói, thời khắc này Diệp Thần, ở hắn trong mắt chính là chân thần vậy tồn tại à. Diệp Thần khống chế phi lôi dao rơi xuống, mang Hùng Kỳ đi tới rơi xuống đất hắc y nhân trước người. Giờ phút này, người đồ đen kia, thần hồn bị thương nghiêm trọng, đã thoi thóp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hùng Kỳ sắc mặt phức tạp đi tới người quần áo đen trước người, vạch trần hắn mặt nạ. Quả nhiên, người này, chính là cùng Hùng Kỳ thất lạc giác Hùng gia trưởng lão, Gấu Ánh Ban Mai. Gấu Ánh Ban Mai giờ phút này, tựa hồ không muốn đối mặt Hùng Kỳ, đừng quá xem quang. Nếu không phải thẹn trong lòng, không đành lòng tự mình động thủ, hắn cũng sẽ không an bài Bất Diệt Phi Ngô Vân. Vân. Hùng Kỳ trong mắt hơi nước hòa hợp, hướng về phía Gấu Ánh Ban Mai hỏi, Húc trưởng lão, tại sao? Tại sao, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, người phải đối với ta như vậy? Hắn không rõ ràng, cái này từ nhỏ bầu bạn ở bên cạnh mình trưởng bối, tại sao phải ra tay ra hại mình? Gấu Ánh Ban Mai trầm mặc chốc lát, than nhẹ một tiếng nói, nhỏ Kỳ, ngươi cũng không có làm sai cái gì, nếu như nói, có lỗi, ngươi sai, chính là sinh ở giác hùng gia. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt bỗng nhiên hiện lên lau một cái hồng quang, rất nhanh vậy phai nhạt xuống, hoàn toàn mất đi sức sống. Diệp Thần khẽ cau mày, người này thần hồn bên trên lại là bị người để lại khắc. Giờ phút này khắc ở giữa lực lượng bùng nổ, đem thần hồn ngay tức thì mất đi, cho dù lấy Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, cũng không có ngăn cản biện pháp. Hùng Kỳ tựa hồ vô cùng thất lạc, mặt đầy chán nản vẻ, bị mình tin cậy, làm thân nhân trưởng bối phản bội, đối với một cái đứa nhỏ mà nói đả kích bao lớn, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần không có nói gì nhiều, có lẽ, ở người bình thường thế giới sẽ an ủi, sẽ nói cho hắn, trên đời còn có tốt đẹp, không nên buông tha hy vọng. Có thể, Diệp Thần sẽ không. Bởi vì, hắn biết, đây chính là tu võ thế giới, cái này, chính là thực tế tàn khốc. Không có gì tốt đẹp, không để cho ngươi yếu ớt chỗ trống, có, chỉ là vô tận hắc ám cùng lạnh như băng. Muốn phải sống sót, thì phải học biết ở hắc ám bên trong, một mình kiên cường, chớ không có cách nào khác. Không có ai sẽ chiếu cố ngươi, thương hại ngươi, mọi việc cũng chỉ có thể dựa vào mình, bất kỳ bất công, bất kỳ khổ sở, đều không phải là ngươi ngã xuống mượn cớ, bởi vì, ngã xuống liền đại biểu chết. Cho dù ngươi là mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh, cũng giống như vậy, cái thế giới này sẽ không đối với ngươi có bất kỳ thương hại cùng tha thứ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đi thôi. Dứt lời, liền dẫn Hùng Kỳ, ngồi xuống phi lôi dao. Hùng Kỳ cúi đầu, vô lực đối với Diệp Thần hỏi, Diệp đại ca, ngươi nói, hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, không biết, bất quá chờ ngươi về nhà, hẳn liền biết.
Dứt lời, liền cưỡi phi lôi dao, tiếp tục hướng Giác Hùng Gia đi. Giác Hùng Gia, ở vào diệt thú vực một nơi sâu thẳm cực kỳ trong núi rừng, nơi này cây rừng phơi bày một loại màu đỏ tím, chính là vậy sừng gấu rừng. Giác Hùng Gia phủ đệ, diện tích vượt qua trên vạn m2, kiến trúc phong cách, vô cùng là tục tằng. Một gian rộng rãi phòng lớn bên trong, nằm một tên người đàn ông trung niên, vậy người đàn ông trung niên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chợt cao chợt thấp, vô cùng là không yên, người này chính là sừng gấu nhất tộc gia chủ, Hùng Vương Võ. Mà ở Hùng Vương Võ trước giường, còn đứng một tên ánh mắt ác liệt người thú, giờ phút này, tên này người thú đang bưng một chén thuốc, tỉ mỉ là Hùng Vương Võ mớm thuốc. Hắn chính là Hùng Vương Võ con trai trưởng, cũng là Giác Hùng Gia xuất sắc nhất thiên tài, Hùng Lệ. Ở nơi này mấy ngày, Hùng Vương Võ lúc tu luyện, bởi vì bất ngờ, tẩu hỏa nhập ma, mà lâm vào hôn mê, cho tới hôm nay, còn không có tỉnh lại. Đây là, một tên người làm đi vào trong phòng, đối với Hùng Lệ nói, đại thiếu gia, một tên người ngoại tộc mang tiểu thiếu gia trở về. Hùng Lệ nghe vậy, thần sắc động một cái, lúc này để chén thuốc xuống, hướng ngoài nhà đi ra. Phòng khách bên trong, ngồi một tên thanh niên nhân loại cùng một tên người thú đứa bé, chính là Diệp Thần cùng Hùng Kỳ. Diệp Thần trong tay bưng một ly màu tím nhạt thức uống, có chút hiếu kỳ nếm thử một miếng, đây là diệt thú vực có 102 linh trà. Đây là, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Diệp Thần hướng cửa nhìn ra ngoài, chỉ gặp, một tên tướng mạo đường đường, khí độ không tầm thường người thú thanh niên dẫn một đám thực lực bất phàm người thú, bước vào phòng khách bên trong. Hắn vừa thấy được Hùng Kỳ, trên mặt chính là hiện lên đại hỉ vẻ, hô lớn, Hùng Kỳ. Ngươi không có sao, quá tốt. Hùng Kỳ lập tức hướng thanh niên kia người thú chạy đi, nhào vào trong ngực của hắn, kêu khóc nói ca ca, Húc trưởng lão. Húc trưởng lão hắn. Hùng Lệ nhẹ vỗ nhẹ Hùng Kỳ phần lưng, trấn an nói, yên tâm, ngươi về nhà, hiện tại đã không sao, không người nào có thể tổn thương được ngươi. Hắn thần sắc bỗng nhiên một nghiêm túc. Lạnh lùng quát, người đâu, truyền lệnh xuống, cho ta trong thời gian ngắn nhất, tra rõ, kết quả là ai dám đối với ta Giác Hùng Gia con em, ta Hùng Lệ đệ đệ ruột ra tay. Sau lưng, có mấy tên người thú, lúc này lĩnh mệnh nói, Đây là, Hùng Lệ nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt nhỏ tránh nói, chính là các hạ cứu Hùng Kỳ. Tại hạ Hùng Lệ, chính là Hùng Kỳ huynh trưởng, ở chỗ này cảm ơn các hạ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Hùng công tử khách khí. Hắn ánh mắt lóe lên một tí, cái này Hùng Lệ tư chất võ đạo ngược lại cũng là khá là nghịch thiên, không tới 2000 tuổi, cũng đã là còn chân cảnh tồn tại, so với Giác Hùng Gia gia chủ, cũng không kém bao nhiêu chứ. Mấy người một phen trò chuyện sau đó, Hùng Lệ đem Diệp Thần mời nhập một gian nhã phòng, dâng lên linh trà, có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp công tử, ta nghe nói, người ngoại tộc là rất khó chịu đựng diệt thú vực khí tức hủy diệt. Có thể, ta xem Diệp công tử thật giống như hành động như thường, không bị ảnh hưởng chút nào hình dáng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, ta tu luyện có hủy diệt mộ đạo, cho nên, cái này diệt thú vực khí tức hủy diệt, đối với ta vô hại. Hùng Lệ nghe vậy, hai tròng mắt sáng lên nói, à. Sanh ra ở diệt thú vực người thú, bị cái này khí tức hủy diệt hun đúc, phần lớn cũng có thể nắm giữ hủy diệt mộ đạo, chỉ là, nhưng không cách nào tinh thâm, hơi nông cạn. Nghe người ngoại tộc hủy diệt đạo vận, cùng ta người thú tộc mỗi người mỗi vẻ, không biết, Diệp công tử có thể hay không cùng ta so tài một phen. Cũng tốt lẫn nhau kiểm chứng võ đạo của mình. Diệp Thần thần sắc động một cái, trầm ngâm chốc lát sau đó, gật đầu nói, cũng tốt. Hắn đối với cái này người thú tộc hủy diệt đạo vận, ngược lại cũng là rất là tò mò. Hùng Lệ nghe vậy, khá là sảng lãng cười một tiếng, liền đem Diệp Thần mang dẫn đến Giác Hùng Gia diễn võ trường bên trong. Giác Hùng Gia người nghe nói chuyện này sau đó, rối rít tới diễn võ trường xem cuộc chiến, đối với tên này đánh bại Húc trưởng lão người ngoại tộc, kết quả có vì sao chờ thực lực, cũng là rất là tò mò. Diệp Thần cùng Hùng Lệ đứng ở diễn võ trường bên trong, trên khán đài đám người, chính là bàn luận sôi nổi. Một tên người thú thiếu niên khá là mong đợi nói, các ngươi nói, chàng này so tài ai sẽ thắng ra. Hắn đồng bạn có chút khinh thường đáp, loại vấn đề này, còn dùng hỏi. Đại công tử là ta sừng gấu nhất tộc đương kim ưu tú nhất yêu nghiệt, đặc biệt, là ở hủy diệt đạo vận trên có tư chất nghịch thiên, làm sao có thể thất bại. Không ít người đều là gật đầu một cái, đồng ý thuyết pháp này. Có thể tên kia thiếu niên nhưng là có chút không phục địa đạo, cái này người ngoại tộc,
đánh bại Húc trưởng lão, có thể gặp, thực lực nhất định không giống vật thường. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn đồng bạn cười lạnh một tiếng nói, đánh bại Húc trưởng lão. Ngươi không phát hiện, người này bất quá là đến gần càn khôn tồn tại sao? Ngươi cảm thấy, hắn thật có thể đánh bại Húc trưởng lão. Cho dù thật làm được, dựa vào chỉ sợ cũng không phải thực lực đi. Mọi người chung quanh nghe vậy, rối rít phụ họa, hiển nhiên, không có một người coi trọng Diệp Thần. Diệp Thần đối với mọi người lời nói, ngược lại là không thèm để ý chút nào, hắn nhìn về phía Hùng Lệ hỏi, phải thế nào so? Hùng Lệ cười nói, người ta mỗi người thả ra một đạo hủy diệt lực, lẫn nhau ăn mòn, trước đem đối phương hủy diệt lực ăn mòn hầu như không còn, liền coi là thắng lợi, được không? Diệp Thần gật gật đầu nói, có thể. Thật ra thì, hắn càng muốn lấy thực chiến phương thức tỉ thí, nhưng, như vậy quá dễ dàng làm đối phương đang luận bàn bên trong bị thương. Một khắc sau, hai đạo vô cùng là cường đại hủy diệt lực ở diễn võ trường bên trong, bộc phát ra, chung quanh giác hùng ra người thú thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Cho dù đại đa số người bọn hắn, cũng có thể điều khiển hủy diệt lực, có thể, bọn họ hủy diệt lực, cùng trước mắt hai người, căn bản là một ngày đầy đất, hoàn toàn không cách nào coi như nhau à. Diệp Thần cùng Hùng Lệ hủy diệt đạo vận, thật là, giống như là một phiến đen nhánh đại dương vậy, phải đem thần hồn của bọn họ cũng hoàn toàn chôn vùi. Giờ phút này, lại cũng không có người dám xem nhẹ Diệp Thần, mỗi một người đều là tụ tinh hội thần hướng diễn võ trường bên trong nhìn, ở bọn họ xem ra, ngày hôm nay rất có thể trong buổi họp diễn một tràng đặc sắc đại chiến. Liên liên Diệp Thần, cũng là có chút bất ngờ, cái này Hùng Lệ ở hủy diệt thần trên đường thành tựu lại là rất cao. Mà Hùng Lệ trong mắt lại là lóe lên lau một cái sợ hãi vẻ. Nháy mắt tức thì, vậy cuồn cuộn hủy diệt lực, ngay tức thì biến ảo, Diệp Thần sau lưng xuất hiện một bàn tay đen thủi hướng Hùng Lệ bắt đi. Mà Hùng Lệ hủy diệt lực, chính là biến thành một cái sinh móng nhọn tay gấu. Rất nhanh, bàn tay đen thủi kia cùng đen nhánh tay gấu, liền giống như hành tinh đụng trái đất vậy, ầm ầm đụng nhau. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng. Tất cả mọi người đều là nới rộng ra ánh mắt, có chút không dám tin tưởng, mình thấy được một màn. Hai người hủy diệt lực đối oanh kết quả, thật to ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tưởng tượng bên trong, người tới ta đi xuất sắc đại chiến, không có xuất hiện. Thậm chí, so tài ở trong nháy mắt liền kết thúc. Chỉ gặp, nhìn như ác liệt vô cùng gấu móng, lại là ở Diệp Thần bàn tay đen thủi dưới, ngay tức thì biến thành nghiền. Cái này người ngoại tộc kết quả khủng bố đến vì sao bước to như vậy à? Hoàn toàn đổi mới đám người đối với hủy diệt mộ đạo nhận biết. Hùng Lệ mặt đầy đờ đẫn vẻ, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Hai người ở hủy diệt đạo vận lên thành tựu, chênh lệch quá xa à? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chàng này so tài, mình lại sẽ bị Diệp Thần nhất kích liền đánh bại. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, chậm rãi tản đi bàn tay đen thùi kia. Diệt thú vực người thú hủy diệt lực, quả thật có một ít đặc biệt địa phương, mặc dù, chàng này so tài hắn vô cùng là dễ dàng thủ thắng, bất quá, Diệp Thần vẫn là lấy được một ít thu hoạch, nếu như đem hiểu thấu triệt, hắn hủy diệt đạo vận hẳn còn có thể tăng lên một ít. Đây là, Hùng Lệ đột nhiên ha ha phá lên cười nói, thật là tinh diệu hủy diệt đạo vận, Diệp công tử, đa tạ chỉ giáo. Hắn nhìn như, lại là một bộ vô cùng là mừng rỡ hình dáng. Không chút nào vì mình ở trước mặt mọi người bị ngay tức thì đánh bại mà tức giận. Hắn vỗ tay một cái nói, lập tức, đi chuẩn bị phong phú tiệc rượu, Diệp công tử cứu về liền Hùng Kỳ, bổn công tử muốn đích thân là hắn tiếp đón khách tẩy chân. Đám người ngẩn người, ngay sau đó, trong diễn võ trường bạo phát ra một hồi hoan hô. Cường giả tới chỗ nào cũng sẽ phải chịu hoan nghênh. Tiệc rượu bên trên, Diệp Thần đối với Hùng Lệ hỏi, Hùng công tử, thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ đi tới nơi này diệt thú vực, là vì tìm cường đại diệt thú cùng với có cao cấp huyết mạch diệt thú chứng thú, không biết ngươi có thể có cái gì đầu mối. Chứng thú cũng là Diệp Thần cần, dẫu sao, cho dù hắn có thể thu phục còn thật tầng 2 thiên yêu thú, nhưng, muốn có bổn mạng yêu thú, thì nhất định phải từ chứng thú bắt đầu bồi dưỡng. Hùng Lệ ánh mắt chớp mắt nói, cường đại diệt thú. Cụ thể là vì sao chờ thực lực? Diệp Thần nói, còn thật tầng 2 thiên trở lên. Càng cao càng tốt. Lời vừa nói ra, Hùng Lệ trên mặt chính là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Chỉ chốc lát sau, hắn mới đắng cười lên tiếng, tầng thứ này diệt thú, ta đây thật có một ít đầu mối.
Diệp Thần ánh mắt sáng lên nói, à, có thể hay không nói một chút? Hùng Lệ hỏi, Diệp công tử, ta giác Hùng gia là diệt thú vực tám lớn một trong những gia tộc, người có thể biết, cái này tám đại gia tộc ở diệt thú vực chỗ đứng căn bản là cái gì? Diệp Thần lắc đầu một cái, có chút nghi ngờ, Hùng Lệ nói cái này làm gì? Một khắc sau, Hùng Lệ nhưng là mở miệng nói, trên thực tế, giác Hùng gia mặc dù có thể được gọi là tám lớn một trong những gia tộc, là bởi vì là, nhà thờ phụng một đầu diệt thú. Tám đại gia tộc bên trong, mỗi người cũng thu phục một đầu vô cùng là cường đại diệt thú, cái này tám đầu diệt thú bị tất cả gia tộc lớn gọi thành thánh thú. Mỗi một đầu cũng có còn thật tầng hai thiên trên thực lực. Hùng Lệ cười khổ nói, có thể được gọi thành thánh thú, thuyết minh, thực lực bực này diệt thú ở diệt thú vực cũng là vô cùng là hiếm thấy, mặc dù có hoang dại còn thật thực lực diệt thú, đó cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Diệp Thần nghe vậy, khẽ cau mày, hắn tổng không thể đi đem cái này tám đại gia tộc thánh thú cho thu phục chứ. Xem ra, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm, thậm chí, rất có thể sẽ không công mà về. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong mắt không khỏi được lóe lên vẻ thất vọng. Ngay tại lúc này, Hùng Lệ nhưng là lần nữa mở miệng nói, bất quá, liên quan tới mạnh mẽ diệt thú chứng thú, ta đây là biết, như thế nào mới có thể đạt được. Hắn mặt đầy thành khẩn vẻ nhìn Diệp Thần nói, Diệp công tử, lần này, ngươi xuất thủ cứu Liền Hùng Kỳ, ta một mực đang suy nghĩ phải như thế nào báo đáp ngươi, nếu Diệp công tử muốn có được diệt thú chứng thú, ta có thể làm chủ, lấy giác Hùng ra danh nghĩa cho Diệp công tử một cái cơ hội. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo tiệc rượu, ngay tức thì yên tĩnh lại, giác Hùng ra trưởng lão, các đệ tử đều là có chút không dám tin tưởng nhìn Hùng Lệ. Hùng Lệ tiếp tục nói, ta người thú nhất tộc. Ở diệt thú vực bên trong có một nơi thánh địa, tương truyền ở nơi này diệt thú vực mở ra lúc đó, ta người thú tộc tổ tiên liền chinh phục diệt thú vực bên trong tất cả diệt thú. Hơn nữa, cướp lấy những thứ này diệt thú bên trong, huyết mạch cường đại nhất chứng thú niêm phong ở thánh địa bên trong. Nếu như có tư chất ưu tú tộc nhân, thông qua thực tập, liền có thể lấy được một quả diệt thú chứng thú. Tám đại gia tộc có thánh thú, cũng là tám đại gia tộc tổ tiên, ở thông qua thực tập sau lấy được. Hơn nữa, căn cứ ta giác Hùng gia ghi lại, giác Hùng gia tổ tiên thông qua thực tập lúc đó, vô cùng là miễn cưỡng, đạt được chứng thú, cũng là cấp thấp nhất tồn tại. May là như vậy, giác Hùng gia thánh thú, cũng là có còn chân cảnh ba tầng thiên thực lực kinh khủng. Nói cách khác, chỉ cần có thể thông qua thực tập, chí ít, cũng có thể được một quả có còn chân cảnh ba tầng thiên tiềm lực diệt thú chứng thú. Ba ngày sau, chính là thánh địa mở ra thời gian. Ta sừng gấu nhất tộc vậy có một cái tiến vào thánh địa danh ngạch, ta muốn đem danh ngạch này tặng cho Diệp công tử. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt ánh sáng lớn bắn. Nếu như người bình thường lấy được chứng thú, có thể trong thời gian ngắn, cũng không ích lợi gì, bởi vì, yêu thú cường đại chứng thú chỉ là ấp trứng liền cần thời gian rất dài. Chớ nói chi là cùng hắn dần dần trưởng thành. Nhưng, huyền huyết tâm có yêu ao có thể tăng tốc độ yêu thú con non trưởng thành. Cái này người thú thánh địa, là hết sức là thích hợp hắn cơ duyên. Có thể, mọi người tại đây nghe vậy nhưng là thần sắc đại biến, vậy mấy tên giác Hùng gia trưởng lão, lại là trực tiếp mở miệng nói, đại công tử, cái này không được à. Thánh địa ngàn năm mở một lần, đây là chúng ta giác Hùng gia lấy được thứ hai đầu thánh thú cơ hội, làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Xin công tử, nghĩ lại à. Im miệng. Hùng Lệ khẽ quát một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua vậy một đám trưởng lão nói, Diệp công tử cứu Hùng Kỳ, một cái tiến vào thánh địa danh ngạch, lại coi là cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi ý phải, Hùng Kỳ mệnh kém hơn một đầu thánh thú? Vậy một đám trưởng lão nghe vậy, trong mắt run lên, lại nữa lời nói. Hùng Lệ trịnh trọng nhìn về phía Diệp Thần nói, bất quá, có chuyện ta phải nhắc nhở Diệp công tử, cái này thánh địa thực tập độ khó cực cao. Muốn thông qua, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Hơn nữa, tham gia thực tập chỉ có hai cái kết quả, một, thông qua thực tập, lấy được cực phẩm chứng thú, hai, chết. Không có bất kỳ trung hòa có thể. Hắn có chút cười tự giễu một cái nói, trên thực tế, tám đại gia tộc đều phải phái ra một tên con em tham gia thực tập, nếu không, sẽ bị coi là đối với tổ tiên bất kính, mà ta, nguyên bản hẳn tham gia, chỉ là, lại không có thông qua chắc chắn, Diệp công tử nếu như nguyện ý tiếp nhận, đối với ta giác Hùng gia mà nói. Ngược lại có thể là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, nguy hiểm Diệp công tử gánh chịu, như vậy,
Diệp công tử ở thánh địa bên trong lấy được hết thảy vậy đều là thuộc về Diệp công tử, ta Giác Hùng gia sẽ không hỏi tới. Những trưởng lão nghe vậy cũng là ánh mắt chớp mắt. Cái này thánh địa thực tập, mặc dù là một cái cơ duyên cực lớn, nhưng, đồng thời vậy đi đôi với khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Giác Hùng gia, trở thành tám lớn một trong những gia tộc, đã trăm nghìn năm qua, Giác Hùng gia phái ra mấy chục tên thiên tài, có thể, trừ Giác Hùng gia lão tổ tông gia, không có người nào thông qua thực tập à. Rối rít bỏ mạng ở liền cái này thực tập bên trong. Xác suất có nhiều thấp có thể tưởng tượng được. Diệp thần nghe vậy, cũng là khẽ cau mày nói, không biết cái này thực tập, khảo nghiệm chủ yếu là cái gì. Hùng Lệ nói, hủy diệt đạo vận, người thú tộc tổ tiên được gọi hơi lớn diệt thần thú, ở hủy diệt đạo vận trên thành tựu, đạt tới đỉnh cao, đối với hậu nhân khảo nghiệm, vậy lấy hủy diệt đạo vận làm chủ. Diệp thần nghe vậy, trong mắt thần mang một thịnh, hắn ở hủy diệt đạo vận bên trên có lòng tin. Lúc này, Diệp thần mở miệng nói, lần thực tập này, ta nguyện ý thay Giác Hùng gia tham gia. Hùng Lệ mặt mỉm cười gật đầu một cái nói, được, cái này mấy ngày, Diệp công tử trước thật tốt nghỉ ngơi, ba ngày sau, ta sẽ mang ngươi, đi thánh địa. Ban đêm, Hùng Lệ tay cầm chén thuốc, đứng ở Hùng Vương võ mép giường, bất quá, nhưng là không có ở mớm thuốc. Hắn mắt nhìn xuống trên giường trung niên người thú, nơi khóe miệng lại là dương lên vẻ chế nhạo nụ cười. Đây là, một loạt tiếng bước chân vang lên. Hùng Lệ quay đầu vừa thấy, chỉ gặp, đi tới là một tên trung niên người thú. Người này, chính là Giác Hùng gia trưởng lão một trong, tên là Hùng Phong, đồng thời cũng là Hùng Lệ tâm phúc. Hùng Phong đối với Hùng Lệ thi lễ một cái nói, đại công tử, lần này kế hoạch, bị tên kia kêu Diệp thần tiểu tử phá hư. Hùng Kỳ nên xử lý như thế nào? Những lời này, nếu để cho Giác Hùng gia những người khác nghe được, nhất định không dám tin tưởng. Hùng Lệ lại chính là vậy ám sát Hùng Kỳ bàn tay đen sau màn. Hùng Lệ khóe miệng nụ cười, mang theo một chút lãnh ý, ngưng mắt nhìn Hùng Vương võ nói, phụ thân, muốn trách thì trách ngươi không muốn đem chức gia chủ truyền cho ta, ngược lại để lại cho tiểu súc sinh kia. Đã như vậy, ta cái này làm ca ca không thể làm gì khác hơn là tự tay đưa hắn lên đường. Hùng Lệ cùng Hùng Kỳ, trên thực tế cũng không phải là cùng một mẫu thân sanh. Bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hùng Lệ tuy là huynh trưởng, nhưng, trên thực tế, Hùng Lệ mẫu thân chỉ là một tên thông thường người thú cô gái, cùng Hùng Vương võ có nhân duyên mỏng manh, từ đó sanh ra Hùng Lệ. Cho nên, từ thân phận trên mà nói, Hùng Lệ bất quá là một tên con riêng. Mà Hùng Kỳ mới là Hùng Vương võ cưới hỏi đàng hoàng thê tử sanh. Vì vậy, trước mấy ngày, Hùng Vương võ tẩu hỏa nhập ma lúc đó, lại là giao phó đi xuống, nếu như hắn có gì ngoài ý muốn, để cho còn chỉ là trẻ em Hùng Kỳ thừa kế chức gia chủ. Đạo mệnh lệnh này, hoàn toàn chọc giận Hùng Lệ. Nhiều năm qua như vậy, hắn một mực vô cùng cố gắng tu luyện, bất kỳ chuyện cũng theo đuổi làm được hoàn mỹ, chính là vì đạt được phụ thân thừa nhận. Có thể. Cho dù hắn đã trở thành Giác Hùng gia thứ nhất yêu nghiệt, thậm chí, ở toàn bộ diệt thú vực trẻ tuổi một đời bên trong, đều là có thể đứng vào trước ba thiên tài siêu cấp, Hùng Vương võ trong mắt có thể thấy như cũ chỉ có cái đó bình thường không có gì là tiểu súc sinh. Hùng Lệ trong mắt, thoáng qua nồng nặc vẻ oán độc, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cười lạnh một tiếng, buông xuống chén thuốc, xoay người đối với Hùng Phong nói, không gấp, trước hết để cho Hùng Kỳ vậy tiểu phế vật sống lâu mấy ngày. Hết thảy đến khi thánh địa mở sau đó, nói sau. Hùng Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tí, không khỏi được mở miệng nói, công tử, thuộc hạ có là một không rõ, vì sao phải để cho vậy ngoại tộc tiểu tử tham gia thánh địa thực tập. Lấy công tử tư chất ít nhất có 90% chắc chắn có thể lấy được chứng thú. Đây không phải là trắng trắng tiện nghi thằng nhóc kia. Hùng Lệ nghe vậy, mặt mỉm cười, có thể ánh mắt nhưng là hơn nữa âm lãnh một phần nói, Phong lão. Diễn võ trường tỷ thí ngươi cũng nhìn thấy, từ nơi này tên là Diệp thần người, đánh bại gấu ánh ban mai, ta liền chú ý tới, tên này tư chất võ đạo vô cùng là nghịch thiên. Cho nên, thì có ý dò xét hắn ở hủy diệt đạo vận lên thành tựu. Quả nhiên, như ta sở liệu, ta có thể cùng ngươi khẳng định, hắn hủy diệt mộ đạo vượt qua hôm nay người thú tộc quá nhiều. Hùng Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu, như vậy, không phải hơn nữa không nên để cho Diệp thần tham gia thực tập sao? Hùng Lệ đôi mắt híp lại nói, Hùng Kỳ thằng nhóc này thật đúng là ta ngôi sao may mắn à, lại cho ta mang về như thế cái yêu nghiệt,
Phong lão, cho dù ta tham gia thực tập, tối đa cũng chỉ có thể đạt được cùng giác hùng gia thánh thú ngang hàng chứng thú thôi, hơn nữa, còn muốn bất chấp nguy hiểm tánh mạng. Có thể, nếu để cho Diệp Thần tham gia sao? Lấy hắn tư chất, sợ rằng, lấy được có trưởng thành đến vượt qua còn chân cảnh tiềm lực diệt thú chứng, vậy không kỳ quái chứ? Hùng Phong nghe vậy, thần sắc động một cái, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kích động. Nếu là có thể đạt được cái loại này đẳng cấp chứng thú, bọn họ giác hùng ra thì phải hoàn toàn cuột khởi à? Còn như, ước định. Ở chân chính lợi ích trước mặt, ước định không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hùng Lệ trong mắt, hiện lên rắn độc vậy ánh sáng nói, Diệp Thần, ngươi lấy là, lấy ngươi thực lực, ta Hùng Lệ liền không làm gì được ngươi. Ha ha, ngươi thích cứu người. Như vậy, liền bồi Hùng Kỳ phế vật kia chết chung đi. Ba ngày sau, giác Hùng ra sân bên trong, có không ít người tụ tập nơi này. Hùng Lệ, Hùng Kỳ cùng với một đám trưởng lão, cũng ở trong đó. Ở trước người bọn họ, lơ lửng một tòa thật to phi thuyền. Đây là, một tên nhân tộc thanh niên cũng là đi tới vậy phi thuyền trước, chính là Diệp Thần. Ba ngày qua, Diệp Thần không có nhàn rỗi, mà là không lúc nào tìm hiểu vậy hóa thú thần thông. Hôm nay, hắn cách đột phá đến tầng thứ ba, thú huyết tương hợp cảnh giới, chỉ kém một chân bước vào cửa. Hùng Lệ gặp người đã tập trung đông đủ, lúc này hét lớn một tiếng nói, lên đường. Liền dẫn đám người, bước lên phi thuyền. Hắn lấy ra một quả lệnh bài, hướng về phía phi thuyền thoáng một cái. Vậy phi thuyền phát ra một tiếng nổ âm, toàn thân ánh sáng một thịnh, liền hướng phương xa, bắn nhanh đi. Diệt thú vực, bảy tên người thú trai gái, đứng ở một nơi trên núi cao. Giá cao sơn, nhìn như tầm thường, nhưng cũng đã bị một tòa vô cùng là trận pháp cường đại bao phủ. Muốn tự tiện xông vào nơi này nói, kết quả tuyệt sẽ không quá tốt. Nơi này chính là người thú nhất tộc thánh địa. Mà đây bảy tên trai gái chính là trừ giác hùng ra ngoài ra, bảy đại gia tộc tộc trưởng. Bảy người này hơi thở đều là vô cùng là mạnh mẽ, tất cả mọi người thực lực đều ở đây còn chân cảnh bên trên. Thậm chí, có mấy người hơi thở cực kỳ khủng bố. Thánh địa, mỗi ngàn năm liền sẽ mở một lần, nhưng, mỗi lần có thể tiến vào trong đó chỉ có một gia tộc. Trừ tám đại gia tộc đều có tư cách bên ngoài, còn có một chút mặc dù không ở tám đại gia tộc nhóm, nhưng, truyền thừa cũng là khá là lâu đời gia tộc, có thể tham gia thực tập. Cho nên, mặc dù thánh địa ngàn năm mở một cái, nhưng, những gia tộc này muốn tham gia một lần thực tập, nhưng thường thường phải chờ thêm vạn năm thời gian. Mà mỗi lần thánh địa mở, tám đại gia tộc tộc trưởng, đều phải tại chỗ, chủ trì cũng giám sát thực tập tiến hành. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, ánh sáng chớp mắt, một tòa phi thuyền không trở ngại chút nào tiến vào trong đại trận, rơi vào bảy người kia trước người. Một tên người thú thanh niên, dẫn đám người đi xuống phi thuyền. Giác hùng gia cuối cùng đã tới. Một tên lông đỏ người thú nhìn chằm chằm Hùng Lệ, có chút mỉa mai mở miệng nói, Lệ tiểu tử, lần thực tập này, chẳng lẽ là ngươi muốn tham gia? Ha ha, xem ra, giác hùng gia muốn tổn thất một tên thiên tài à? Tham gia thánh địa thực tập, là có yêu cầu, trong đó một cái chính là người tham gia tuổi tác, ở 2000 tuổi dưới. Giác hùng gia tới đây người thú, trừ Hùng Lệ ra, chỉ có Hùng Kỳ ở 2000 tuổi dưới. Luôn không khả năng để cho Hùng Kỳ tham gia thực tập chứ. Có thể, ra tất cả người dự liệu phải, Hùng Lệ lại là lắc đầu một cái. Đám người thấy vậy, ánh mắt chớp mắt, Hùng Lệ đây là ý gì? Hùng Lệ nhàn nhạt nói, lần này thánh địa thực tập, do vị này Diệp Thần, Diệp công tử thay ta giác Hùng ra tham gia. Vậy bảy tên người thú theo Hùng Lệ ngón tay nhìn, nhưng là ngay tức thì, con người có giúp một cái. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là một tên tướng mạo cùng người thú hoàn toàn bất đồng thanh niên. Đây là một tên người ngoại lai, hơn nữa, tu vi lại là chỉ có bổ thiên đỉnh cấp. Mơ hồ sắp đột phá càn khôn cảnh. Lúc trước mở miệng tên kia lông đỏ người thú, cười ha ha một tiếng nói, Lệ tiểu tử, xem ra, người cái này là sợ. Kinh sợ, lại tìm một ngoại tộc người chết thế tới vì ngươi tham gia thực tập. Còn lại mấy tên người thú tất cả đều là lắc đầu một cái. Hùng Lệ giàu gì cũng là được nhìn chăm chú yêu nghiệt, làm như vậy quá mất thể diện. Hùng Lệ nhưng là căn bản không có để ý vậy lông đỏ người thú, hắn từ trong ngực lấy ra một quả chạm trổ một tấm người thú khuôn mặt lệnh bài. Ngay tại lúc này, đúng tòa trên núi cao bầu trời,
xuất hiện đạo đạo hoa mỹ cực quang, một loại thương cổ man hoang hơi thở ở trên đỉnh núi bồng bềnh. Hùng Lệ ánh mắt đông lại một cái, mở miệng nói, các vị, thời gian đã xong hết rồi, mời cùng giải trừ thánh địa cấm chế. Vậy mấy tên người thú trai gái hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít lấy ra một quả lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm. Một khắc sau, vậy tám cái lệnh bài bên trên mỗi người bắn ra một đạo linh quang. Linh quang giao hội dưới, mơ hồ có một đạo phong ấn, dần dần bể tan tành, một tòa dáng vóc to màu đen cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửa này chính là vậy thánh địa vào miệng. Vô cùng đậm đà khí tức hủy diệt, từ cửa bên trong, thấm vào ra. Hùng Lệ nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp công tử, mời. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy đạo cửa, ánh mắt nhỏ tránh, thân hình động một cái liền tiến vào trong môn. Hùng Kỳ âm thầm siết chặt hai quả đấm, có chút khẩn trương, là Diệp Thần lo lắng. Mà tám đại gia tộc còn lại mấy nhà người, chính là mặt hiện vẻ châm chọc, tựa như đã thấy Diệp Thần bỏ mình kết cục. Có lúc, gia tộc bên trong con em, thực lực quá kém lúc đó, bọn họ vậy sẽ tìm như vậy người chết thế. Hùng Lệ trong mắt chớp động, nói thầm, Diệp công tử, người có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à. Diệp Thần tiến vào cửa sau đó, cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Cửa này sau đó, chính là một tòa tương tự nghĩa địa giống vậy chỗ, mà đây nghĩa địa bên trong, tràn đầy khí tức hủy diệt. Cho dù là hắn, đứng ở chỗ này đều là cảm thấy thấy lạnh cả người, cái này dùng mình không phải trên thân thể mà là tới từ linh hồn. Một loại linh hồn tùy thời có thể làm mất đi lạnh. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, cho dù là hắn đều cảm thấy rùng mình, giống vậy diệt thú vực người thú tiến vào nơi đây, chỉ là đứng, hô hấp chắc hẳn cũng không có so khó khăn chứ. Cái này thần thú thực tập quả nhiên không giống bình thường. Đây là, hắn ánh mắt rơi vào nghĩa địa bên trong duy nhất một pho tượng bên trên, thân hình động một cái liền hướng pho tượng kia đi tới. Pho tượng kia là một tên người thú chàng trai hình tượng, thân hình to lớn, vô cùng uy nghiêm, còn tản ra một loại vô cùng là cuồng ngạo khí chất. Tên này người thú nam tử, chắc hẳn chính là người thú tộc tổ tiên được gọi là thần thú tồn tại. Diệp Thần hướng về phía pho tượng kia, cung kính thi lễ một cái nói, vãn bối Diệp Thần, tới tham gia thực tập. Pho tượng kia tựa hồ cảm ứng được người thực tập tồn tại, ánh sáng chớp mắt, một đạo hư ảnh hiện lên pho tượng phía trước. Hư ảnh kia tựa hồ là thần thú lưu lại một món thần niệm biến thành. Cái này thần niệm hóa thân quét Diệp Thần một cái nói, nơi này nghĩa địa, tổng cộng chia là tầng 7, đến mỗi đạt một tầng nghĩa địa điểm cuối lúc đó, sẽ xuất hiện một cái lối ra, cùng với số lượng không đều diệt chứng thú, mỗi một tầng diệt chứng thú, huyết mạch cường độ, cũng sẽ cực lớn tăng lên, dĩ nhiên, càng cao tầng nghĩa địa, muốn thông qua độ khó lại càng lớn, người hiện tại phải làm, chính là ở bên trong 3 ngày thành công rời đi cái này nghĩa địa. 3 ngày sau nếu như ngươi còn ở lại nghĩa địa bên trong, liền sẽ chết. Dứt lời, vậy thần niệm hóa thân chớp mắt, liền trực tiếp biến mất. Cái này quy tắc ngược lại là đơn giản sáng tỏ. Hư ảnh kia biến mất ngay tức thì, Diệp Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu xanh da trời quang vòng, cái này quang vòng bên trong một phần chia, đang chậm rãi biến thành đen. Diệp Thần thần sắc động một cái này quang vòng hẳn là dậy tính giờ tác dụng. Quang vòng hoàn toàn biến thành đen sau đó, ba thiên thời gian đã đến. Hắn không có lãng phí thời gian, dưới chân một hồi cự lực phun trào, chính là mở ra thân hình, hướng trước mộ phương đi nhanh đi. Quanh thân khí tức hủy diệt, ở càng ngày càng nồng đậm, nếu như giống vậy người thú sợ rằng đã nửa bước khó đi, chỉ là chống đỡ cái này khí tức hủy diệt ăn mòn, cũng đã dụng hết toàn lực, nhưng, lấy Diệp Thần tứ trọng thiên hủy diệt đạo ấn, cộng thêm đạo cốt dấu vết, phần thiên bên trong hỗn độn mặt trời. Hồng mông đại tinh không vân. Vân gia trì, ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng, vô cùng là dễ dàng chuyển kiếp tầng thứ nhất nghĩa địa. Đây là, hắn ánh mắt chớp mắt, chỉ gặp, trước mắt xuất hiện một cánh cửa cùng với một khối bàn đá. Cánh cửa này chính là đi thông tầng thứ hai nghĩa địa vào miệng. Mà vậy trương bàn đá bên trên thì để 9 cái diệt chứng thú. 9 cái chứng thú, đã tồn tại không biết nhiều ít năm tháng, nhưng, tựa hồ trải qua đặc thù xử lý. Cho tới hôm nay, như cũ tản ra sinh cơ cường đại. Diệp Thần nhìn vậy 9 cái chứng thú, ánh mắt nhỏ tránh, đây là, thần thú hư ảnh xuất hiện lần nữa nói, lựa chọn chứng thú liền sẽ bị trực tiếp truyền tống ra mục nghĩa địa, mà ngươi nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến, thì có thể mặc càng cánh cửa này, đi xuống một tầng nghĩa địa, nơi đó chứng thú, phẩm chất cao hơn.
mà đây 9 cái trứng thú bên trong, mặc dù chênh lệch không tính là quá lớn, nhưng, cũng có ưu liệt phân chia, lựa chọn thế nào toàn xem chính ngươi. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, từ hơi thở cảm giác trên, hắn không cách nào phân biệt ra được kia cái trứng thú cường đại hơn, xem ra, cái này thực tập không chỉ có xem thực lực, và vận khí cũng có một phần chia quan hệ. Bất quá, như thế nào lựa chọn cũng không phải là hắn hiện tại phải cân nhắc vấn đề, Diệp Thần mục tiêu không thể nào là tầng thứ nhất trứng thú. Hắn trong mắt thần mang một thịnh, hắn làm việc từ trước đến giờ cũng là muốn sao không làm, nếu làm thì làm đến tốt nhất, cho nên, ở đến tầng thứ bảy điểm cuối trước, Diệp Thần sẽ không dừng lại. Thân hình hắn động một cái, liền trực tiếp tiến vào cửa bên trong, hướng tầng thứ hai mục đích, khiêu chiến. Mà ngay lúc này, Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới, luân hồi mộ địa bên trong, một quả vô số phù văn cổ xưa vòng quanh trứng khổng lồ nhẹ nhàng lắc lư một tí. Trứng khổng lồ này là tiểu hoàng ba giọt máu mạch sơ khai sau trạng thái. Một khi phá kén, chính là thế gian ác mộng. Tương truyền thời đại thái cổ, có ác mộng nắm giữ thế gian, nhân tộc chỉ có thể bị ác mộng bao phủ hắc ám. Cùng lúc đó, nghĩa địa ra, lúc trước mở miệng tên kia lông đỏ người thú cười lạnh nói, đi qua một giờ, thằng nhóc này, lại còn chưa chết. Ngược lại để cho ta có chút bất ngờ. Nếu như người thực tập bỏ mình, cánh cửa này liền sẽ trực tiếp biến mất. Cửa vẫn tồn tại, thuyết minh Diệp Thần còn sống. Hùng Lệ không có để ý đối phương giễu cợt, hắn khóe miệng đột nhiên hiện lên vẻ mỉm cười, mở miệng nói, các vị, có chuyện, ta muốn mời các ngươi giúp. Ừ. Vậy bảy tên trai gái nghe vậy, đều là có chút kỳ quái nhìn Hùng Lệ một mắt. Hùng Lệ rất ngạo, có chuyện gì đáng hắn hướng mấy người mở miệng. Hùng Lệ nhàn nhạt nói, các vị chắc biết, ở thần thú thực tập bên trong, lấy được trứng thú là không thể cướp đoạt, bởi vì, làm như vậy sẽ xúc phạm thần thú uy nghiêm, cho nên, Diệp Thần từ vậy thần thú nghĩa địa bên trong, lấy ra trứng thú, chỉ có thể thuộc về ta Giác Hùng gia, hoặc là Diệp Thần tự mình có phải hay không? Một tên cả người màu tím nhạt sơ lược phái nữ người thú khẽ cau mày nói, Hùng Lệ, ngươi cần gì phải biết còn hỏi? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hùng Lệ trong mắt, bỗng nhiên thoáng hiện lau một cái hàn mang nói, ta hy vọng, các vị cùng ta liên thủ, ở Diệp Thần rời đi nghĩa địa sau đó, đem giết chết, là ta Giác Hùng gia cướp được hắn đạt được trứng thú. Diệp Thần không phải đồng tộc của chúng ta, cho nên, không có ở đây thần thú bảo vệ dưới, đối với hắn ra tay sẽ không phải chịu trừng phạt. Mấy người nghe vậy, đều là con ngươi có giúp một cái, có chút khó có thể tin nhìn Hùng Lệ. Diệp Thần không phải hắn mang tới người chết thế sao? Làm sao, còn muốn đám người đối với Diệp Thần ra tay? Mấu chốt là, còn muốn từ Diệp Thần trong tay cướp đoạt trứng thú. Cái này thằng nhóc tộc người hẳn chết chắc mới đúng a. Căn bản không có thể rời đi nghĩa địa liền à. Có thể Hùng Lệ tựa hồ rất khẳng định Diệp Thần có thể sống trở về như nhau. Mà nhất là Trấn Tùng, cũng không phải bọn họ, mà là Hùng Kỳ. Hắn trong mắt run rẩy nhìn Hùng Lệ, hô lớn, huynh trưởng, ngươi. Ngươi muốn làm gì, Diệp đại ca, nhưng mà ta ân nhân à. Ân nhân, Hùng Lệ nghe vậy, lại là ha ha phá lên cười, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn đờ đẫn Hùng Kỳ nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi ân nhân sau khi đi ra, ta rất nhanh liền sẽ đưa ngươi đi xuống gặp hắn. Hùng Kỳ cả người run rẩy. Giống như là xem ác ma liền nhìn Hùng Lệ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này mình cho tới nay, vô cùng là sùng bái, tôn kính huynh trưởng, chính là muốn giết chết người mình à. Hùng Lệ không có để ý Hùng Kỳ, ở Diệp Thần trước khi chết, hắn sẽ lưu Hùng Kỳ một mạng, để cho người em trai này thân mắt nhìn mình ân nhân bởi vì mình mà chết. Hùng Lệ tiếp tục mở miệng nói, nếu như mấy vị có thể thay ta giết Diệp Thần, ta sẽ cầm ra Giác Hùng nhất tộc, gần nửa tích góp làm thù lao. Vậy bảy tên trai gái người thú đều là tròng mắt sáng lên. Giác Hùng gia ở tám đại gia tộc bên trong coi như tương đối yếu nhỏ, nhưng, dù vậy, Giác Hùng gia gần nửa tích góp, cũng là một cái không thể khinh thường số lượng à. Cho dù đối với tám đại gia tộc mà nói cũng là một khối lớn thịt béo. Vậy Hồng Mao thú nhân đến từ Hồng Lang gia, tên là Lang Ẩn, hắn ngưng mắt nhìn Hùng Lệ nói, ngươi là nghiêm túc. Trên đời vẫn còn có cái loại này chuyện tốt. Tùy tiện giết một tên phế vật có thể có được phong phú như vậy hồi báo. Hùng Lệ nhìn vậy Lang Ẩn một mắt, đột nhiên cổ tay lộn một cái, cầm ra một quyển gia thú trục. Mọi người nhìn về phía vậy quyển gia thú trục ngay tức thì, đều là sắc mặt hơi đổi. Cái này cuốn rút ra,
chính là thần thú trục cuốn, tương truyền, trục cuốn bên trên, có dấu thần thú dấu vết, chính là ký kết khế ước, người thú tộc sử dụng bảo vật. Được gọi là thần thú trục cuốn. Hơn nữa, cái này thần thú trục cuốn, phẩm cấp cực cao, nếu không, cũng không cách nào đối với còn chân cảnh tồn tại còn có ràng buộc dốc sức. Hùng Lệ lại liền cái này đều lấy ra. Có thể gặp hắn là nghiêm túc. Lúc này, năm tên người thú nam tử lập tức đáp ứng ở trục cuốn trên gia hạn khế ước. Mà không có tham gia, chính là hai người người thú tộc nữ tử, các nàng tựa hồ đối với chuyện này có chút nghi ngờ. Chủ yếu nhất phải, tại sao Hùng Lệ đối phó một cái không tới càn khôn cảnh tồn tại, còn muốn tìm cái khác mấy người liên thủ. Hơn nữa, trả giá to lớn như vậy giá phải trả. Cái này làm cho trong lòng bọn hắn đều có một loại dự cảm xấu. Cái này là phụ nữ trực giác. Tám đại gia tộc bên trong, cùng Hùng Lệ hợp tác, theo thứ tự là Hồng Lang Gia Lang Ẩn, Sư Tử Cuồng nhà Sư Phi, Bạch Hưng nhà Ưng Thiên, Thanh Hổ nhà Hổ Tín, Hắc Viên nhà Viên Hưng. Đám người tất cả đều là còn chân cảnh, mặc dù đều không cao hơn ba tầng thiên. Nhưng, đây là một cổ cực kỳ cường đại lực lượng à. Hùng Lệ trong mắt cũng là hiện lên vui mừng. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thần, bất luận ngươi ở nghĩa địa bên trong, lấy được chỗ tốt gì, đi ra đều phải chết. Mà ngươi lấy được chỗ tốt, vậy sẽ trở thành là bổn công tử. Tinh hồn chạm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay cua múa, chém ra một đạo tinh quang, thời khắc này ánh sao nhưng trở thành đen thui vẻ, hàm chứa cực kỳ nồng nặc khí tức hủy diệt. Mà đây đen nhánh ngân hà, đang hướng một đầu toàn thân hắc khí lượn quanh mãnh hổ cuộn sạch đi. Vậy hắc hổ gào thét một tiếng, bề mặt bên trên hủy diệt lực điên cuồng vận chuyển, lại là thi triển cùng Diệp Thần sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên, vô cùng là tương tự thần thông. Đen nhánh kia ngân hà cùng hắc hổ bên ngoài thân hắc khí, lẫn nhau đánh thẳng vào, hắc khí kia bên trong hủy diệt lực mặc dù cường thịnh, nhưng, hiển nhiên là ngân hà lực lượng tăng thêm một bậc. Một khắc sau, hắc khí tan vỡ, vậy hắc hổ vậy bại lộ ở ánh sao bên trong, mãnh liệt hắc quang ngay tức thì đem bao phủ. Một tiếng thê thảm gào thét vang lên. Chỉ gặp, vậy hắc hổ đầu lớn, lăn xuống xuống, hoàn toàn mất đi sinh mạng hơi thở. Diệp Thần nhẹ thở một hơi, hướng phía trước đi tới, nơi này đồng dạng là một khối bàn đá cùng với một đạo cửa. Lần này, bàn đá bên trên trưng bày, chỉ có 5 cái trứng thú, hơn nữa mỗi một cái bên trên, tản ra hơi thở cũng vô cùng là mạnh mẽ, sức sống cuồn cuộn, giống như mênh mông vậy. Nơi này đã là nghĩa địa tầng thứ 6. Lấy Diệp Thần hủy diệt đạo vận, trước tầng 6, lại là khá là dễ dàng liền thông qua. Mà thời gian, thậm chí không tới 3 tiếng. Diệp Thần nhìn vậy mấy cái trứng thú, ánh mắt lóe lên, những thứ này trứng thú, mỗi một cái phỏng đoán chí ít đều có trưởng thành đến còn chân cảnh hậu kỳ tiềm lực. Bất quá, hắn vẫn không có dừng bước lại, hướng vậy cánh cửa bước đi. Một khắc sau, Diệp Thần liền đi tới một nơi nhìn không thấy cuối. Vô cùng là rộng lớn đất hoang. Cái này trên đất hoang không có một vật, chỉ có một tòa cùng ở tầng thứ nhất thấy pho tượng độc nhất vô nhị pho tượng tồn tại. Bất quá, cái này một cái pho tượng bên trên, đúng là bị rậm rạp chằng chịt phù văn nơi phân bố, tản ra vô cùng là khí tức quỷ dị. Đột nhiên tới giữa, pho tượng kia cặp mắt chỗ, bạo phát ra hai đạo uyển thực chất yếu ánh sáng, một thân phù văn lại là ở pho tượng thân thể bên trên, chậm rãi lưu động, đúng cái pho tượng bên trên. Trong chốc lát dâng lên minh mông linh áp. Sống lại. Cái này thần thú pho tượng, nháy mắt tới giữa liền giống như là có sinh mạng vậy sống lại. Nó trong tay, nắm một chuôi vô cùng là lưỡi rộng kiếm to bên trên, kiếm khí cuồng trào, vô tận hủy diệt đạo vận, kích động vượt quá, vậy đôi lóe lên hồng mang cặp mắt ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, pho tượng kia lại là cho hắn vô cùng là to lớn áp lực. Chắc hẳn. Chiến thắng pho tượng kia chính là tầng thứ 7 nghĩa địa thực tập. Một tiếng thét điên cuồng, từ thần thú pho tượng trong miệng phát ra, một khắc sau, trong tay hắn kiếm to càn quét, lớn mảnh không gian ở hắn lưỡi kiếm dưới mất đi, hủy diệt lực ngưng tụ ở kiếm phong chỗ, biến thành một đạo hắc tuyến, một kiếm này dường như muốn đem cái này thực tập không gian trực tiếp chém một cái là hai vậy. Diệp Thần con người co rúc lại, hồn thể đổi thành thi triển, cả người cự lực tràn vào hai chân bên trong. Bước chân động một cái, cả người liền hướng phía sau, bắn nhanh đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, một khắc sau, kinh khủng này một kiếm liền rơi vào mới vừa Diệp Thần đứng chỗ, hủy diệt đạo vận bùng nổ,
lại là ngay tức thì đem vậy mảnh không gian mất đi biến thành mất đi hắc ám. Vậy ngay tại lúc này, một đạo sáng chói ngân hà hướng pho tượng kia chém điên cuồng đi, chính là tinh hồn chạm. Tránh được pho tượng một kiếm này Diệp Thần, tiến hành phản kích. Nhưng, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Uy lực vô cùng là cường đại tinh hồn chạm, đánh trúng pho tượng kia ngay tức thì, lại là tựa như bị lực lượng nào đó triệt tiêu vậy. Pho tượng bên ngoài thân phù văn, lóe lên một tí, liền đem Diệp Thần chém ra ngân hà biến thành chấm quang trần bay tán. Mà pho tượng kia bị tinh hồn chạm đánh trúng vị trí, hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần há không phải không có chút nào phần thắng. Liền như vậy công kích đều không cách nào tổn thương đạt tới pho tượng kia chút nào, làm sao còn đánh. Một mực trốn ở đó, tổng có sai lầm bị đánh trúng thời điểm. Huống chi, Diệp Thần mặc dù có thể né tránh mới vừa một kiếm kia, chủ yếu là bởi vì, hắn sớm có phòng bị, mà pho tượng kia mới vừa khởi động, có một cái chớp mắt đình trệ thôi. Thần thú pho tượng, tốc độ xuất thủ cực nhanh, cho dù là Diệp Thần vậy tuyệt đối không cách nào 100% tránh thoát đối phương công kích. Cái này, tuyệt đối là làm bất kỳ võ giả, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng tồn tại à. Nhưng, để cho người khó tin phải, Diệp Thần nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh. Bởi vì, như vậy kết quả, hắn cũng không ngoài suy đoán. Thần thú khảo sát là hủy diệt đạo vận, tinh hồn chạm không tính hoàn toàn lấy hủy diệt mộ đạo tiến hành công kích võ kỹ, kích thứ nhất, chỉ là vì khảo sát. Trong mắt của hắn thần mang bạo tránh, muốn đánh bại cái này thần thú pho tượng, phải hoàn toàn dựa vào hủy diệt mộ đạo đối hắn tạo thành tổn thương. Thiên địa sơ khai, bổn nguyên sinh hóa. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đem phần thiên mở ra, một vòng đen nhánh mặt trời, treo lơ lửng ở màu vàng trong bầu trời. Ở nơi này mặt trời ra chỉ dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người đạo vận, tinh thuần gấp mấy lần. Một đạo phù văn xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là vậy tứ trọng thiên cảnh giới hủy diệt đạo ấn. Giờ phút này, vậy thần thú pho tượng cũng là lần nữa phát động công kích, nó phát ra một tiếng chấn thiên giống to, trong tay kiếm to luân vũ, hóa thành một đạo đen thui vẻ lưỡi kiếm gió bão, hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần thấy vậy, lại là không tránh không tránh, đối mặt thần thú pho tượng một kích này, Diệp Thần lựa chọn chính diện cứng rắn hãn. Đây là tự tin của hắn, đối với hắn nắm giữ hủy diệt mộ đạo tự tin. Thức hải bên trong, đạo cốt dấu vết ánh sáng lóe lên, Diệp Thần đem toàn bức tinh thần, toàn bộ tập trung vào trong tay sát kiếm lên, xuống một khắc, bữa trước không bên trong hỗn độn mặt trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo đen nhánh ánh nắng, hạ xuống tại sát kiếm bên trên, đúng chuôi sát kiếm biến thành đen thui vẻ, kiếm phong hơi rung động, tựa hồ, đều có chút không cách nào chịu đựng trong đó lực lượng. Sẽ ở đó lưỡi kiếm gió bão, sắp đánh trúng Diệp Thần ngay tức thì, một kiếm ra. Vô cùng tươi đẹp một kiếm. Một kiếm này, liền giống như hủy diệt bản thân. Tựa như, ẩn chứa loại nào đó đem hỗn độn, đem hư không, đều phải chôn vùi cao nhất ý vận. Một kiếm như dây nhỏ giống vậy màu đen kiếm mang chớp mắt, liền không vào kiếm kia nhận gió bão bên trong, trời đất phảng phất vào giờ khắc này đông. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy đen thui lưỡi kiếm gió bão, lại là ở Diệp Thần một kích này dưới, bắt đầu nhanh chóng làm tan rã. Mãnh liệt hủy diệt lực ở nơi này nghĩa địa bên trong mãnh liệt, gió bão làm tan rã lúc đó, mang theo hủy diệt kiếm khí, đem đúng mảnh không gian tràn ngập. Diệp Thần ở kiếm khí này bên trong, trên thân hình máu tươi lao nhanh, vô số kiếm tổn thương không ngừng hiện lên, nhưng, bằng vào sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên, cùng với cường đại đến để cho người ra đầu tê dại sinh mệnh lực, kiếm khí này bùng nổ, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thực tế tính tổn thương. Mà bên kia, vậy thần thú pho tượng nhưng là gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp liền lui về phía sau, cuồn cuộn lóe lên đen nhánh tia sáng đá vụn, từ trên người rơi xuống, pho tượng kia ngực vị trí, lại là bị Diệp Thần một kiếm này trực tiếp đánh ra một cái hố động. Liền tinh hồn chạm đều không cách nào tổn thương đạt tới chút nào thần thú pho tượng. Ở Diệp Thần thuần túy lấy hủy diệt mộ đạo thi triển dưới một kiếm, nhưng là trực tiếp bị tổn thương. Mặc dù không có xuyên qua, nhưng, dựa theo cái tốc độ này, Diệp Thần chiến thắng pho tượng kia bất quá là vấn đề thời gian. Diệp Thần khóe miệng hiện lên một nụ cười, hét lớn một tiếng, lần nữa giơ lên sát kiếm, cả người hủy diệt đạo vận kích động, cùng pho tượng kia, chiến với nhau. Âm tiếng không ngừng, pho tượng thương thế trên người càng ngày càng nặng, mà Diệp Thần, mặc dù cũng là đang chiến đấu chảy không thiếu máu, thậm chí, chỗ hiểm cũng bị đánh trúng mấy lần,
đổi thành giống vậy người thú chỉ sợ sớm đã chết. Có thể, dựa vào vậy sợ hãi sinh mệnh lực, Diệp Thần thật là so pho tượng kia cứng cáp hơn vô số lần. Pho tượng kia bị Diệp Thần hoàn toàn áp chế. Liên liên Diệp Thần đều là có chút bất ngờ, cái này tầng thứ 7 thực tập thật giống như quá mức đơn giản một ít. Trên thực tế, pho tượng kia thực lực không kém, nếu như hủy diệt đạo vận không có vượt qua tầng 3 võ giả, căn bản không cách nào làm bị thương hắn chút nào, mà bằng vào hắn kinh khủng hủy diệt lực, cho dù là Diệp Thần, đánh lâu dưới cũng chỉ có thể sa sút, huống chi còn có 3 ngày thời gian hạn chế. Cho dù là tầng 3 đạo ấn người có, muốn đánh bại cái này thần thú pho tượng, cũng sẽ vô cùng là gian hiểm. Có thể vừa vặn, Diệp Thần hủy diệt đạo vận đã đột phá đến tứ trọng thiên, càng mấu chốt chính là, hắn còn có đạo cốt dấu vết, hỗn độn hắc dương, hồng mông đại tinh không, luân hồi huyền bi vân. Vân rất nhiều gia trì, để cho hắn hủy diệt đạo vận vượt xa tứ trọng thiên phải có uy lực à. Cho nên, không phải pho tượng kia quá yếu, mà là, Diệp Thần quá mạnh mẽ. Có thể, ngay tại Diệp Thần nhận vì mình có thể ung dung thủ thắng lúc đó, pho tượng kia trong mắt hồng quang bỗng nhiên một thịnh, chợt đem kiếm to trong tay hướng Diệp Thần bay ném tới. Nhìn như vô cùng nặng nề kiếm to, ngay tức thì hóa thành một đạo vô cùng là to lớn màu đen hắc quang, hướng Diệp Thần chém xuống. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, toàn lực một kiếm chém ra, màu đen dây nhỏ vậy vô cùng ngưng luyện kiếm quang gào thét ra, cùng kiếm to kia đụng vào một nơi. Ầm một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt hủy diệt chập chờn hướng bốn phía vọt tới, Diệp Thần một kiếm này lại là vô cùng là miễn cưỡng đỡ được pho tượng bay ném mà đến một kiếm, nhưng, chuôi này kiếm to tựa hồ vậy đã tiêu hao hết uy năng, tấc tấc vỡ vụn mở ra. Diệp Thần ở đó bùng nổ hủy diệt lực bên trong, bị đánh được đổ bay ra, cả người xương máu cuồn cuộn, nhưng, hắn nhưng là vững vàng rơi ở trên mặt đất, thương thế vậy thật nhanh khôi phục. Hắn nhẹ thở một hơi, pho tượng kia liền kiếm đều bỏ, xem ra, chiến đấu thì phải kết thúc. Nghĩ đến sắp lấy được cao cấp chứng thú, Diệp Thần trong mắt cũng là hiện lên vẻ hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vậy đã vết thương chồng chất, tựa hồ bể tan tành sắp tới pho tượng, cả người phù văn bỗng nhiên ánh sáng lớn thả, một cổ quá gần mất đi, sao động hơi thở, từ trong cơ thể tản ra. Thảo! Diệp Thần con người điên cuồng co rúc lại, không nhịn được mắng nhỏ một tiếng, cái này thần thú cũng quá không phúc hậu. Mới vừa rồi phi kiếm kia nhất kích, căn bản không phải thần thú pho tượng cuối cùng thủ đoạn, hoàn toàn chính là cờ hiệu à. Pho tượng kia mục đích thực sự là tự bảo. Dưới mắt, Diệp Thần muốn ngăn cản vậy không còn kịp rồi. Hắn thu hồi sát kiếm, đem hóa huyết thần sợi bông, linh tháng bảo thường, vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Chấn thiên hoàng thành kiếm, bảo vệ. Diệp Thần sử dụng mậu thổ nguyên phù, chín chuôi to lớn mậu thổ trọng kiếm, chấn rơi xuống. Còn chưa đủ. Đồng thời, một đạo ánh sáng màu đen uyển thực chất yếu vậy trùm lên trên thân hình. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu là khảo nghiệm cần nhất phòng bị vẫn là lực hủy diệt kia. Cho nên, hắn đem phòng ngự trọng tâm hoàn toàn đặt ở sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên. Một khắc sau, một vòng màu đen mặt trời, tựa như ở nơi này nghĩa địa bên trong dâng lên, vô cùng khủng bố, tựa hồ phải đem vũ trụ nổ tung năng lượng ba động, ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập. Giờ phút này, một cổ vô cùng là mãnh liệt hủy diệt chập chờn, tự đại cửa bên trong sông ra. Ngoài cửa tám đại gia tộc người, đều là sắc mặt biến đổi, nghĩa địa bên trong chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, thần thú nghĩa địa. Một phiến mất đi sương mù màu đen, tràn ngập ở đúng phiến nghĩa địa bên trong, cái này sương mù màu đen là mất đi không gian tiêu tán sau đó xuất hiện. Làm lực tàn phá cường đại đến tầng thứ nhất định, không chỉ có sẽ tạo thành mất đi không gian, thậm chí, ở mất đi không gian bị thiên đạo lau tiêu sau đó, tạo thành phá hoại. Còn không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ, những cái kia bị hoàn toàn mất đi liền quy luật, không gian vân. Vân, liền sẽ tạo thành cái này phiến đại biểu chết diệt hắc vụ. Võ giả tầm thường dính trên cái này một chút hắc vụ, cũng có thể bị vậy chết diệt lực nơi hòa tan. Nghĩa địa bên trong, một phiến yên lặng, tựa như không có bất kỳ sinh mạng nào hơi thở. Hắc vụ bên trong, trống rỗng, không gặp bất kỳ bóng người. Chẳng lẽ... Diệp Thần ở đó thần thú pho tượng tự bạo bên trong, bị hoàn toàn mất đi, hóa thành hư vô. Ngay tại lúc này, mặt đất bên trên phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo vô cùng là chật vật bóng người từ lòng đất chui ra, thân ảnh này dĩ nhiên chính là Diệp Thần.
Giờ phút này, Diệp Thần trên thân hình, vết thương chồng chất, cho dù lấy sinh mệnh lực của hắn, đều không cách nào lập tức khôi phục, hơi thở cũng có chút suy yếu xuống, hắn sắc mặt có chút khó khăn xem. Mới vừa một kích kia cơ hồ đem toàn bộ không gian cũng mất đi, sở dĩ hắn sẽ từ lòng đất xuất hiện, là bởi vì là thiên đạo quy luật đem không gian trọng tố sau đó, hắn bị chôn ở dưới đất. Cho dù lấy hắn hôm nay thể chất, phò tượng tự bạo hay là để cho hắn bị thương. Có thể gặp uy lực bao lớn. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần trong mắt chính là hiện lên một đạo vui mừng. Bởi vì, hắn thông qua thực tập. Diệp Thần thân hình động một cái, liền chuyển kiếp vẫy hắc phụ, đi tới nghĩa địa cuối, nơi này, trống rỗng, chỉ để một khối bàn đá. Bàn đá bên trên, là ba cái màu sắc khác nhau thú trứng. Diệp Thần thấy cái này ba cái thú trứng ngay tức thì, con người bên trong, cũng là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Chỉ gặp, cái này ba cái thú trứng bên trên lại là trải rộng vô số vô cùng là phù văn huyền ảo. Phù văn này, cũng không phải là hậu thiên mài rũa đi lên, mà là trời xanh cũng có. Bất kỳ trời xanh, liền có thể có cao cấp phù văn vật, tuyệt đối, cũng là phi phàm tồn tại à. Giống như hắn thức hải bên trong thông thiên minh bia. Dĩ nhiên những phù văn này kém hơn luân hồi mộ địa phù văn kia trứng khổng lồ tiểu hoàng. Trong chốc lát, Diệp Thần hô hấp cũng có chút gấp rút. Cái này ba cái thú trứng, vô cùng là cao cấp à. Liền sóc lão đều là không nhịn được mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi phát, mặc dù cuối cùng vậy thần thú pho tượng tự bạo, có chút nguy hiểm, làm không tốt ngươi cũng có thể lật thuyền trong mương, nhưng, mạo hiểm là đáng giá à. Cái này ba cái thú trứng, lại là liền lão phu đều cảm thấy một loại phương diện huyết mạch áp chế, tiềm lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, chí ít. Vậy áp đảo còn chân cảnh bên trên. Diệp Thần nghe vậy, cảm giác máu đều sôi trào. Sóc lão đến từ vô cùng lâu đời thời đại, nguyên bản, là huyết mạch cực kỳ tinh thuần long tộc, liền hắn đều cảm thấy huyết mạch áp chế, cái này ba cái thú trứng mạnh bao nhiêu. Diệp Thần ánh mắt, từng cái từ nơi này ba cái thú trứng bên trên quét qua, mặc dù giống vậy đều là cao cấp huyết mạch, nhưng, cũng có sự phân chia mạnh yếu, hắn chỉ có thể lựa chọn một quả mang đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tim đập hơi tăng nhanh, hắn có một loại rút số khoái cảm. Đồng dạng là trúng số độc đắc, 10 triệu và 15 triệu, thậm chí còn 20 triệu, chênh lệch còn chưa nhỏ. Diệp Thần liếm môi một cái, hắn muốn là lớn phần thưởng bên trong giải thưởng lớn. Cái này ba cái thú trứng, bên trái quả thứ nhất, toàn thân màu đỏ như máu, ngoài mặt có bụi gai giống vậy đường vân, chấm thương thanh sắc phù văn, tô điểm ở bụi gai đường vân bên trên. Diệp Thần chỉ là nhìn một cái vậy bụi gai đường vân, trong cơ thể sức sống, thì có một loại làm dẫn động cảm giác, không khỏi mặt hiện vẻ hoảng sợ. Hắn có thể xác định, cái này quả thứ nhất thú trứng ấp ra diệt thú, ở sinh mạng một đạo trên tuyệt đối được trời ưu đãi. Ở giữa thứ hai cái, vàng bạc hai màu giao nhau, thú trứng bên trên, quỷ dị dài một ít tương tự cốt gai giống vậy nhô ra, cái này cốt gai, tổng cộng 108 nói, ám hợp thiên cương sát số. Mỗi một cái cốt gai bên trên, đều có một quả phù văn. Cái này 108 đạo phù văn, lại là mơ hồ hình thành một loại trận thế, chỉ là nhìn một cái, Diệp Thần thì có một loại óc choáng váng vậy cảm giác, hắn ánh mắt chớp mắt, đại trận này vô cùng là khủng bố, lại là lấy hắn thần hồn lực đều có điểm cấm không chịu nổi. Nếu như thi triển ra, tất nhiên hủy thiên diệt địa. Thậm chí, đối với hắn võ đạo cũng có thể có tinh tiến. Trên thực tế, chọn bổn mạng yêu thú, không chỉ có phải cân nhắc huyết mạch, cùng võ đạo của mình phù hợp, còn nữa, năng lực. Bổn mạng yêu thú có thể cho chủ nhân mang đến một ít mình năng lực thiên phú, cái này năng lực thiên phú phải chăng cùng mình phù hợp vậy rất trọng yếu. Rất nhanh, Diệp Thần đưa mắt từ thứ hai cái thú trứng bên trên rời đi, rơi vào cái thứ ba trên. Một quả cuối cùng thú trứng, nhìn như tầm thường nhất, chính là đen thui vẻ, thậm chí, liền phía trên phù văn đều là màu đen. Cơ hồ khó mà phân biệt. Nhưng, Diệp Thần ánh mắt, lập tức liền bị cái này màu đen thú trứng nơi hấp dẫn. Hắn ngơ ngác nhìn cái này thú trứng, ánh mắt dần dần kích động. Hô hấp vô cùng dồn dập. Cơ hồ đều muốn hôi tay múa chân à. Liền sóc lão và huyền hàn ngọc đều là tâm thần kịch chấn, không nói ra lời, nhưng lập tức liền không nói lời nào. Bọn họ ý, Diệp Thần cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Liền xem qua trước hai quả trình độ cao nhất huyết mạch thú trứng cũng là một bộ bình tĩnh vẻ Diệp Thần, vì sao, vào lúc này sẽ như vậy thất thố. Nguyên nhân, rất đơn giản.
Cái này đen nhánh thú trứng, lại là cùng Diệp Thần phần thiên bên trong màu đen kia mặt trời có tương tự hơi thở à? Cùng lúc thiên địa sơ khai hỗn độn, có tương tự hơi thở, cái gì khái niệm? Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, vạn vật ra đời trước, hỗn độn bên trong, liền dựng dục một ít sinh vật, những sinh vật này, mỗi một cái cũng vô cùng là mạnh mẽ, vô cùng là thần bí, không có người nào rõ ràng bọn họ, nhưng, bọn họ đều có một cái chung nhau đặc điểm. Chính là, cũng mang theo vậy nguyên thủy hỗn độn khí tức. Cái này cái thú trứng tự nhiên không thể nào là cái gì thiên địa sơ khai lúc tồn tại, nhưng, nếu hắn dính vào vậy hỗn độn khí tức, liền đủ để chứng minh cái này thú trứng bất phàm. Diệp Thần cơ hồ không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp đưa tay cầm lên vậy cái thú trứng, đồng thời không kịp chờ đợi cắn bể đầu ngón tay, ở thú trứng bên trên, viết một cái phù văn huyền ảo. Một khắc sau, Diệp Thần thân thể run lên, trong phảng phất, liền cùng cái này thú trứng bên trong chưa hoàn toàn thai nghén mà thành sinh linh sinh ra một chút liên lạc. Vậy ngay tại lúc này, một đạo vô cùng là kinh khủng hơi thở bỗng nhiên hạ xuống ở cái này thần thú nghĩa địa bên trong. Diệp Thần thần sắc biến đổi, lập tức đem vậy cái thú trứng thu vào, hướng trời cao bên trong nhìn, chỉ gặp, một đạo gần như trong suốt bóng người, xuất hiện ở trời cao bên trong, sau lưng còn mang vô cùng là mãnh liệt không gian ba động, cùng với, một loại bị thiên địa nơi bài xích năng lượng đụng. Diệp Thần nhìn thân ảnh kia, trong mắt điên cuồng run rẩy. Thân ảnh này hắn không nhìn thấu. Thật không nhìn thấu. Hơn nữa, không phải thật thể, chỉ là một đạo thần niệm phân thân mà thôi. Có thể, dù vậy, Diệp Thần nhưng rất rõ ràng, đối phương nếu là muốn giết mình hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Một đạo thần niệm phân thân thì có kinh khủng như vậy lực lượng. Thân ảnh này chủ nhân kết quả là hạng tồn tại à? Vượt qua luân hồi mộ địa những cái kia đại năng. Vượt qua huyền hàn ngọc tồn tại. Thậm chí vượt qua nhâm phi phàm. Diệp Thần không cách nào xác định. Trong chốc lát, hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh, nguyên bản. Hắn lấy thú trứng sau đó hẳn bị trực tiếp truyền tống rời đi cái này thần thú nghĩa địa mới đúng. Có thể, cái này toàn bộ nghĩa địa lại tựa hồ như hoàn toàn bị thân ảnh kia định trụ. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, trong cơ thể hủy diệt đạo vận và luân hồi huyết mạch mơ hồ chuyển động, tựa hồ muốn thử nghiệm xé nát không gian rời đi. Nhưng, đây là, Huyền Hàn Ngọc nhưng là trầm giọng nói, thằng nhóc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đây là thái thượng cường giả, ngươi không trốn thoát. Đừng lo lắng. Cho dù là thái thượng cường giả, muốn ở chỗ này đối với ngươi ra tay, vậy phải bỏ ra giá không nhỏ, trước xem, hắn phải làm gì. Thái thượng thế giới người, đối với vực ngoại người ra tay, nếu như thực lực vượt qua nào đó một tầng thứ, liền sẽ phải chịu thiên đạo mãnh liệt phản kích. Đây là, Diệp Thần vậy hơi bình tĩnh lại, ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh kia, không nói một lời. Mà đạo thân ảnh kia, nhìn Diệp Thần, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi không phải người thú tộc chứ. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, không sai, tiền bối là người phương nào. Thân ảnh kia nghe vậy, nhẹ thở dài một cái nói, ta chính là thần thú. Diệp Thần nghe vậy cả kinh, thần thú lại không có chết. Cái này thần thú nghĩa địa, xem ra cũng không phải là thần thú bản thân nghĩa địa. Diệp Thần lại là hỏi, tiền bối đột nhiên hạ xuống, vì chuyện gì? Thần thú nhàn nhạt nói, ta là vì liền vậy cái thú chứng tới. Vốn là muốn đối với đạt được thú trứng tộc nhân chỉ điểm một phen, dẫu sao, cái này thú trứng trên thực tế là ta người thú nhất tộc trọng yếu nhất bảo vật. Đạt được cái này thú trứng người, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không ở ta dưới. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu nói, xem ra, ta người thú tộc vẫn là cùng cái này thú trứng vô duyên. Quay đầu lại, đạt được thú trứng vẫn là người ngoại tộc. Diệp Thần nghe vậy, rung động trong lòng, nhưng, rất nhanh chính là nhướng mày nói. Nếu cái này thú trứng như vậy nghịch thiên, tiền bối lại không chết, vì sao không đem mang đi? Vậy thần thú khẽ thở dài một hơi nói, thằng nhóc, người lấy vì ai cũng có thể cùng cái này thú trứng thành lập khế ước sao? Trên thực tế, ta người thú nhất tộc trên lịch sử, đi tới nơi này tầng 7 nghĩa địa, tổng cộng 13 người, cái này 13 người bên trong, có 7 người đều lựa chọn trong tay ngươi vậy cái thú trứng tiến hành khế ước, nhưng... không một ngoại lệ. Toàn bộ thất bại, ngươi là duy nhất thành công một cái. Diệp Thần hơi mở to cặp mắt, có chút khó tin. Thông thường mà nói, còn không có ra đời sinh vật là không có bất kỳ phản kháng khế ước năng lực, đây cũng là tại sao, thu phục yêu thú muốn ở đối phương còn ở vào trong trứng lúc.
Có thể trong tay hắn cái này cái đen nhánh thú trứng còn ở trong trứng, lại là có thể kháng cự người khác khế ước. Hơn nữa, hắn nơi kháng cự đều là cường giả bên trong cường giả à. Có thể chiến thắng pho tượng kia người thú, thực lực tuyệt đối kinh người. Dù vậy, vẫn bị thất bại. Cái này thú trứng quá nghịch thiên. Đây là, vậy thần thú mở miệng nói, thằng nhóc, ta để cho ngươi giao ra vậy cái thú trứng, phỏng đoán, ngươi vậy sẽ không đồng ý chứ. Đã như vậy, ta muốn cho ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp thần nghe vậy, khẽ cau mày. Thần thú hừ lạnh một tiếng nói, ngươi sẽ không lấy là, từ ta tộc thú thần được lớn như vậy chỗ tốt, là có thể phủi mông một cái vừa đi liễu chi chứ. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, chỉ chốc lát sau, vẫn gật đầu một cái nói, tiền bối mời nói. Nói thật, lấy hắn tính cách là không muốn tiếp nhận cái gì điều kiện, hắn vào cái này thần thú nghĩa địa cũng không có đùa bỡn thủ đoạn gì, vì sao còn phải tiếp nhận điều kiện. Nhưng, cái này thần thú đặc biệt phá rơi xuống, sợ rằng sẽ không cứ như vậy thả hắn rời đi, cho nên, Diệp thần quyết định trước nghe một chút thần thú nói thế nào. Thần thú nói, hôm nay ngươi được ta người thú tộc chí bảo, như vậy, tương lai, người thú tộc nếu như gặp phải diệt tộc kiếp nạn, ngươi là người thú tộc ra tay một lần, có bằng lòng hay không? Diệp thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một chút nói, được, bất quá, chỉ có thể ở ta thực lực cho phép dưới tình huống. Cái loại này điều kiện, hắn còn có thể tiếp thụ. Thần thú cũng không có làm khó Diệp thần, gật đầu một cái nói, tốt lắm, thằng nhóc, rời đi đi. Nhưng vào lúc này, Diệp thần cũng không có lập tức rời đi. Thần thú diễn cảm cũng là cổ quái, hắn thực lực, cho dù là thần niệm, chiếu lý có thể hoàn toàn khống chế cái này một phương thiên địa mới đúng. Một giây, hai giây, làm đến thứ ba giây thời điểm, một cái trứng khổng lồ đột nhiên lao ra luân hồi mộ địa, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tiểu Hoàng, Diệp thần con người phóng đại, hắn không rõ ràng, vì sao Tiểu Hoàng sẽ vào lúc này đi ra. Chẳng lẽ Tiểu Hoàng muốn ấp trứng? Bất quá làm Diệp thần thấy Tiểu Hoàng trạng thái, liền lắc đầu một cái, tựa hồ không nhanh như vậy. Vậy Tiểu Hoàng muốn làm gì? Trứng khổng lồ ngưng mắt nhìn thần thú một mắt, một giây kế tiếp, lại vọt xuống, trực tiếp đem vậy còn dư lại hai cái trứng khổng lồ cắn nuốt. Chính là chiếm đoạt. Trời ạ! Diệp thần có chút bối rối. Cái này còn dư lại hai quả thú trứng cấp bậc cũng không thấp à. Mấu chốt bởi vì nơi đây quy tắc nguyên nhân, căn bản không có thể bị mang đi. Càng không cần phải nói cắn nuốt. Hơn nữa còn là ngay trước thần thú mặt chiếm đoạt. Tiểu Hoàng đây cũng quá điên. Quả nhiên, thần thú hai tròng mắt tức giận, nhiệt xúc, ngươi dám. Một giây kế tiếp, cuồng bạo hủy diệt lực hướng Tiểu Hoàng đi. Thần thú lực lượng, bất kỳ đồ cũng sẽ mất đi. Diệp thần tim nhắc tới cổ họng. Tiểu Hoàng thật vất vả góp đủ ba giọt máu mạch sơ khai, có thể khôi phục đã từng là huy hoàng. Nhưng lại bởi vì một kiện ngu muội chuyện, đối mặt hủy diệt. Diệp thần muốn ngăn trở, nhưng căn bản lực không theo tim à. Mắt xem vậy cuồng bạo hết sức hủy diệt lực muốn phá hủy Tiểu Hoàng, đột nhiên tới giữa, dị biến nổi lên. Tiểu Hoàng trứng khổng lồ bên ngoài phù văn cổ xưa phát ra ánh sáng sáng chói. Phù văn lại lưu vòng vo. Rồi sau đó, lực hủy diệt kia lại biến mất. Thần thú vậy giật mình, kinh ngạc nhìn mình hai tay, khá là thất thố nói, điều này sao có thể. Thần thú hai tròng mắt đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm trứng khổng lồ lên phù văn, tựa hồ phát hiện cái gì. Biểu tình biến hóa cực độ cổ quái. Vậy nhất tộc lại không có hủy diệt. Sợ rằng phương thế giới này quy tắc phải biến hóa. Thần thú ánh mắt rơi vào Diệp thần trên mình. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Ước chừng 10 giây, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, người có biết vậy trứng khổng lồ lai lịch. Diệp thần không dám nói láo, nói thẳng, trước đây, hắn tên gọi hai con người ác mộng. Hai con người ác mộng, thần thú tái diễn đọc niệm, sau đó tự giễu nói, đoán chừng là đời sau có người lấy hắn hai con người tới đặt tên, ác mộng hai chữ, quả thật cũng đúng. Bất quá, tiểu tử, tên này nhưng có tên khác. Danh tự này, ta không cách nào nói ra, nhưng, người sau này sẽ rõ. Tên này đột nhiên chạy đến chiếm đoạt hai quả kia thú trứng là ở Lập Uy. Hắn sợ ngươi lựa chọn cái đó thú trứng thay thế mình vị trí. Xem ra, hắn đối với ngươi rất để ý. Bất quá, vậy cái gọi là hai con ngươi ác mộng có thể không thể dùng để luyện hóa bổn mạng, không lại chính là phí của trời. Ngươi muốn tu tập cái đó công pháp, vẫn là lựa chọn vậy cái đen nhánh thú trứng đi.
tốt lắm, nên rời đi. Nói xong, thần thú có chút phức tạp nhìn một mắt tiểu hoàng, mà tiểu hoàng vậy lui trở về luân hồi mộ địa bên trong. Thần thú tiếng nói vừa dứt, liền vô căn cứ biến mất, mà theo thần thú biến mất, toàn bộ nghĩa địa cũng chấn động lên. Một khắc sau, một đạo quang hoa hiện lên, ánh sáng chớp mắt, Diệp Thần sau đó biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến nghĩa địa ra. Vậy tới từ 8 đại gia tộc, trừ Giác Hùng ra ngoài ra mấy người còn lại đều là mặt hiện vẻ khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Bọn họ không nghĩ tới, thằng nhóc này lại thật thông qua thực tập. Diệp Thần nhìn Hùng Lệ, trên mặt hiện lên một nụ cười, lần này, hắn có thể được cái này cái lai lịch thần bí thú chứng, may mà Hùng Lệ, hắn đối với Hùng Lệ vẫn là rất có hảo cảm, có thể rất nhanh, hắn chính là thần sắc động một cái chú ý tới Hùng Kỳ ánh mắt. Hùng Kỳ mặc dù không có nói chuyện, nhưng, mắt thần tựa như đang nhắc nhở mình chú ý. Ngay tại lúc này, Lang Ẩn các người trao đổi một cái ánh mắt, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở giữa. Mà Hùng Lệ chính là giống vậy mặt mỉm cười nhìn Diệp Thần, tựa như đối với Lang Ẩn đám người cử động coi mà không gặp. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, đối với Hùng Lệ hỏi, Hùng công tử, người đây là ý gì? Hùng Lệ trong mắt, hiện lên vẻ châm chọc nói, có ý gì? Diệp Thần, người sẽ không thật lấy là ta sẽ để cho một mình ngươi người ngoại tộc, đạt được thần thú nghĩa địa bên trong diệt thú chứng chứ? Hiện tại, tương diệt thú chứng giao ra, ta còn có thể thả ngươi rời đi, nếu không. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lang Ẩn cùng 5 người đã cả người hơi thở bùng nổ, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Hùng Lệ nói, à, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta, ta giết ngươi một tên thủ hạ, ngươi hẳn không có quên chứ. Hùng Lệ cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã biết, ha ha, Diệp Thần, muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác đi, động thủ. Một khắc sau, Lang Ẩn, Hổ Tín, Ưng Thiên, Sư Phi, Viên Hưng mấy người, cả người linh lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, bọn họ đều là còn chân cảnh tầng 2 thiên 3 tầng thiên cường giả, ra tay một cái, có thể nói khí tượng muôn vàn, thiên địa rung động, quy luật rên rỉ, không gian bể tan tành, thanh thế cực kỳ sợ hãi. Bóng sói, hình hổ vân, lần lượt hiện lên, lôi cuốn nghịch thiên năng lượng, rối rít hướng Diệp Thần gào thét đi. Trong chốc lát, phảng phất có 5 cái tinh cầu muốn ở Diệp Thần bên người nổ tung, đem nổ thành phấn vụn. Bọn họ cũng rất rõ ràng, sư tử vồ thỏ cần dùng toàn lực đạo lý. Cho dù thằng nhóc này chỉ có không tới càn khôn cảnh tu vi, nhưng, hắn thông qua thần thú thực tập, nhưng đủ để thuyết minh hắn quỷ dị. Cho nên, cái này 5 người không có nương tay. Hùng Kỳ thấy một màn này hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này 5 người, có thể nói là người thú tộc bên trong đương kim cường giả, đồng thời đối với Diệp Thần ra tay, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Liên liên Diệp Thần đây, cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cái này 5 người công kích, coi là thật ác liệt, trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại cũng không phải là khỏe hẳn trạng thái à. Thần thú pho tượng tự bạo nhất kích, quá mạnh mẽ, liền hắn cũng mang theo thương thế, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Thực lực chỉ còn lại có 80% chừng. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, cái này đúng vùng dãy núi, tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn cuốn lên, ở nơi này kịch chấn bên trong, Hùng Kỳ sắc mặt cuồng biến, miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất, cho dù hắn đã đứng rất xa, hơn nữa, Lang Ẩn đám người công kích cũng là vô cùng là nội liếm, nhưng, tản ra một món uy lực còn lại, hay là trực tiếp đem hắn trọng thương. Mà Hùng Lệ chính là chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy bụi bẩm vị trí trung tâm, trực giác nói cho hắn, Diệp Thần không có dễ dàng như vậy chết. Ngay tại lúc này, một tiếng rồng ngâm bộc phát ra. Mới vừa một kích toàn lực sau đó, có chút mất sức Ưng Thiên bỗng nhiên con người co rúm một cái, chỉ gặp, một đạo tựa như người tựa như long bóng người đang thật nhanh hướng hắn mãnh phát tới. Thân ảnh này chủ nhân, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Giờ phút này, hắn cả người long lực dâng trào, giống như thiên long tái thế, đang đối mặt 5 người liên thủ nhất kích lúc đó, Diệp Thần chính là không chút do dự vận dụng sóc lão lực lượng. Nhưng, mặc dù có sóc lão lực lượng gia trì, giờ phút này, Diệp Thần trên mình vẫn là vết máu loang lổ, trải rộng tất cả lớn nhỏ vết thương ghê rợn, có thể gặp, mới vừa một kích kia uy lực đáng sợ đến bực nào. Đáng chết, mau ra tay diệt thằng nhóc này. Ưng Thiên hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh triển động, hướng phía sau, tật lược đi, thời khắc này Diệp Thần lại là cho hắn một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Hắn khó có thể tưởng tượng,
một tên thằng nhóc tộc người, lại thật từ bọn họ 5 người liên thủ dưới sự công kích, còn sống à? Cái này còn là người sao? Dùng quái vật hình dạng càng thích hợp chứ? Cái này 5 người liên thủ, dù là còn chân cảnh sơ kỳ cường giả cũng chỉ có thể chết chứ? Thậm chí, mạnh hơn tồn tại, một cái sơ sẩy dưới, đều có bị thương nguy hiểm. Có thể Diệp Thần đâu? Chống cự, lại là còn có năng lực chiến đấu. Hơn nữa thế tới hung hung. Ưng thiên lực công kích ở 3 tên còn thật tồn tại người thú bên trong, thuộc về hàng đầu, nhưng, có cái nhược điểm chính là ra tay sau đó, sẽ có ngắn ngủi mất sức. Vậy dưới tình huống, hắn đều sẽ không toàn lực ra tay, có thể, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần có thể sống sót, còn có thể phản kích à. Còn lại 4 người thấy vậy, đều là thần sắc như thường, Diệp Thần cường hãn, để cho bọn họ cảm nhận được liền áp lực. Nếu đã ra tay, chính là không chết không thôi. Mấy người thần sắc trầm xuống, lần nữa động thủ. Diêu ảnh, kiếm khí vân, vân, xen lẫn nhau ngang dọc, hướng Diệp Thần vậy không phòng bị chút nào sau lưng, cuồng oanh tới. Đang nhanh chóng lùi trốn Ưng Thiên, sắc mặt buông lỏng một chút, trong cơ thể hắn lực lượng, đã dần dần bắt đầu khôi phục, mà đối mặt 4 người kia liên thủ công kích, Diệp Thần lại điên cuồng vậy sẽ đi trước phòng ngự, né tránh, mà buông tha đối với mình tấn công chứ. Nói cách khác, hắn tạm thời an toàn, sau đó 5 người liên thủ, đem sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ đột phá nào miệng, áp chế đến đem hoàn toàn bị chém chết mới ngưng. Cái khác mấy người cũng là ý tưởng giống nhau. Lang Ẩn, Hổ Tín các người, khóe miệng đồng thời dương lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, ha ha, Diệp Thần cho dù dừng lại phòng ngự, cũng chết. Có thể, một khắc sau, tất cả mọi người máu đều là hơi đọng lại. Bọn họ đều đánh giá thấp Diệp Thần điên cuồng. Chỉ gặp Diệp Thần khóe miệng nâng lên lau một cái vô cùng là nụ cười máu, trong mắt, tràn đầy cơ hồ muốn dòng nước chảy ra sình sệt sát ý, trong tay hắn sát kiếm bên trên, ánh sao bạo tránh, mơ hồ có màu đen mặt trời, màu vàng bầu trời bóng dáng, lượn lờ ở sát kiếm chung quanh, rồi sau đó, lại là đối với công kích sau lưng, chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp hướng trước mặt Ưng Thiên chém xuống một kiếm. Đối mặt quần chiến, Diệp Thần có một cái nguyên tắc, nắm một người đánh, đánh tới chết làm. Không chết không thôi. Vô luận người khác như thế nào công kích, hắn cũng nhận định người này, giết liền sau đó, lại đuổi theo cái kế tiếp cho đến toàn bộ giết sạch, nghiền chết mới ngưng. Thích quần công. Ha ha, tốt, rất tốt, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chôn theo. Cái loại này hung ác, làm người ta sợ hãi. Đặc biệt là bị Diệp Thần để mắt tới cái đó. Ưng Thiên cái này bạch ưng nhà gia chủ, cả người lông vũ đều phải dựng đứng. Trước mắt vào tới, rõ ràng là giết hại ác ma à. Ưng Thiên trong miệng phát ra một tiếng ré dài, cũng là thi triển liều mạng thủ đoạn, hắn biết, sinh tử tồn vong liền vào giờ khắc này. Nháy mắt tức thì, hắn cả người lông vũ, sắc bén lóe lên, tựa như hóa thành từng chuôi thần kiếm, một tiếng ngắn ngủi nhọn kêu vang dậy, hơn 10.000 cây linh vũ, ngay tức thì nổ bắn ra ra, giống như bạo vũ lê hoa châm vậy bao phủ Diệp Thần. Cái này hơn 10.000 cây lông vũ chính là Ưng Thiên lấy máu tươi tế luyện liền mấy vạn năm bổn mạng phi vũ, uy lực kinh người, nhưng, một kích này, nhưng là hao phí hắn mấy vạn năm tâm huyết. Mà Diệp Thần, cho dù là đối mặt cái này rậm rạp chẳng chịt phi vũ, cũng là không dừng lại chút nào chần chờ, lẫm liệt ánh sao ngay tức thì bùng nổ, hướng Ưng Thiên chém điên cuồng xuống. Ưng Thiên trong mắt cũng là hiện lên ngoan tuyệt vẻ, khàn khàn nói, thằng nhóc, chết đi. Trước có phi vũ, sau có tứ cường đánh, Diệp Thần tình cảnh có thể nói tuyệt vọng. Một khắc sau, lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, bộc phát ra. Liên tục toàn lực động thủ 2 lần, Lang Ẩn các người cũng là hô hấp hơi có chút gấp rút, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm công kích kia tia sáng nơi trung tâm. Mà ngay lúc này, lách cách một tiếng vang nhỏ, truyền vào trong tai mọi người, tựa như có vật gì rơi xuống đất thanh âm. Chú ý của mọi người lực. Bị vậy nhẹ vang hấp dẫn, đều là không tự chủ được, hướng nhẹ vang truyền tới vị trí nhìn. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là rung rung một tí. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là một cổ thi thể. Một cái, tàn thi. Không có đầu lâu tàn thi. Cái này tàn thi cả người trơ trụi, nhìn như, khá là quái dị, mà sau lưng còn sinh đối với cánh. Chính là Bạch Ưng tộc tộc trưởng, Ưng Thiên. Mà đầu lâu đã bị Diệp Thần một kiếm hoàn toàn khuấy thành nghiền à. Mọi người hô hấp đều là có chút dồn dập.
nói ra cũng không người nào dám tin tưởng chứ. Năm tên còn chân cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ, ngay chớp mắt liền bị một tên còn chưa hoàn toàn bước vào càn khôn cảnh tồn tại, phản giết một người. Cho dù là những thứ này ngang dọc diệt thú vực đại lão, đều là không khỏi được đáy lòng phát rét. Diệp Thần quá ác, quá tuyệt, quá cay độc. Và loại người này sống chết tương chiến, áp lực, vô cùng lớn. Cũng chính là cùng thời khắc đó, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Sư Phi trước mặt. Máu này ảnh, sau lưng trực tiếp bị đánh nát vụn, xương cốt, nội tạng, đều tan nát, mà cả người trên dưới, lại là trải rộng hàng ngàn hàng vạn cái lỗ máu, nhìn như, sợ hãi vô cùng, căn bản không cách nào hiểu, như vậy nhìn như có thể chết trăm ngàn lần người, tại sao còn có thể động, còn có thể ra tay. Diệp Thần liên tục nhận chịu hai lần năm người hợp kích, lại vẫn còn sống. Sư Phi óc cũng là một phiến hỗn loạn, nhưng, không còn kịp suy tư nữa, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay chiến phủ đưa ngang một cái, sau lưng nổi lên một đạo lông vàng sư tử cuồng hư ảnh, cặp mắt bên trong nổi lên một loại tản ra vô cùng là khí tức cuồng bạo hồng quang, trong cơ thể lực lượng, lại là lần nữa dâng lên. Đây chính là sư tử cuồng nhất tộc thiên phú thần thông, cuồng hóa. Trong chốc lát, cái gì sợ hãi, cái gì rung động, toàn bộ từ Sư Phi trong đầu biến mất. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết. Cái này Sư Phi ngược lại cũng là một người tàn nhẫn, nên liều mạng thời điểm không chút do dự liều mạng, hướng về phía Diệp Thần chính là một dìu, điên cuồng chém xuống. Cái này một dìu uy năng, mơ hồ để cho thiên địa quy tắc run run. Có thể, đối mặt Sư Phi cái này cuồng phách vô cùng một dìu, Diệp Thần khóe miệng lại là dương lên nụ cười quỷ dị. Đồng thời, khác thường chập chờn ở Diệp Thần quanh thân dâng lên. Nếu như Sư Phi thần trí dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ phát hiện cái gì, mà có đề phòng, nhưng, bây giờ Sư Phi đã mất lý trí. Lang ẩn cũng là hơi biến sắc mặt nói, Sư Phi, dừng tay. Không đúng. Có thể, thời khắc này Sư Phi nơi nào sẽ nghe được. Hắn trong đầu chỉ có sát ý. Ở nơi này một dìu sắp trúng mục tiêu Diệp Thần trước, Diệp Thần khẽ quát một tiếng nói, phệ hồn thông thiên. Nháy mắt tức thì, hồn lực như biển. Mãnh liệt ra. Trực tiếp đem Sư Phi chìm ngập. Một đạo cự nhân hư ảnh ở đá bay sau lưng, chớp mắt mà hiện, trường kiếm trong tay chém vào Sư Phi thức hải bên trong. Sư Phi động tác động lại, vậy một dìu trên vô cùng lực lượng, cũng theo đó tiêu tán, rồi sau đó, hắn phát ra một tiếng hét thảm, thất khiếu bên trong, máu tươi cuồng trào, trực tiếp rơi xuống đất bên trên. Sư Phi chính là còn chân cảnh tồn tại, vốn là, cho dù không chú ý dưới. Bị Diệp Thần hồn kỹ gây thương tích, vậy chưa đến nỗi như thế nghiêm trọng. Có thể, hắn hết lần này tới lần khác sử dụng cuồng hóa. Cuồng hóa sau đó, lực lượng sẽ có tăng lên, có thể, thần hồn phòng ngự vậy sẽ bởi vì mất lý trí mà yếu bớt. Đây cũng không phải Sư Phi ngu xuẩn, mà là đám người thật không có nghĩ đến, Diệp Thần ở sinh mệnh lực vô cùng là nghịch thiên, võ đạo sợ hãi dưới tình huống, lại vẫn là một tên vô cùng là hiếm thấy hồn tu à. Vẫn là như vậy cường đại đến làm người ta hoảng sợ hồn tu. Một kích này trực tiếp làm Sư Phi rơi vào sắp chết, Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp động, không có chút nào nương tay ý, ngay sau đó một kiếm chém ra, đem hoàn toàn mất đi chiến lực, liền phòng ngự cũng không làm được Sư Phi, trực tiếp chém chết. Nguyên bản, đang chuẩn bị xuất thủ Lang ẩn các người đều là thân thể cứng đờ. Thằng nhóc này tình huống gì? Ngắn ngủi này mấy hơi thở trong thời gian. Lại là trực tiếp giết trong nháy mắt hai người còn chân cảnh cường giả. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, cái này còn là Diệp Thần bị thương dưới tình huống à. Lang ẩn không nhịn được, hắn hướng về phía đang đứng ở một bên xem cuộc chiến Hùng Lệ gào thét nói, người mẹ hắn còn đang chờ cái gì, đồng loạt ra tay à. Hùng Lệ nhưng là thần sắc bình tĩnh nói, khế ước bên trong, không có yêu cầu ta cũng cùng tham chiến, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại dừng tay, bất quá. Thứ nhất, sẽ phải chịu khế ước cắn trả, thần thú khế ước cắn trả, không tốt qua. Thứ hai, các người cảm thấy đi liền sau đó, Diệp Thần khôi phục thực lực, cái đầu tiên tìm sẽ là ai? Lang ẩn các người, sắc mặt đều là hoàn toàn thay đổi. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng mình các người bị cái này đáng chết Hùng Lệ tính toán à. Tên này, không chỉ là muốn cho bọn họ giúp hắn đối phó Diệp Thần, đồng thời, cũng là đang lợi dụng Diệp Thần. Đây quả thực muốn cho người tức miệng mắng to trời chung cực quái vật đi đối phó bọn họ à. Nếu như mấy người bọn họ chết,
tám đại gia tộc lập tức liền sẽ suy sụp năm cái, mà Giác Hùng gia thì sẽ có được mới diệt chứng thú từ đó thật quật khởi chứ. Đồng thời, bọn họ chết, vậy cam kết tài nguyên cũng không cần trả. Bọn họ lấy vì mình được lợi lớn, trên thực tế nhưng là rơi vào Hùng Lệ vòng bộ à. Chân chính thu được ích lợi người chỉ có Hùng Lệ à. Cái này Hùng Lệ tâm cơ thật đáng sợ. Có thể, giờ phút này, Lang Ẩn mấy người cũng đã tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể chiến. Lang Ẩn các người xuất thủ lần nữa, hướng Diệp Thần công tới, chỉ có một người, lui về sau, đó chính là Viên Hưng. Hắn chiến được cơ duyên, cổ tay lộn một cái, một tảng đá lớn rơi vào trong tay, đây không phải là thông thường đá, mà là một loại pháp khí, tương tự Diệp Thần đã từng lấy được Kình Thiên Thạch, nhưng, cao cấp được hơn. Người sử dụng rót vào hắn lực lượng càng lớn, không chỉ là sức nặng, tạo thành lực trùng kích vân, cũng sẽ hình học lần tăng lên. Hơn nữa, rời tay sau đó, hữu hiệu như cũ. Mà Viên Hưng, am hiểu nhất, chính là lực lượng. Nói chính xác, thân xác lực. Một đầu lông đen cự viên hư ảnh, ở sau lưng chớp mắt rồi biến mất, sáp nhập vào hắn thân thể bên trong, toàn thân bắp thịt, ngay tức thì phồng lên, nguyên bản liền thân hình cao lớn, lại lớn 2-3 vòng. Vậy bắp thịt như cự long lượn quanh cốt, chỉ là nhìn, là có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận thân xác lực. Viên Hưng mặt lộ cười gằn, hắn mặc dù tứ chi phát đạt, có thể không hề ngu, Diệp Thần nháy mắt dây hai người còn chân cảnh võ giả. Một khắc sau, nhắm chính xác nhất định là mình, cho nên, hắn không nhận gần Diệp Thần, mà là lựa chọn công kích tầm xa, liền khiến cho dùng cái này đá lớn pháp khí, trong tay hắn còn có rất nhiều đá lớn, phối hợp Lang Ẩn, Hổ Tín, đủ đem Diệp Thần mài chết. Đi đôi với một chó sói một con hổ hai đạo kiếm khí, Viên Hưng, cũng là cầm trong tay đá lớn, hướng Diệp Thần đầu đi. Cái này ba đạo công kích, cơ hồ phong tỏa Diệp Thần hết thảy né tránh vị trí. Tất cả mọi người là ánh mắt lóe lên, Diệp Thần, lần này muốn thua chứ? Chỉ cần Diệp Thần vô kế khả thi bị khống chế được, mấy người chủ đạo chiến đấu cục diện, cho dù Diệp Thần lại nghịch thiên cũng chỉ có thể sa sút. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra được Diệp Thần cũng không tốt qua. Tiếp liền nhận chịu mấy người một kích toàn lực, lại là bị thương trạng thái, nếu không phải dựa vào sóc lão lực lượng mạnh chống đỡ, Diệp Thần lúc này, sợ rằng đã trọng thương ngã xuống. Cho dù sóc lão lực lượng, còn không có tiêu tán, Diệp Thần sức sống cũng rõ ràng dưới đất hàng. Còn như vậy hao tổn nữa, không cùng sóc lão lực lượng thối lui, rất có thể Diệp Thần liền đã thua. Có thể, Diệp Thần ánh mắt lại là đã không có chút nào dao động, lần này, hắn tuy là toàn lực vận chuyển hóa huyết thần sợi bông, linh tháng bảo thường, sáu diệt chân quyết vân hộ thân, nhưng, lại không có thử nghiệm ra tay dùng công kích triệt tiêu Hổ Tín cùng Lang Ẩn chém ra kiếm khí. Mà là cặp mắt phong tỏa vậy bay tới đá lớn. Mắt thấy Diệp Thần một bộ muốn tiếp cự thạch kia hình dáng, Viên Hưng trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Đá lớn không phải hắn mạnh nhất công kích tầm xa thủ đoạn, nhưng vì cái gì hắn muốn sử dụng đá lớn công kích? Bởi vì, hắn nhìn ra được, Diệp Thần võ kỹ, hồn kỹ, đều là cao cấp tồn tại, cho nên, hắn thi triển võ kỹ đối với Diệp Thần hiệu quả chỉ sợ không phải quá tốt. Nhưng... cái này đá lớn cũng không phải thông thường đá lớn, có chỗ độc đáo riêng à. Chính là, muốn hóa giải cái này đá lớn bên trong lực lượng, trên căn bản chỉ có thể sử dụng thân xác lực ngăn cản. Nếu không thì muốn né tránh. Diệp Thần hiện tại đã không thể lui được nữa dưới tình huống, phải như thế nào hóa giải cái này cự thạch đánh. Ha ha, dùng võ kỹ cũng có thể, nhưng, được sử dụng chí ít tương đương với cái này đá lớn ẩn chứa thân xác lực trăm lần lực tàn phá. Mới có thể miễn cưỡng đem cái này đá lớn chặn. Diệp Thần tinh hồn chảm, rất mạnh, còn không làm được. Cho nên, Diệp Thần cao nhất lựa chọn, hẳn là lấy tinh hồn chảm công kích Hổ Tín cùng Lang Ẩn kiếm khí, sau đó, chống cự mình đá lớn. Như vậy, mặc dù cũng thì không cách nào phá cuộc, nhưng, bị tổn thương nhỏ nhất. Có thể hiện tại, Diệp Thần phán đoán sai lầm, thì xong rồi. Hắn nhất định phải lần nữa chịu đựng ba người toàn lực công kích. Hổ Tín cùng Lang Ẩn cũng biết một điểm này, ba người đều là cười. Tràng chiến này, thắng là bọn họ. Viên Hưng lại là mặt lộ sảng khoái vẻ, ha ha, lấy là ta công kích yếu nhất, muốn hóa giải. Tiểu tử chết ở sự ngu xuẩn của mình dưới đi. Còn như Diệp Thần lực lượng. Bọn họ không có suy nghĩ qua cái này, tại sao? Bởi vì, một người thiên phú không thể nào vô hạn,
Diệp thần ở võ kỹ, thần hồn, sinh mệnh lực trên, đã được trời ưu đãi, thân xác lực còn muốn vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, thật cho là thiên thần hạ xuống. Cho dù là năm đó bị gọi là thần thú người thú tộc tổ tiên cũng không có như vậy nghịch thiên tư chất. Cho nên, bọn họ xem ra, Diệp thần chết chắc. Bất quá, hắn không có khinh thường, lập tức lấy ra khác một quả đá lớn, mà Hổ Tín cùng Lang Ẩn cũng là nổi lên linh lực trong cơ thể, cũng chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ngay tại lúc này, Diệp thần bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, rồi sau đó, không để ý vậy hai đạo kiếm mang, hai tay hướng giống như đạn đại bác vậy nhanh chóng đánh tới đá lớn, đẩy một cái đi. Mấy người đều là con người co giúp một cái, ngoài ý muốn. Bọn họ lấy là, Diệp thần phán đoán sai lầm, sẽ dùng võ kỹ công kích đá lớn, muốn hóa giải, nhưng, bọn họ sai rồi. Diệp thần tựa hồ rất rõ ràng, cái này đá lớn chỉ có thể dùng thân xác lực đi kháng nhận định. Trong chốc lát, mấy người trong lòng đều là dâng lên một loại dự cảm xấu. Nhưng, lý trí nói cho bọn họ không thể nào. Diệp thần trong mắt thần mang bạo tránh, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, thần ma luân hồi quyết, luân hồi huyền bi, nguyên phù, lực rồng vân. Vân, tất cả đều thi triển, cuối cùng mới là khẽ quát một tiếng nói, hồn thể đổi thành. Cuồn cuộn thần hồn lực, ngay tức thì, trào vào bên trong cơ thể biến thành vô cùng minh mông thân xác lực. Mọi người tại đây, óc đều là ông một tiếng. Giờ phút này, Diệp thần nhìn như tựa hồ không có gì không cùng, nhưng, không khỏi nhưng là có một loại thuộc về thân xác, thuộc về lực lượng đại đạo vận luật lượn lờ hắn quanh thân. Tất cả mọi người ánh mắt đều là mở to, lại mở to. Cho tới nay, thân xác thành thánh rất nhiều người cũng nghe nói qua, nhưng, chỉ là một khái niệm, hiện tại bọn họ đột nhiên có chút rõ ràng, cái gì gọi là thân xác thành thánh. Một khắc sau, Diệp thần hai tay chạm tới vậy đối diện bay tới đá lớn bên trong thuộc về viên hưng lực lượng, ngay tức thì hòa tan. Rồi sau đó, cự thạch kia lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, giống như sao rơi vậy đổ bay ra. Chỗ đi qua, không gian không ngừng vỡ vụn, trong đó, hàm chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng có thể tưởng tượng được. Viên hưng con người điên cuồng co rúm lại, hắn không cách nào suy tư, vậy không còn kịp suy tư nữa, dưới mắt. Hắn có thể làm chỉ là cầm trong tay đá lớn ném ra. Hắn trên cánh tay, bắp thịt động một cái, trong tay đá lớn liền hướng đổ bay mà đến đá lớn đánh tới, viên hưng cầu nguyện hai quả cự thạch lực lượng có thể lẫn nhau triệt tiêu. Chí ít triệt tiêu hết bộ phận uy lực. Có thể, cơ hồ là viên hưng ném ra đá lớn cùng đổ bay mà đến đá lớn tiếp xúc nháy mắt. Vậy cái chính hắn ném ra đá lớn lại là lấy mau hơn tốc độ hướng chính hắn đập tới. Đừng nói là triệt tiêu. Hai người lực lượng khác xa lắc xa lơ, chỉ là một cái đụng chạm, viên hưng dung nhập vào đá lớn bên trong lực lượng, liền lần nữa bị hòa tan liền à. Viên hưng trong mắt hiện lên vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn há miệng, tựa hồ muốn kêu to, có thể, cái này kêu to một tiếng còn không có phát ra chính là ầm một tiếng vang thật lớn. Viên hưng trực tiếp bị đá lớn đập thành một hồi xương máu. Đồng thời, một đạo thần hồn chập chờn dâng lên. Đem xương máu bên trong hốt hoảng chạy thục mạng hắc viên hồn phách chiếm đoạt hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, Hổ Tín cùng Lang Ẩn công kích cũng đã đánh trúng Diệp Thần, cái này hai đạo công kích trực tiếp đem Diệp Thần thân thể xuyên qua, ở nơi ngực lái ra hai cái lỗ máu, còn chân cảnh công kích há lại là như vậy dễ dàng chống cự. Huống chi, Diệp Thần thân thể sớm đã bị thương. Cuồn cuộn máu tươi như suối phun vậy xông ra, nhưng, Diệp Thần nhưng là cười, nụ cười kia làm người huyết dịch đông. Hổ Tín cùng Lang Ẩn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lại chết một người. Viên hư giết chết còn không coi vào đâu, trọng yếu nhất chính là, Diệp thần lại là liền thân xác lực lượng cũng không có so khủng bố. Hắn hai người chúng ta cả người lỗ chân lông cũng dựng lên, đây rốt cuộc là gặp được cái gì yêu ma quỷ quái à? Hiện tại, bọn họ liền cắn chết Hùng Lệ Tim đều có. Bất quá, cái này hai người ngược lại cũng lợi hại, Lang Ẩn giận dữ hét, Hổ huynh. Và thằng nhóc này liều mạng, hắn trạng thái bây giờ rất kém cỏi, muốn giết chết hắn, đây là duy nhất cơ hội. Nếu để cho Diệp thần chạy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Khỏe hẳn trạng thái Diệp thần có bao kinh khủng, bọn họ cũng không dám suy tính. Một tiếng sói tru cùng hổ gầm, đồng thời vang lên, cái này hai người người thú cường giả, ngay tức thì thi triển loại nào đó liều mạng thủ đoạn, Lang Ẩn tốc độ thật to tăng lên, cơ hồ giống như vô ảnh vô tung âm hồn vậy. Ở Diệp thần quanh thân qua lại chớp động.
mà hổ tín bề mặt bên trên, chính là thanh quang lớn thả, vậy thanh quang bên trong, hàm chứa vô cùng mãnh liệt sức sống, thân hình hắn động một cái, giống vậy đi tới Diệp Thần trước người, muốn phải dựa vào mênh mông sức sống, cùng Diệp Thần liều mạng đánh một trận. Diệp Thần ánh mắt trầm ngưng, hắn biết, Lang Ẩn cùng hổ tín mới thật sự là uy hiếp, muốn chiến thắng cái này hai người rất khó. Đây không phải là có thể nháy mắt giết đối thủ, hắn có thể làm giống vậy chỉ có liều mạng. Một khắc sau, từng cơn hủy diệt đạo vận, kích động ra, ba người chiến ở một nơi. Máu tươi văng khắp nơi, đoạn thể tung tóe. Hổ tín, thuần túy lấy tổn thương đổi tổn thương, chống đỡ Diệp Thần công kích, mà Lang Ẩn thì dựa vào siêu tuyệt tốc độ, ở một bên đánh lén, như vậy tổ hợp, rất đơn giản, nhưng vậy rất hữu hiệu. Không tới một nén nhang thời gian, Diệp Thần liền không biết chảy nhiều ít máu tươi. Càng không ổn phải, Sóc Lão lực lượng mơ hồ có suy thoái dấu hiệu, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng, Hổ Tín cùng Lang Ẩn vậy cũng không tốt qua. Hổ Tín giờ phút này miệng to thở hào hển, hắn hai tay đều đã bị Diệp Thần chém bay, mặc dù, ở thanh quang phun trào bên trong, vậy hai tay đang dần dần sống lại, có thể, Hổ Tín cả người thanh quang vậy bộc phát ảm đạm xuống. Mà Lang Ẩn cũng là sắc mặt âm trầm, ngực hắn lõm xuống, tựa hồ chặn rất nhiều cây xương sườn, mặc dù so với Hổ Tín, có thể nói tốt hơn rất nhiều, nhưng, hắn cũng không có Hổ Tín như vậy cường hãn sinh mệnh lực à. Chỉ là chống cự Diệp Thần xâm nhập bên trong cơ thể hủy diệt lực, hắn liền cơ hồ dùng tới toàn thân sức sống, muốn khôi phục rất khó. Diệp Thần lạnh lùng quét Hổ Tín cùng Lang Ẩn một mắt, đột nhiên ở trong lòng mở miệng nói, Huyền Tiên Tử, ra tay. Diệp Thần đến hiện đang một mực cũng không có sử dụng Huyền Hàn Ngọc lực lượng. Bởi vì, Huyền Hàn Ngọc lực lượng kéo dài thời gian so Sóc Lão lực lượng ngắn hơn, cho nên, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem Huyền Hàn Ngọc lực lượng dùng để chém chết Hổ Tín cùng Lang Ẩn, cái này hai người mạnh hơn còn chân cảnh tồn tại. Hiện tại, Hổ Tín cùng Lang Ẩn đều đã bị thương không nhẹ, chính là nhất thời cơ tốt. Mà nguyên bản, đang chuẩn bị trọng chỉnh thế trạng thái lần nữa tấn công hai người người thú cường giả, giờ phút này đều là con ngươi chấn động một cái, hướng Diệp Thần trong tay sát kiếm nhìn. Chỉ gặp, một cổ so với trước, ác liệt gấp mấy lần kiếm khí, ở sát kiếm bên trên tách thả ra ra. Lần này, hai người ánh mắt đều là hoàn toàn thay đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần chẳng lẽ còn có hậu thủ? Thật là không thể tưởng tượng nổi à. Từ vậy thật lực rồng đến nghịch thiên sinh mệnh lực, đến rung động võ kỹ, đến kinh thiên hồn kỹ, rồi đến lực lượng kinh khủng, Diệp Thần lá bài tẩy, có thể nói là hơn đến để cho nhân thần kinh bạo liệt bước. Nguyên bản, hai người cũng cho rằng Diệp Thần lá bài tẩy dùng hết. Có thể. Ở loại thời khắc mấu chốt này, Diệp Thần lại lấy ra mới lá bài tẩy à. Ở Diệp Thần không có cầm ra cái này lá bài tẩy trước, bọn họ hai người hợp chiến Diệp Thần, cũng không có đem cầm có thể chiến thắng đối phương. Hiện tại, Diệp Thần thực lực lần nữa tăng trưởng, thế cục ngay tức thì bị nghịch chuyển. Nguy hiểm là Hổ Tín cùng Lang Ẩn. Diệp Thần không nói nhảm, hắn cặp mắt ngay tức thì phong tỏa Hổ Tín, hắn biết, vậy thanh quang sắp đã tiêu hao hết, Hổ Tín lúc này đã là nỏ hết đà. Nháy mắt tức thì, một kiếm ra, sáng chói ánh sao biến thành đen thui vẻ, lôi cuốn cuồn cuộn hủy diệt lực hướng Hổ Tín chém tới. Một kiếm này có Huyền Hàn Ngọc lực lượng gia trì, kiếm quang lẫm liệt vô cùng uy năng chợt tăng gấp mấy lần. Hổ Tín hổ khu cuồng run, bằng hắn hiện ở trong người thanh quang, căn bản không đủ để ngăn cản Diệp Thần một kiếm này à. Hắn gào thét một tiếng, trong tay kiếm to cuồng vũ, muốn vùng vẫy một phen, nhưng... hết thảy đều là phí công. Hổ Tín thân thể ngay tức thì bị vậy vô cùng lạnh lẽo kiếm quang bao phủ biến thành hư không. Tên này còn chân cảnh cường giả rốt cuộc vẫn là chết ở Diệp Thần dưới kiếm. Diệp Thần ánh mắt chớp động, hắn sở dĩ ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là đang không ngừng suy yếu Hổ Tín, chờ đợi cái này phải giết thời cơ. Sau đó chính là Lang Ẩn. Hắn vừa quay đầu, hướng một đạo đang hướng phương xa bay vút đi, tốc độ nhanh đến như ẩn như hiện bóng người nhìn. Ở Diệp Thần đối với Hổ Tín xuất kiếm ngay tức thì, Lang Ẩn liền bắt đầu chạy trốn. Hắn hoàn toàn mất đi đối mặt Diệp Thần dũng khí, cho dù chạy trốn, sẽ gặp bị thần thú khế ước cắn trả, sẽ chịu đựng Diệp Thần trả thù, hắn cũng không để ý, hiện tại, sống sót là trọng yếu nhất. Có thể, Diệp Thần há lại sẽ để cho hắn rời đi. Lang Ẩn tốc độ quả thật rất nhanh, cho dù Diệp Thần ngồi phi lôi dao, sợ rằng đều không cách nào đuổi kịp Lang Ẩn.
nhưng, vậy thì như thế nào? Diệp Thần khóe miệng dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười, nhàn nhạt nói thiên yêu thần tác. Nháy mắt tức thì, một đạo đỏ thấm xiềng xích lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, bắn ra, ngay tức thì liền rơi vào lang ẩn trên mình, nguyên bản đang chạy như điên bên trong lang ẩn, thân hình bỗng nhiên đông lại một cái, lại cũng không cách nào bước ra một bước. Hắn vô cùng sợ hãi nhìn một cái bên hông đỏ thấm xiềng xích, Diệp Thần vẫn còn có cái loại này khốn địch thần thông. Mà ngay lúc này, một đạo kiếm quang cũng là hướng lang ẩn cuốn tới. Một kiếm này liền Hổ Tín đều không cách nào ngăn cản, chớ nói chi là lang ẩn. Diệp Thần thiên yêu huyết mạch tăng lên sau đó, thiên yêu thần tác không chỉ có thể khốn địch, đồng thời, còn có thể hạ xuống bộ phận tốc độ di động. Hôm nay lang ẩn đã không thể tránh né. Hắn cặp mắt bên trong, nổi lên vẻ tuyệt vọng, phí công giơ trường kiếm trong tay lên, một kiếm đánh ra. Nếu như hắn khỏe hẳn lúc đó, có lẽ còn có chống lại lực, chí ít chưa đến nỗi bị giết, đáng tiếc, hắn hôm nay trên mình bị thương không nhẹ, thực lực thấp xuống mấy phần. Cái này mấy phần tổn thương, rất có thể chết người. Ngay trước mắt, lang ẩn giống vậy ở Diệp Thần dưới một kiếm mất đi. Mà đang ở lang ẩn bỏ mình ngay tức thì, Diệp Thần cũng là thân hình thoát một cái, nửa quỳ xuống, sóc lão lực lượng biến mất, để cho hắn cảm thấy một hồi yếu ớt, nguyên bản áp chế xuống thương thế cũng là bắt đầu bùng nổ. Đây là, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Thần hướng tiếng vỗ tay truyền tới phương hướng nhìn, ánh mắt run lên, vỗ tay người chính là Hùng Lệ. Diệp Thần chém giết năm gia tộc lớn cường giả, Hùng Lệ không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, sợ hãi, ngược lại mặt đầy vẻ hài lòng. Đây là hắn muốn thấy nhất kết quả. Bắt đầu từ hôm nay, Giác Hùng gia tất nhiên quật khởi. Hắn hơi mỉm cười nói, Diệp huynh thực lực, quả nhiên làm người ta khâm phục à, chỉ tiếc, yêu nghiệt như vậy thì phải ở chỗ này bỏ mình. Diệp Thần mạnh chống thân thể, đứng lên, lãnh đạm nói, Hùng Lệ, ngươi lấy vì mình thắng. Cho dù lấy ta hôm nay trạng thái, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, Hùng Lệ nhưng là không có sợ hãi từ trong tay lấy ra một quả khắc vẽ tất cả sinh hai sừng cự thú đồ án lệnh bài. Thấy lệnh bài kia ngay tức thì, tám đại gia tộc bên trong, không có ra tay một tên cả người màu trắng bạc lông, tướng mạo giống như hồ ly giống vậy phái nữ người thú, chính là kinh hô, đây là thánh thú lệnh. Ngươi lại đem chí bảo này lộ ra gia tộc. Thánh thú lệnh, danh như ý nghĩa chính là điều khiển thánh thú lệnh bài, cái loại này lệnh bài, trọng yếu nhất chính là linh tính. Linh tính cao thấp, quyết định có thể đem thánh thú điều khiển tới trình độ nào. Dẫu sao, thánh thú, là tám đại gia tộc tổ tiên lưu lại, cho nên, hậu nhân muốn thao túng thánh thú chiến đấu là có điều kiện. Một, có cùng thánh thú chủ nhân, đồng nguyên huyết mạch, hai, chính là dựa vào thánh thú lệnh tiến hành phụ trợ. Hai, vì giữ lệnh bài linh tính, tám đại gia tộc đều là đem cái này thánh thú lệnh thả ở gia tộc bên trong, đặc thù linh tuyển hoặc là linh địa bên trong bảo dưỡng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không lấy ra, đặc biệt là mang đến gia tộc ra. Mỗi lần đem thánh thú lệnh mang ra khỏi gia tộc thì đồng nghĩa với linh tính hàng loạt tổn thất. Hùng Lệ mặt lộ vẻ châm chọc nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, lấy ta thực lực, quả thật có thể giết không chết ngươi, bất quá, ngày hôm nay, chết như cũ sẽ là ngươi. Hắn cả người linh lực ngay tức thì bơm vào đến trong tay thánh thú lệnh bên trong, quát to thánh thú hạ xuống. Thánh thú lệnh. Còn có một cái công dụng, chính là kêu gọi thánh thú. Bỗng nhiên tới giữa, một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì rơi vào Hùng Lệ trước người. Một đạo vô cùng hung ác hơi thở, tràn ngập ở trên trời bên trong, ánh sáng tím bên trong vang lên một tiếng kinh thiên động địa thú hống. Một khắc sau, một cái đầu sinh một sừng, thân hình khổng lồ, cả người vòng quanh khí tức hủy diệt lông trắng gấu to, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là vậy Giác Hùng nhất tộc thánh thú, Giác Hùng. Người thú tộc là thừa kế bộ phận yêu thú huyết mạch chủng tộc, mà ở nghĩa địa bên trong, lựa chọn sử dụng trứng thú lúc đó, trên căn bản tất cả người thú cũng sẽ chọn cùng huyết mạch của mình nhất là gần gũi trứng thú. Bởi vì, như vậy không chỉ có thuận lợi bồi dưỡng, lúc chiến đấu cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Vì vậy, Giác Hùng nhất tộc tổ tiên, lựa chọn chính là cái này Giác Hùng. Diệp Thần thần sắc hoàn toàn âm trầm xuống, cái này Giác Hùng thực lực hôm nay hoàn toàn có thể nghiền ép mình. Có thể trở thành thánh thú không phải là không có đạo lý.
Hùng Lệ trên gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn, thông qua thánh thú lệnh, hắn cùng vậy Giác Hùng có một loại tâm thần tương liên cảm giác. Cảm thụ Giác Hùng trong cơ thể vậy minh mông lực lượng, hắn có một loại tựa như có thể tiện tay đem thương khung đập bể ảo giác. Bất quá, Hùng Lệ không có đắm chìm trong cái loại này mạnh mẽ bên trong, mà là nhanh cười một tiếng, quát lên, mời thánh thú đem cái này đáng chết ngoại tộc tiểu tử, tiêu diệt. Giác Hùng nghe vậy, liếc Diệp Thần một mắt, con người chỗ sâu mơ hồ hiện lên lau một cái vẻ kiêng kỵ, nhưng, vẫn không do dự chút nào hướng Diệp Thần giống lớn một tiếng, một cái tràn đầy cự lực gấu móng. Lôi cuốn đậm đà đến cơ hồ hóa là thực chất hủy diệt đạo vận, hướng Diệp Thần đỉnh đầu hung hăng chấn áp xuống. Một đạo bóng mờ ngay tức thì bao phủ lên Diệp Thần đầu lâu bên trên, tựa như trời sập vậy. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, một chưởng này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Hắn bạo quát một tiếng, mạnh chống thân thể, hướng phía sau bay ngược đi, Diệp Thần thân pháp rất nhanh, còn là chậm một chút. Giác Hùng to lớn móng tay, nếu như cự kiếm vậy, xẹt qua Diệp Thần thân thể, không chỉ có đem Diệp Thần ngực rạch ra, lại là đem thân thể hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần giống như hình người đạn đại bác vậy đem một tòa núi nhỏ đập thành phấn vụn mới vừa rơi xuống. Lần này, Diệp Thần rốt cuộc ngã xuống đất, ngực hắn bị hoàn toàn biến dạng, nhìn như cả người thiếu chút nữa sẽ bị trực tiếp xé thành hai nửa. Vô cùng máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, ở Diệp Thần dưới người tựa như hình thành một vũng ao máu. Hùng Lệ thấy vậy, ha ha phá lên cười, trong mắt tràn đầy mừng như điên cùng sảng khoái. Cái này nghịch thiên tiểu tử rốt cuộc phải chết. Nói thật, hắn rất ghét so mình người ưu tú. Bằng vào một điểm này, hắn cũng không giết Diệp Thần không thể. Diệp Thần ánh mắt dần dần phai nhạt xuống, nhưng vào lúc này, ngực cùng với vùng đan điền hai đạo dấu vết, đồng thời một hồi vặn vẹo, tựa như sống lại vậy. Chính là thiên yêu cùng huyền yêu dấu vết. Hai đạo minh mông sinh mệnh lực, từ dấu vết bên trong sông ra, cái này hai người yêu tộc thủy tổ lực lượng, hoàn toàn kích hoạt Diệp Thần trong cơ thể thiên yêu huyết mạch cùng huyền yêu huyết mạch tiềm lực. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt thần mang lớn thả, ngực thương thế, ngay tức thì khép lại, hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt, ý định giết người nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, trước một giây, còn tựa như người sắp chết, một giây kế tiếp, trực tiếp đứng lên. Cái này có phải hay không ảo giác? Hùng Lệ cũng là rung động, nhưng, rất nhanh, hắn liền giữ tợn cười một tiếng nói, đứng lên thì thế nào? Diệp Thần, ta khai ra thánh thú một khắc kia, người tử vong liền đã định trước. Trong tay hắn thánh thú lệnh, kim quang chớp mắt, nạt nhỏ, thánh thú, giết cho ta. Vậy Giác Hùng ngửa mặt lên trời giống to, hắn một sừng bên trên, hủy diệt lực ngưng tụ, một đạo đen nhánh tia chớp, vô căn cứ hiện lên, thì phải hướng Diệp Thần bắn ra. Tia chớp bên trong, hàm chứa làm người sợ hãi năng lượng, một kích này, hiển nhiên so với kia tay gấu kinh khủng hơn. Lần này, Diệp Thần còn có thể rớt xuống sao? Trên thực tế, Diệp Thần có thể sống đến hiện tại, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Có thể, kỳ tích không thể vô hạn. Coi như ở một kích này hạ, Diệp Thần còn sống, có thể hạ nhất kích đâu? Hạ nhất kích đâu? Diệp Thần ngưng mắt nhìn đầu kia Giác Hùng, chậm rãi giơ tay lên ở giữa sát kiếm, trong cơ thể linh lực, bắt đầu vận chuyển. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Giác Hùng giống như là hai người người quyết đấu, phải lấy một chiêu định thắng bại, phân sống chết. Diệp Thần hít sâu một hơi, sát kiếm trên ánh sao, càng ngày càng sáng, ra tay sắp tới. Có thể, Giác Hùng một sừng lên màu đen tia chớp nhưng là trước thời hạn ngưng tụ mà thành, thì phải hướng về phía Diệp Thần đánh xuống. Hùng Lệ đã là điên cuồng phá lên cười nói, con trùng đáng thương, vận khí cũng không đứng ở ngươi bên này à, ngươi một kích tối hậu, không có cơ hội đánh ra, lại phải chết. Vậy hai người phái nữ người thú lắc đầu một cái, tựa hồ đã thấy kết cục. Giác Hùng ra một đám trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt. Chỉ có Hùng Kỳ, cái này đứa bé vô cùng chuyên chú ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt có ánh sáng, hắn đối với Diệp Thần tràn đầy mong đợi. Ngay tại lúc này, màu đen kia tia chớp đem phát không phát để gặp, dị biến phát sinh. Một đạo vô cùng sợ hãi yêu khí, ngay tức thì từ Diệp Thần trong cơ thể, bộc phát ra, vét sạch đúng phiến thiên địa. Diệp Thần trước một mực đang ẩn núp, áp chế mình yêu khí, mà hiện tại, nhưng là không giữ lại chút nào bùng nổ. Mà chung quanh những cái kia có yêu thú huyết mạch người thú, bất luận là định thế nào Diệp Thần,
trong lòng đều là dâng lên một loại muốn đối với Diệp Thần thần phục sùng bái cảm giác. Hùng Lệ nhướng mày một cái, thật là mạnh yêu khí. Đơn giản là hắn đời người ước chừng gặp. Cuộc sống ở diệt thú vực, hắn đã gặp cao cấp yêu thú, cũng không coi là ít đi, có thể, chưa bao giờ gặp qua, có tinh thuần như vậy yêu khí tồn tại à. Nhưng, Hùng Lệ có chút không rõ cho nên, Diệp Thần vì sao phải vào thời khắc này bùng nổ yêu khí. Bỗng nhiên, Hùng Lệ sắc mặt biến đổi, tựa như nghĩ tới điều gì, hướng thánh thú Giác Hùng nhìn, quả nhiên, giờ phút này, vậy Giác Hùng lại là bị Diệp Thần yêu khí hoàn toàn chấn nhiếp. Trong mắt của nó nổi lên nồng nặc sợ hãi vẻ, vậy là tới từ bản năng sợ hãi. Liền có bộ phận yêu thú huyết mạch người thú, còn tim sinh kính sợ, huống chi là thuần túy yêu thú. Cho dù cái này Giác Hùng, huyết mạch không tầm thường, nhưng, ở trên trời yêu huyền yêu cái này cùng yêu tộc thủy tổ hơi thở trước mặt, như cũ chỉ có thể thần phục. Trong chốc lát, vậy Giác Hùng lại là cứng ở tại chỗ, không cách nào đối với Diệp Thần ra tay. Bất quá, khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Hùng Lệ chính là mặt hiện châm chọc ý, cười lạnh nói, Diệp Thần, cần gì phải sắp chết vùng vẫy. Coi như dựa vào yêu khí chấn nhiếp thánh thú tạm thời, thì như thế nào? Cái loại này chấn nhiếp, tổng hội mất đi hiệu lực, mà ngươi, chỉ là ở kéo dài cái chết của mình mất thôi, không có chút ý nghĩa nào, không phải sao? Ở hắn xem ra, Diệp Thần đã không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Có thể, Diệp Thần nhưng là không có để ý Hùng Lệ, hắn hai tròng mắt chặt chẽ phong tỏa Giác Hùng, rồi sau đó trường kiếm trong tay động một cái. Hùng Lệ con ngươi có giúp một cái, Diệp Thần vẫn còn có năng lực chiến đấu. Một khắc sau, hắn nạt nhỏ, động thủ. Lần này, không chỉ là thánh thú lệnh, Giác Hùng gia trưởng lão, hắn vậy cùng nhau mang tới. Nháy mắt tức thì, ba tên tu vi còn chân cảnh người trung niên, đồng thời xuất hiện ở Diệp Thần bên người, trong tay tất cả hiện binh khí, hướng về phía Diệp Thần, hung hăng lướt đi. Đối mặt cái này mấy người công kích, Diệp Thần nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, một đạo sáng chói ngân hà ở sát kiếm kiếm phong bên trên lóng lánh. Cùng lúc đó, yêu khí chấn nhiếp, tựa hồ vậy tới cực hạn, vậy Giác Hùng rốt cuộc khôi phục lại, gào thét một tiếng, một sừng bên trên, màu đen điện mang lại xuất hiện, thì phải hướng về phía Diệp Thần đánh đi. Hùng Lệ khóe miệng bên trên, dương lên một tia cười lạnh, nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình, lần nữa buông lỏng xuống. Mới vừa, Diệp Thần nhất kích đã bị Giác Hùng điện mang nơi chấn áp, mặc dù hắn không biết, Diệp Thần là thông qua phương pháp gì, từ một kích kia dưới tạo thành trong thương thế ngay tức thì khôi phục, nhưng là, cái này cũng như cũ không cách nào thay đổi Diệp Thần kiếm quang không địch lại Giác Hùng điện mang sự thật. Nói cách khác, lần này, bị thương vẫn là Diệp Thần, mà hắn, luôn không khả năng vô cùng vô tận khôi phục chứ. Thắng được, cuối cùng vẫn là hắn Hùng Lệ. Ngay tại lúc này, một đạo sáng chói ngân hà, ngay tức thì hiện lên, mọi người con người đều là một hồi đau nhói. Chẳng biết tại sao, lần này, Diệp Thần chém ra ánh sao, lại là cực kỳ chói mắt, so với lúc trước sáng gấp mấy lần. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, màu đen điện mang, giống vậy bùng nổ, hai người công kích, bỗng nhiên đụng nhau. Tựa như, hai cái vũ trụ lẫn nhau đấu đá vậy. Có thể, rất nhanh, Hùng Lệ cùng với vậy một đám đang điên cuồng công kích Diệp Thần các trưởng lão, sắc mặt, đều là ngay tức thì thay đổi. Hùng Lệ lại là trực tiếp gào thét nói, không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Kết quả, ngoài tất cả mọi người dự liệu, lần này, tinh hồn chạm lại là đem Giác Hùng đánh ra điện mang ngay tức thì đánh tan, hướng vậy Giác Hùng gào thét đi. Giác Hùng con người run lên, tựa hồ muốn né tránh, có thể, hắn tốc độ mau hơn nữa, thì như thế nào mau qua cái này đã đến trước mặt kiếm quang. Một kiếm này, hùng hãn chém vào Giác Hùng ấn đường chỗ. Ầm một tiếng vang thật lớn, vô cùng thê lương thú hống, vang khắp chân trời, một hồi mưa máu trên không tự nhiên. Là vậy Giác Hùng máu tươi. Thân thể cao lớn, giống như khuynh đảo núi nhỏ vậy, chán nản ngã xuống đất, chỉ gặp, hắn nơi mi tâm máu tươi đầm đìa, cây kia một sừng, bị Diệp Thần trực tiếp chém bể, đầu lâu tan vỡ, liền óc cũng chảy ra. Cái này vô cùng uy nghiêm thánh thú, giờ phút này, nhưng là vô lực ngã nằm dưới đất, thoi thóp, hắn ánh mắt quét qua tên kia đứng ở trước người của nó, mắt nhìn xuống hắn, cả người máu tươi, giống như biển máu bên trong đi ra giống vậy thanh niên, thú mục bên trong là sợ hãi. Diệp Thần một kiếm này lại là ngay tức thì đem cái này cự thú đánh bại. Mọi người tại đây căn bản không cách nào hiểu, Diệp Thần là làm sao làm được à?
Hùng Lệ, lần này là thật kinh hãi, thậm chí, nhìn Diệp Thần không nhịn được lui về sau nửa bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Diệp Thần còn có hậu thủ? Trong chốc lát, hắn sợ, thánh thú là hắn dựa vào lớn nhất, hiện tại cái này cậy vào, cũng té ở Diệp Thần dưới kiếm, hắn còn phải thế nào đánh bại cái này giống như yêu ma vậy tồn tại? Mồ hôi lạnh, ngay tức thì ướt đẫm Hùng Lệ áo quần, ý tưởng chạy trốn như măng mọc sau cơn mưa vậy, ở trong đầu điên cuồng toát ra. Hùng Lệ đoán không sai, Diệp Thần còn có một lá bài tẩy. Đó chính là, Huyền Linh Châu luyện hóa đi ra ngoài tinh thuần năng lượng, Huyền Linh. Mà góp nhặt đến bây giờ Huyền Linh, vừa đủ Diệp Thần thi triển một lần tinh hồn trảm, trên thực tế, lấy Huyền Linh thi triển tinh hồn trảm, thực tế uy lực như thế nào, hắn vậy không biết, có thể dưới mắt, Diệp Thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cuộc. Cũng may, hắn đánh cuộc đúng. Có thể, giờ khắc này, Diệp Thần là chân tránh đèn cạn dầu liền à. Hắn trạng thái đã đạt tới cực hạn, mới vừa tinh hồn trảm đã tiêu hao hết hắn lực lượng cuối cùng. Cùng lúc đó, vậy mấy tên trưởng lão công kích rơi vào Diệp Thần trên mình, máu tươi lần nữa xông ra. Cho dù hóa huyết thần sợi bông, triệt tiêu phần lớn uy lực, nhưng, lấy Diệp Thần hôm nay thương thế, nhưng vẫn có chút không cách nào trải qua. Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình thoát một cái, nửa quỳ xuống. Đang chuẩn bị chạy trốn Hùng Lệ, thấy một màn này, hơi sững sờ, ngay sau đó mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên nói, ha ha ha, Diệp Thần, ngươi thật sự ra ta ý liệu, có thể quay đầu lại, thì thế nào đâu? Ngươi còn có lá bài tẩy sao? Tiếp tục lấy ra đâu? Ừ, đem ta giết à? Hùng Lệ biết, lần này, Diệp Thần là thật nỏ hết đà. Bất quá, hắn là một cái người cẩn thận, như cũng không dám tùy tiện đến gần Diệp Thần, thậm chí đối với Diệp Thần ra tay, hắn chỉ là xa xa xem chừng. Nhìn vậy mấy tên giác hùng gia trưởng lão điên cuồng công kích Diệp Thần. Diệp Thần máu tươi giống như mênh mông vậy, không biết chảy nhiều ít, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, vậy mấy tên trưởng lão trên mặt lộ vẻ dữ tợn vẻ, một tí so một tí ác hơn. Mới đầu, bọn họ đối với Diệp Thần vẫn là có kiêng kỵ, cho nên ra tay đều có giữ lại, tùy thời chuẩn bị rút lui, có thể khi bọn hắn phát hiện, Diệp Thần lại là thật chỉ có thể bị đánh sau đó, liền hoàn toàn buông ra. Hùng Kỳ cúi đầu, trong mắt nước mắt tuột xuống. Hắn thấy, Diệp Thần cuối cùng vẫn là ngã trên đất. Diệp Thần đã một lần lại một lần sáng lập kỳ tích, có thể, cuối cùng, vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Xem ra mình vận mệnh, là chú định, liền Diệp Thần như vậy trung cực yêu nghiệt đều không cách nào thay đổi. Mà giờ khắc này, cơ hồ bị đánh vào lòng đất, nằm ở vũng máu bên trong Diệp Thần nhưng là âm thầm lấy ra một bản cổ tịch. Thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần sức sống bộc phát suy yếu xuống. Giờ phút này, công kích Diệp Thần ba tên trưởng lão, sắc mặt đều là có chút khó coi, bất luận bọn họ làm sao công kích, Diệp Thần phảng phất như là thiết làm vậy, đánh như thế nào vậy đánh không chết à. Nhưng, dù vậy, cuộc chiến đấu này kết cục tựa hồ cũng đã quyết định. Ở Diệp Thần bị ba tên trưởng lão liên tục không ngừng cuồng oanh liền nửa giờ sau đó, thân thể đã hóa thành thây khô vậy. Sức sống cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại một hơi thở. Thấy một màn này, Hùng Lệ rốt cuộc lộ ra nụ cười chiến thắng, mà vậy mấy tên trưởng lão, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là mặt hiện vui mừng, bọn họ linh lực trong cơ thể đều phải đánh hụt, hiện tại cuối cùng muốn kết thúc. Nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, đám người trong lòng cảnh giác đồng thời giảm xuống ngay tức thì, đang bị đánh ra to lớn trong cái hố sâu bên trong, vậy thây khô vậy Diệp Thần. Nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt ngay tức thì phong tỏa một tên trưởng lão, trong mắt hàn mang bạo tránh, gầm nhẹ nói, thiên thú diệt. Giờ phút này, Diệp Thần thể lực còn dư lại không có mấy, nhưng, hắn luyện thành hóa thú thần thông, có thể mượn trong cơ thể phi lôi giao lực lượng. Một kích này thiên thú diệt uy lực, rất mạnh. Nếu như ban đầu, Diệp Thần liền thi triển thiên thú diệt mà nói, rất dễ dàng bị có lòng phòng bị giác hùng gia trưởng lão các người tránh thoát, chặn. Có thể hiện tại, tất cả mọi người lấy là Diệp Thần đã cách cái chết không xa à. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vào lúc này phản công. Một đạo lôi dao hư ảnh, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên, hóa thành một đạo xanh thẳm lôi quang, hướng trong đó một tên trưởng lão, bắn nhanh đi. Trưởng lão kia sắc mặt biến đổi, muốn tránh, nhưng không còn kịp rồi, hắn theo bản năng tụ tập trong cơ thể linh lực, muốn ngăn cản. Có thể đây là...
hắn đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể bởi vì không giữ lại chút nào điên cuồng tấn công Diệp Thần, đã còn dư lại không có mấy, căn bản không cách nào chặn cái này cường hãn một kích à. Một khắc sau, vang lớn đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở liền đám người bên tai. Tên kia gào thảm trưởng lão, ở lôi quang đánh dưới, cả người nám đen, một cái tay, một cái chân, hoàn toàn vết nứt, toàn bộ thân thể cũng là đổ bay ra, trùng trùng ngã xuống đất, sắp chết hôn mê. Ngoài ra hai người trưởng lão thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ, không chút do dự điên cuồng lui về phía sau trước. Thời khắc này Diệp Thần, giống như là một đầu mãnh thú, một đầu rơi vào tuyệt cảnh nhưng sắp chết phản công mãnh thú. Cái loại này mãnh thú, là kinh khủng nhất à. Mấu chốt nhất là, lấy bọn họ thời khắc này trạng thái, nếu là đúng trên mới vừa rồi vậy đạo công kích, mặc dù có đề phòng, cũng không thể bảo đảm an toàn à. Mà Hùng Lệ thấy vậy, chính là mặt đầy vẻ âm trầm, hắn chặt chẽ cắn răng, không rõ ràng, tại sao Diệp Thần đến hiện tại, còn không có buông tha. Đổi thành người bình thường, đã sớm chờ chết, lại nữa làm phản kháng vô vị liền chứ. Hai liền bạo, lần nữa mười càng, cực hạn, các vị các anh chị em, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha ngày mai thời gian cũ gặp cười cười mệt lả. Giờ phút này, Diệp Thần trạng thái để cho bầu không khí ngưng trọng. Hùng Lệ là còn chân cảnh tồn tại, thiên thú diệt mặc dù không yếu, vẫn còn không cách nào làm sao khỏe hẳn dưới trạng thái Hùng Lệ. Chỉ là, ngoài dự đoán của mọi người phải, Hùng Lệ sắc mặt rất khó xem, nhưng vẫn lựa chọn đứng tại chỗ, không có ra tay. Hắn sợ. Không phải sợ thiên thú diệt, mà là sợ Diệp Thần còn có những thứ khác hậu thủ, hoặc là liều mạng thủ đoạn các loại chiêu thuật à. Hiện tại, ổn thỏa nhất phương pháp, chính là để cho mấy tên trưởng lão khôi phục, đợi còn dư lại hai người trưởng lão linh lực khôi phục sau đó. Hôm nay Diệp Thần cho dù có thiên thú diệt vậy tuyệt đối không cách nào chiến thắng bọn họ. Vậy hai người trưởng lão giờ phút này cũng đã uống giác hùng gia cao cấp nhất khôi phục đan dược. Không tới một nén nhang thời gian, bọn họ liền có thể lần nữa đối với Diệp Thần ra tay. Giờ phút này, Diệp Thần nhưng là trong mắt thần quang lớn thả, thân hình động một cái, trực tiếp nhảy ra cái hầm kia động. Hùng Lệ thấy vậy, con người có giúp một cái, quát to, theo sát chân hắn, đừng để cho hắn chạy. Hắn cho rằng, Diệp Thần là muốn chạy trốn. Nhưng mà, lần này, Diệp Thần lần nữa ngoài mọi người ý liệu. Hắn ánh mắt rơi vào vậy hấp hối giác hùng trên mình, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại đi thẳng tới giác hùng trước người. Diệp Thần khóe miệng, đột nhiên giơ lên, hiện lên một nụ cười. Hắn mục đích đạt tới. Trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu chịu đựng bốn tên trưởng lão công kích, đến cái này mấy người gần như kiệt lực. Cũng buông lỏng cảnh giác sau đó, bỗng nhiên bạo khởi, trọng thương một người. Đây hết thảy cũng là vì giờ khắc này. Diệp Thần mắt nhìn xuống cái này vậy cũng không dậy nổi giác hùng, khẽ quát một tiếng nói thiên yêu thần tác. Một khắc sau, một đạo đỏ thấm xiềng xích, bắn ra, rơi vào giác hùng trên ấn đường. Xiềng xích trên phù văn, ngay tức thì xâm nhập giác hùng thức hải bên trong. Hùng Lệ khẽ cau mày, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Vậy thả ra đỏ thấm khóa thần thông, hắn không xa lạ gì, Diệp Thần ở chém chết lang ẩn lúc dùng qua, là khốn địch loại thần thông, có thể hắn đối với giác hùng thi triển là dụng ý gì. Vậy hai người trưởng lão nhìn nhau một cái, nhưng là không có tùy tiện đến gần. Diệp Thần cử động bọn họ không để ý tới rõ ràng, có thể chỉ là Diệp Thần kế dụ địch. Trải qua Diệp Thần bạo khởi là một, bọn họ trong lòng đã để lại bóng mờ, trở nên có chút úy thủ úy cước. Mà đây chính là Diệp Thần muốn thấy được à. Hắn ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Còn nhớ, Diệp Thần ở trong cái hố sâu bên trong lấy ra một bản cổ tịch sao? Vậy cổ tịch chính là Hóa Thú Thần Thông Nguyên Điển. Tại sao, Diệp Thần muốn ở trọng thương lúc còn nghĩ cầm ra? Bởi vì, Diệp Thần rất rõ ràng, tiếp tục như vậy mình sẽ chết. Hắn trạng thái thân thể sắp không được, hắn thử nghiệm kêu gọi luân hồi mộ địa thiên u thiện nữ. Nhưng thiên u thiện nữ từ gặp qua tham lang đại đế sau đó, liền tiến vào một loại nhập thiện trạng thái. Điều này có thể để cho nàng cái này thần niệm hơn nữa ngưng tụ. Cho nên thời gian ngắn, tự nhiên không giúp được Diệp Thần. Dưới mắt Diệp Thần, hồng mông đại tinh không, nắm giữ kiếm pháp đều không cách nào thi triển, đã không có để cho hắn lật bàn cơ hội. Người bình thường đến nơi này lúc đó, đã lựa chọn buông tha, nhận mệnh. Có thể Diệp Thần không phải người bình thường. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay,
dựa vào chính là trong xương ương ngạnh. Dựa vào, chính là tinh thần mạnh mẽ. Dựa vào, chính là vậy được gọi là võ tổ đạo tâm ý chí. Diệp Thần tin chắc một câu nói. Câu nói kia gọi là, mạng ta do ta, không do trời. Vận mệnh nếu như đã định trước, liền dựa vào mình hai tay, đem đánh vỡ. Nếu như không có lật bàn cơ hội, như vậy, liền mình sáng tạo cơ hội. Diệp Thần đang chịu đựng công kích, thừa nhận đau nhức, thừa nhận tùy thời sẽ chết đi nguy hiểm bên trong, nhưng là hoàn toàn buông tha phòng ngự, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở hiểu hóa thú thần thông bên trên. Nếu như Diệp Thần toàn lực phòng ngự, có lẽ còn có thể ở mấy người vây công dưới kiên trì 3 tiếng trở lên, nhưng, như vậy có ý nghĩa gì? Hắn muốn, không phải sống lâu mấy giờ, mà là, chiến thắng. Cho nên, hắn không có phòng ngự, mà là, đánh cuộc liền sinh mạng, cũng phải đem phá cuộc cơ hội cầm nhập trong lòng bàn tay. Mà hắn thành công. Diệp Thần hóa thú thần thông, thành công đột phá đến tầng thứ 3, thú huyết tương hợp cảnh giới. Cảnh giới này, xài huyền cừ trên 100 năm thời gian, hơn nữa, huyền cừ vẫn là thánh nhật thành trung cực thiên tài, vạn năm tới, không có ai đang tu luyện hóa thú thần thông trên so huyền cừ nhanh hơn. Có thể, Diệp Thần liền 1 tháng thời gian cũng chưa tới liền bước vào cái này một cảnh giới à. Nếu để cho huyền yêu nhất tộc biết, phỏng đoán lại phải hộc máu lần nữa. Diệp Thần thật là mọi phía đem những cái kia cái gọi là huyền yêu tộc thiên tài nghiền ép được gắt gao. Có thể, Diệp Thần tại sao phải liều mạng như vậy mệnh, đem hóa thú thần thông đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới, thú huyết tương hợp đâu? Còn nhớ không? Tu luyện tới thú huyết tương hợp sau đó, cho dù, thu phục không phải bổn mạng yêu thú, cũng có thể ở đem yêu thú dung vào bên trong cơ thể sau đó, lấy được bộ phận yêu thú lực lượng, để cho thực lực có tăng lên, chỉ là, không có bổn mạng yêu thú hiệu quả tốt như vậy thôi. Nếu như nói, bổn mạng yêu thú đối với tầng thứ 3 hóa thú thần thông người tu luyện tăng lên là 100%, như vậy, không bổn mạng yêu thú, đối với tầng thứ 3 hóa thú thần thông người tu luyện tăng lên chính là 25%. Chỉ có 1/4, nhưng, đối với Diệp Thần mà nói nhưng đủ rồi. Giác hùng huyết mạch rất cường đại, hơn nữa thuộc tính trên, là hủy diệt, cùng Diệp Thần hủy diệt mộ đạo vô cùng là phù hợp. Nếu như hắn thành công thu phục giác hùng, dựa vào giác hùng lực lượng gia trì, liền có thể đem hình thức nghịch chuyển trong nháy mắt. Dĩ nhiên, cái này đồng dạng là một tràng hào đánh cuộc. Tại sao? Bởi vì, thiên yêu thần tác có thể thu phục là vô chủ hoang dại yêu thú, có thể, giác hùng nhưng ở thánh thú lệnh dưới sự khống chế, không tính là hoang dại, Diệp Thần có thể hay không đem thu phục rất khó nói. Nhưng, Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc, hắn muốn ở trong cuộc chiến đấu này thủ thắng, chứ không có cách nào khác. Chẳng lẽ, trông cậy vào thần bí gì cường giả đột nhiên ra tay? Giờ phút này, giác hùng đột nhiên phát ra một tiếng gào thống khổ, tựa hồ đang dãy giụa, hắn cảm giác trong cơ thể mình đã từng chủ nhân kia lưu lại dấu vết bắt đầu bể nát. Mà Diệp Thần chính là mặt lộ đại hỉ vẻ, hắn đánh cuộc đúng. Thiên yêu thần tác quả thật nghịch thiên cực kỳ, liền ủng có chủ nhân yêu thú đều có thể cưỡng ép thu phục. Nguyên bản một mực ở ngắm nhìn, chau mày, suy tính Diệp Thần phải làm gì hùng lệ, đột nhiên sắc mặt biến đổi, khó có thể tin nhìn về phía trong tay thánh thú lệnh. Chỉ gặp, vậy thánh thú lệnh đang điên cuồng run rẩy, trong phảng phất tựa hồ ở dần dần mất đi đối với giác hùng khống chế. Hùng lệ chợt quay đầu, mặt đầy chấn động tủng vẻ nhìn Diệp Thần, hắn không hề ngu xuẩn, ngay tức thì muốn rõ ràng liền hết thảy, Diệp Thần lại vào lúc này muốn cướp đoạt giác hùng. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người có thể thu phục đã có chủ nhân yêu thú à? Cái này con mẹ nó có phải hay không có chút phạm quy? Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì giác hùng chân chính chủ nhân, giác hùng gia tổ tiên đã chết, nếu không, Diệp Thần mặc dù có thiên yêu thần tác vậy rất khó làm được. Bất quá, cho dù tổ tiên đã chết, có thể, còn có thánh thú lệnh tồn tại à? Hùng lệ âm ngoan cười một tiếng nói, Diệp Thần, người thật lấy là còn có trở mình chỗ trống. Muốn cướp đoạt thánh thú, ý nghĩ hảo huyền. Hắn không biết, Diệp Thần cướp đoạt sắp chết giác hùng phải làm gì, nhưng, hắn rất rõ ràng tuyệt không thể để cho Diệp Thần thành công. Một khắc sau, hùng lệ linh lực trong cơ thể, điên cuồng phun trào ra, không muốn sống vậy bơm vào đến thánh thú lệnh bên trong. Nguyên bản, còn đang run rẩy thánh thú lệnh, nháy mắt tức thì ổn định lại. Đồng thời, Diệp Thần cũng là sắc mặt biến đổi.
Hắn cảm giác giác hùng thức hải bên trong nguyên bản đang dần dần bị hắn ăn mòn, phá hư ký chủ dấu vết ra, nhiều hơn một tầng phòng vệ, lấy thiên yêu thần tác lực lượng, trong chốc lát đều khó công phá. Quả nhiên, muốn cướp đoạt ủng có chủ nhân yêu thú không có dễ dàng như vậy. Thấy Diệp Thần thần sắc, Hùng Lệ cười lạnh một tiếng, hướng về phía vậy hai người trưởng lão lần nữa mở miệng nói, cho ta ra tay. Thằng nhóc này, hiện tại không cách nào phản kích. Vậy hai người trưởng lão nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ do dự, nhưng đột nhiên tới giữa, bọn họ đều là cảm thấy thân thể run lên, hướng Hùng Lệ nhìn một cái, chỉ gặp, Hùng Lệ trên mặt đã nổi lên sát ý. Đối với bọn họ sát ý, hai người con người run lên, Diệp Thần mặc dù đáng sợ, nhưng, Hùng Lệ cũng không phải hạng người lương thiện gì à. Thậm chí tàn nhẫn tới cực điểm, cho dù bọn họ là người thân, Hùng Lệ đối với không nghe lời dưới quyền, từ trước đến giờ đều sẽ không mềm lòng chùn tay. Mà hiện tại, bọn họ linh lực cũng coi là khôi phục mấy thành, đủ ra tay. Một khắc sau, hai đạo kiếm mang lần nữa rơi vào Diệp Thần sau lưng, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Thần cắn răng một cái, nạt nhỏ, phi lôi dao, ngăn trở bọn họ. Giờ phút này, Diệp Thần đang toàn lực thi triển thiên yêu thần tác, không cách nào vận dụng thiên thú diệt, cho nên, chỉ có thể đem phi lôi dao thả ra, ngăn trở hai người. Một đầu toàn thân xanh thẳm, lưng mọc hai cánh dao long xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, phát ra một tiếng rồng ngâm, liền hướng hai người giác hùng gia trưởng lão, phun ra hai đạo to lớn sấm sét. Bất quá, đối mặt phi lôi dao, hai người trưởng lão nhưng là mặt hiện vẻ châm chọc, hóa thú thần thông quả thật nghịch thiên, cưỡng ép bóc lột yêu thú huyết mạch bên trong lực lượng, thậm chí có thể bộc phát ra giống như yêu thú tự bạo uy lực. Nhưng, dù vậy, ở nơi này hai người trưởng lão trạng thái bình thường, có chuẩn bị dưới tình huống, vậy thì không cách nào thương tổn đạt tới bọn họ. Còn như phi lôi dao bản thân thực lực, dưới mắt còn dư lại nhiều ít thực lực, cho dù, bởi vì huyết mạch thực lực cường đại cao hơn cảnh giới một ít, cũng không phải hai người còn chân cảnh tồn tại đối thủ, cho dù cái này hai người không phải cao nhất trạng thái. Đối mặt cái này phi lôi dao phun ra lôi quang, hai người mỗi người đánh ra một kiếm, liền đem ung dung hóa giải. Rồi sau đó, liền hướng phi lôi dao liều chết xung phong đi. Cái này phi lôi dao có thể vượt qua chủng tộc cực hạn, đạt cho tới bây giờ cảnh giới, tự nhiên có chỗ độc đáo, dựa vào tốc độ, cùng cái này hai người giác hùng gia trưởng lão Chu Toàn, nhưng, rất nhanh, chính là vết thương chồng chất, sa sút chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, cái này còn là hai người trưởng lão cố ý tạo nên. Bọn họ chẳng muốn ở đánh bại cái này phi lôi dao lúc hao phí quá nhiều lực lượng, để tránh Diệp Thần lại đột nhiên thi triển thủ đoạn gì, trong cống ngầm lật thuyền. Lần này, liền liền Diệp Thần, ánh mắt đều có chút ảm đạm. Hắn khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, có thể làm hắn cũng làm, có thể, lần này, ông trời tựa hồ thật không đứng ở hắn bên này. Diệp Thần lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, liền phải ở chỗ này kết thúc sao? Hắn hít sâu một hơi, làm xong tự bạo chuẩn bị, cho dù hắn hiện ở trong người lực lượng, còn dư lại không có mấy, nhưng, nếu là thật tự bạo, tuyệt đối có thể đem Hùng Lệ kéo xuống nước. Muốn ta Diệp Thần chết? Ha ha, vậy thì cho ta chôn theo đi. Cùng lúc đó, phi lôi dao phát ra một tiếng rên rỉ, trùng trùng ném xuống đất, hắn trên thân hình xuất hiện mấy đạo vô cùng là sợ hãi vết thương. Diệp Thần thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, hắn biết không có thời gian, lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản không cách nào chịu đựng vậy hai người trưởng lão nhiều lần công kích, là thời điểm phải làm quyết định. Một khắc sau, hắn trong mắt hiện lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ. Cả người hơi thở bắt đầu sôi trào, náo động. Diệp Thần thì phải tự bảo. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tự bảo, cùng Hùng Lệ lấy mạng đổi mạng lúc đó, không có ai chú ý tới, một đạo bóng người trẻ thơ chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Nháy mắt tức thì, dị biến phát sinh. Nguyên bản, giác hùng thức hải bên trong, do thánh thú lệnh nơi cấu trúc, kiên không có thể phá cũi, đột nhiên có một chút giãn ra. Diệp Thần con người hung hăng co rúm một cái. Mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Mà so hắn, càng rung động chính là Hùng Lệ. Hắn khó có thể tin nhìn trong tay thánh thú lệnh, kinh hô tại sao có thể như vậy. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên, hắn thánh thú lệnh tựa như không nhạy liền vậy, đối với giác hùng lực khống chế càng ngày càng yếu. Mà đầu kia giác hùng, trong mắt bên trong lóe lên một vẻ mê mang, trong lòng phảng phất có một thanh âm ở nói cho hắn, thuận theo Diệp Thần. Chính là đạo ý chí này. Để cho vậy do thánh thú lệnh cấu trúc phòng ngự,
ngay tức thì làm tan rã, thậm chí là vậy khác khi ở giác hùng thức hải bên trong dấu vết, vậy bắt đầu tự đi bể tan tành. Không tệ, chính là từ được bể tan tành. Thậm chí, Diệp Thần Thiên Yêu Thần Tác còn chưa có bắt đầu ăn mòn, ấn ký kia liền bể nát à. Đây là vì cái gì? Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần ánh mắt rơi vào một đạo thân ảnh bên trên. Một đạo đứa bé vậy bóng người. Là Hùng Kỳ. Giờ phút này, Hùng Kỳ từ dưới đất bò dậy, hắn một cặp tròng mắt bên trong, lại là hiện ra một đạo máu ánh sáng màu đỏ. Tia sáng kia đang rơi vào giác Hùng trên thân hình. Hùng Lệ tựa hồ vậy phản ứng lại, hắn một vừa liều mạng đi thánh thú lệnh bên trong, bơm vào linh lực, muốn đoạt lại đối với giác Hùng quyền khống chế, một bên chợt quay đầu, nhìn về phía sau lưng em trai cùng cha khác mẹ, giận dữ hét, là ngươi. Hùng Kỳ vô cùng lạnh lùng quét Hùng Lệ một mắt, nhàn nhạt nói, Hùng Lệ, ngươi là ta giác Hùng gia thiên tài, có thể ngươi biết, tại sao phụ thân vẫn kiên trì đem chức gia chủ truyền cho ta sao? Ngươi thật cho là bởi vì thân thế. Hắn trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt thần mang nói, ngươi sai rồi, Hùng Lệ, sở dĩ phụ thân quyết định đem chức gia chủ truyền cho ta, là bởi vì là, ta so ngươi ưu tú hơn, là bởi vì là ta phần lực lượng này. Hùng Kỳ trong mắt hồng mang, gần như biến thành thực chất, hắn dường như muốn đem con tim oán khí, toàn bộ phát tiết ra ngoài vậy gào thét nói, ta là giác Hùng gia triều đại tộc nhân bên trong cùng lão tổ huyết mạch nhất là thân cận người. Đồng thời, trong cơ thể giác Hùng thú huyết vô cùng là tinh thuần. Ngươi không biết chứ, ta trời xanh thì có thể điều khiển thánh thú giác Hùng lực lượng, thậm chí, không cần mượn thánh thú lệnh. Thánh thú giác Hùng dưới sự khống chế của ta, mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, mà ta, tương lai thành tựu vậy nhất định ở trên ngươi. Hắn phức tạp cười một tiếng nói, Hùng Lệ, ngươi một mực cảm thấy được ta là phế vật. Ha ha, ngươi biết không, ta sở dĩ như thế phế vật. Chỉ là bởi vì ta rất rõ ràng, ngươi muốn chức gia chủ, cho nên không muốn cùng ngươi cạnh tranh, tận lực hoang phế tu hành thôi, bởi vì, ta chẳng muốn bởi vì chức gia chủ cùng ca ca mình xích mích thành thù, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là buồn cười. Hùng Kỳ ánh mắt, bỗng nhiên run lên, nếu như vạn năm huyền băng vậy, thanh âm vô cùng nặng lạnh địa đạo, từ hôm nay, người ta không còn là huynh đệ, mà là cừu địch. Sinh tử đại thù. Nháy mắt tức thì, Hùng Kỳ đem huyết mạch bùng nổ đến trình độ cao nhất, vậy giác Hùng trong mắt, lại là giống vậy lóe lên liền hồng quang, hắn trong miệng, phát ra một tiếng giống to, ở Hùng Kỳ điều khiển dưới, vậy cái khác ở giác Hùng thức hải bên trong dấu vết ngay tức thì nghiền, mà Diệp Thần Thiên Yêu Thần Tác trên phủ văn, cũng là khoảnh khắc tới giữ liền chiếm cứ giác Hùng thức hải. Vậy liền vào giờ khắc này, Hùng Lệ mắt chừng sắp nứt, hắn hướng về phía hai người sau khi thấy một màn này, có chút đờ đẫn trưởng lão hét lớn, ngớ ra làm gì. Giết thằng nhóc kia. Dứt lời, chính hắn chính là vừa quay người, vô cùng tức giận nhìn về phía Hùng Kỳ, cái này một mực bị mình coi là phế vật đệ đệ. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng lại thua ở cái phế vật này trong tay. Hùng Lệ cả người linh lực một thịnh, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hủy diệt đạo vận kích động, thì phải một kiếm đem Hùng Kỳ hoàn toàn chém chết. Hùng Kỳ nhắm hai mắt lại, đã làm xong chết chuẩn bị, hắn lẩm bẩm nói, Diệp đại ca. Sau đó liền giao cho ngươi. So sánh với Hùng Lệ, cái này cùng mình có liên hệ máu mủ cừu nhân, biết thời gian không hề coi là dài, thậm chí không phải đồng tộc Diệp Thần, ở hắn trong lòng, càng giống như là mình huynh trưởng. Hùng Kỳ chỉ là một đứa nhỏ, nhưng là cái vô cùng coi trọng thân tình đứa nhỏ, nếu như, nhất định phải chết, hắn hy vọng vì vị này đến từ dị tộc huynh trưởng mà chết. Ầm một tiếng vang thật lớn, hai người giác Hùng gia trưởng lão, ngang nhiên ra tay. Bọn họ cũng biết đến giây phút sinh tử tồn vong, vì vậy, không có chút nào cất giữ. Mãnh liệt linh quang, đem Diệp Thần bao phủ bụi khói tràn đầy cuốn. Hai người trưởng lão thấy vậy, trong mắt lóe lên vui mừng, bọn họ tựa hồ đuổi kịp. Mới vừa, hai người xem tỷ số mình công kích không vào Diệp Thần trong cơ thể. Lấy Diệp Thần hôm nay trạng thái cực hạn, ăn nữa liền hai người nhất kích, sợ rằng, đã rơi vào sắp chết liền chứ. Mà giờ khắc này, Hùng Lệ cũng là một kiếm chém ra, kiếm quang ngay chớp mắt liền đem Hùng Kỳ chiếm đoạt. Một bên vây xem hai người tám đại gia tộc nữ tính người thú, trong mắt đều là hiện lên không đành lòng vẻ. Nói thật, các nàng hy vọng Hùng Kỳ cùng Diệp Thần sống sót. Bất quá, các nàng cũng không dám nhúng tay, bởi vì, vạn vừa thất bại, các nàng đem chịu đựng sắp quật khởi Hùng Lệ nhất điên cuồng trả thù. Bây giờ nhìn lại,
cho dù Diệp Thần cùng Hùng Kỳ cơ hồ làm được trình độ cao nhất, có thể, quay đầu lại, tựa hồ vẫn là thất bại trong gang tấc. Hùng Lệ nhìn bị kiếm quang cắn nuốt Hùng Kỳ, khóe miệng hiện lên nụ cười âm lạnh nói, phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ha ha, còn dám phản kháng lão tử. Thật lấy là bằng ngươi cái phế vật này, là có thể để cho tên kia lật bàn. Tiếng nói vừa dứt, Hùng Lệ chính là vừa quay người, ánh mắt vững vàng phong tỏa Diệp Thần nguyên bản chỗ chỗ, bỗng nhiên, một khắc trước còn đang cười lạnh Hùng Lệ, nhưng là nụ cười đọng lại, thần sắc cuồng biến, trong mắt run run, tựa như cảm ứng được cái gì. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm nam tử, ở sau lưng vang lên nói, người nói, để cho ai lật bàn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là hướng Hùng Lệ chém ra đạo kiếm quang kia nơi trung tâm nhìn, chỉ gặp, ánh sáng bên trong mơ hồ nổi lên hai đạo thân ảnh. Nháy mắt tức thì, ánh sáng tiêu tán, vậy hai đạo thân ảnh mơ hồ, vậy rõ ràng. Bất ngờ chính là Diệp Thần cùng Hùng Kỳ à. Giờ phút này, Hùng Kỳ ánh mắt đờ đẫn, có chút ngây ngẩn nhìn Diệp Thần nói, Diệp đại ca, chúng ta cái này là chết sao? Một khắc trước, còn uyển như thây khô vậy, nhìn như tùy thời sẽ bị một hồi gió thổi tản Diệp Thần. Giờ phút này, cả người máu thịt lại là xung doanh, mặc dù, nhìn như vẫn là yếu ớt, thảm trắng, có chút vô lực, nhưng, trạng thái rõ ràng so với kia sắp chết hình dáng, tốt lắm vô số lần à. Mà nguyên bản vậy Giác Hùng giống như núi nhỏ vậy thân thể đã tại chỗ biến mất. Giác Hùng đi đâu? Dĩ nhiên là bị Diệp Thần sáp nhập vào trong cơ thể. Mới vừa, ở sống chết nháy mắt, Diệp Thần thành công đem Giác Hùng luyện vào thân thể bên trong, dựa vào thú huyết tương hợp hiệu quả, Giác Hùng huyết mạch bên trong lực lượng ngay tức thì tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Để cho Diệp Thần vui mừng chính là, cái này Giác Hùng huyết mạch lực, cùng mình vô cùng là phù hợp, không chỉ là Giác Hùng lực lượng, ngay cả sinh mạng lực vân đồng loạt được tăng lên. Cái này giống như là một đạo cam tuyền tràn vào nguyên bổn đã khô kiệt mặt đất bên trong. Mang tới, chính là vạn vật mọc tùm. Ở Giác Hùng lực lượng ra trì xuống, khôi phục bộ phận thực lực Diệp Thần, lúc này, liền đạp bể hư không, xuất hiện ở Hùng Kỳ trước người, là hắn đỡ được Hùng Lệ nhất kích. Làm hắn nghe được Hùng Kỳ những lời này lúc đó, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười nói, chúng ta còn sống, nhưng, có người, phải chết. Tiếng nói vừa dứt. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, dừng chân một cái, liền trực tiếp đạp bể hư không, xuất hiện ở Hùng Lệ trước mặt, trong cơ thể cự lực cuồng trào, liền là đối Hùng Lệ, một quyền đánh ra. Nhắc tới Giác Hùng máu ra chỉ sau đó, Diệp Thần tăng lên lớn nhất, chính là lực lượng. Giác Hùng nhưng mà có một trưởng đem Diệp Thần thiếu chút nữa đập chết khủng bố cự lực à. Giác Hùng nhất tộc, bản thân chính là ở trong lực lượng được trời ưu đãi sinh linh. Cho nên, Diệp Thần không chút do dự lựa chọn gần người sáp lá cà. Dẫu sao, mặc dù lấy được bộ phận gia trì, nhưng, trên thực tế, hắn hiện tại phần lớn lực lượng đến từ Giác Hùng, mà không phải là mình, cho nên, chỉ có thể dựa vào Giác Hùng sở trường tiến hành chiến đấu. Bất quá, đối phó Hùng Lệ cũng là đủ rồi. Giờ khắc này, Hùng Lệ mặt mũi, vặn vẹo, điên cuồng vặn vẹo. Đó là sợ hãi đến mức tận cùng biểu hiện. Hùng Lệ lòng dạ ác độc. Tâm cơ thâm trầm, có thể, trên thực tế nhưng là một người vô cùng là người sợ chết. Hắn hét lên một tiếng, điên cuồng chém ra một kiếm, cầu nguyện một kiếm này có thể đem Diệp Thần đánh lui. Có thể, Diệp Thần trong mắt nhưng là hiện lên vẻ khinh thường, tiện tay một quyền hướng Hùng Lệ chém ra kiếm mang đánh tới. Hủy diệt đạo vận, ở hắn trong quả đấm phun trào, một khắc sau, một quyền này cùng kiếm quang kia phát sinh va chạm. Âm một tiếng. Gió lớn nổi lên bốn phía, vậy đạo nhìn như vô cùng kiếm sắc bén mang, lại là ở Diệp Thần một quyền xuống, ngay tức thì bể tan tành. Giống nhau lực lượng, có ở đây không cùng trong tay của người, cũng có thể phát huy ra bất đồng uy lực. Dựa vào cái này một phần tư Giác Hùng huyết mạch lực, lấy Diệp Thần võ đạo đủ để nghiền ép Hùng Lệ. Hùng Lệ thấy vậy, thật là đều phải hù vỡ mật, hắn liều mạng chém ra từng đạo kiếm quang, sắp chết vùng vẫy, có thể. Ở Diệp Thần vậy không đoạn cua múa trọng quyền trước mặt, hết thảy đều là phí công. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần liền đánh bể toàn bộ kiếm quang, hung hăng một quyền đập vào Hùng Lệ trên ngực. Phốc! Hùng Lệ cặp mắt một đột, chợt vượt trội một hơi hòa lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi, Diệp Thần một quyền này trực tiếp đem hắn ngực, hoàn toàn đập bể. Hùng Lệ thân thể ở đó dưới cự lực, đổ bay ra, trùng trùng đụng vào một tòa núi nhỏ bên trên, hắn vùng vẫy muốn bỏ dậy. Có thể,
một đạo thân ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở trước người của hắn, hung hăng một cước, dậm ở hắn đầu lâu bên trên, ầm một tiếng, một cước này, trực tiếp để cho Hùng Lệ gương mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, trên mặt đất, nổi lên vô số mạng nhện bản vết rách, mà Hùng Lệ gương mặt, lại là hoàn toàn bể nát, máu tươi giàn giụa. Đau nhức bên trong, Hùng Lệ cảm thấy tử vong phủ xuống, hắn hàm hồ không rõ cầu khẩn nói, Diệp công tử, thả qua ta, từ bây giờ về sau, ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá Hùng Kỳ. Hắn thậm chí đối với trước Hùng Kỳ lên tiếng xin xỏ cho, đệ đệ, chúng ta là huynh đệ ruột à, ca ca biết lỗi rồi, tha ca ca lần này đi. Mà Hùng Kỳ chính là thờ ơ. Hôm nay, hắn đã rõ ràng, ở cái thế giới này quy luật sinh tồn, hơn nữa, giống như hắn nói. Từ bây giờ về sau, bọn họ không còn là huynh đệ, mà là cừu nhân, sinh tử đại thù. Diệp thần trong mắt lóe lên vô cùng là chán ghét thần sắc, hắn lạnh lùng nói, ngươi mới thật sự là phế vật, nhất chán ghét phế vật, Hùng Lệ, ngươi biết không? Trên thực tế, ngươi có rất nhiều lần cơ hội có thể giết ta, nhưng là, tại sao, hiện tại người chết là ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi là một tên phế vật, hiểu không? Một cái vĩnh viễn không đứng nổi rác dưới, cả đời, cũng chỉ có thể bị cường giả dẫm ở dưới chân rác dưới. Một khắc sau, hắn trên chân bỗng nhiên phát lực, một tiếng nổ đem Hùng Lệ đầu lâu, giống như dưa hấu vậy đạp được nghiền. Hùng Lệ thần hồn, tự nhiên cũng bị ngay tức thì chiếm đoạt. Đây là, lách cách, hai đạo thanh âm vang lên. Diệp thần hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, là quỳ dưới đất thanh âm. Vậy hai người giác Hùng gia trưởng lão, nặng nề quỳ xuống ở Diệp thần trước người, thân thể đang không ngừng run rẩy. Diệp thần mắt nhìn xuống hai người, ánh mắt nhỏ tránh, dựa theo hắn tính cách, là tuyệt đối sẽ đem hai người hoàn toàn giết chết. Có thể, hắn không có ra tay. Bởi vì, hắn biết. Giác Hùng gia bởi vì hắn quan hệ, tổn thất thánh thú, tổn thất một tên thiên tài, hai người trưởng lão, nếu như lại đem cái này hai người giết, Giác Hùng gia đừng nói là sa sút, thậm chí, trực tiếp mất đi đất đặt chân, cũng có thể. Dẫu sao, bây giờ Giác Hùng gia là một khối lớn thịt béo, mà hôm nay Hùng Kỳ còn xa xa không có năng lực bảo vệ gia tộc. Cho nên, vì Hùng Kỳ, hắn không có ra tay. Nhưng vào lúc này... Diệp thần sau lưng truyền đến một đứa bé sơ sinh thanh âm nói, Diệp đại ca, giết bọn họ. Diệp thần vừa quay đầu, hướng Hùng Kỳ nhìn, có chút kinh ngạc. Mà vậy hai người trưởng lão, lại là sắc mặt vô cùng trắng bệch, điên cuồng hướng về phía Hùng Kỳ dập đầu nói, nhị thiếu gia, chúng ta là bị Hùng Lệ bức bách à, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, cho tới nay, chúng ta đối với gia tộc đều là trung thành cảnh cảnh à. Cầu nhị thiếu gia, xem ở lão gia mặt mũi. Thả qua chúng ta một lần. Chúng ta nguyện ý, làm trâu làm ngựa. Nhưng, Hùng Kỳ nhưng là thờ ơ, sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp thần nói, Diệp đại ca, xin thay ta giết bọn họ. Diệp thần khẽ cau mày nói, nếu như bọn họ chết, Giác Hùng gia đem không cách nào duy trì hôm nay địa vị. Hùng Kỳ nghe vậy, mỉm cười nói, Diệp đại ca không cần lo lắng, ta Giác Hùng gia vẫn có một ít nội tình, lần này trở về sau đó, ta sẽ để cho ta phụ thân mấy tên trưởng lão. Mở đại trận ra, từ đây ẩn núp. Trong mắt hắn, bỗng nhiên sáng lên nói, ta đã học biết liền một cái đạo lý, mọi việc cũng chỉ có thể dựa vào mình, cho dù có cái này hai người, có thể để cho ta Giác Hùng gia duy trì nhất thời địa vị, thì như thế nào? Nếu như bản thân không có thực lực, quay đầu lại, vậy chẳng qua là người khác làm đồ cưới mà thôi. Cho nên, lần này đại trận mở, ở ta đột phá còn chân cảnh trước, Giác Hùng gia đem sẽ lánh đời không ra. Mấu chốt nhất là, Hùng Kỳ sắc mặt run lên nói, ta Hùng Kỳ bên người, không cần phản đồ. Vậy hai người trưởng lão nghe vậy, đều là tâm đảm câu liệt, bọn họ không nghĩ tới, đã từng ở trong mắt bọn họ có chút mềm yếu, cái lòng nhân từ của đàn bà Hùng Kỳ, giờ phút này lại là quyết tuyệt như vậy. Diệp thần trong mắt, hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng, hắn biết, lần này trải qua để cho Hùng Kỳ lột xác. Đối với hắn mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Cổ tay hắn lộn một cái, sát kiếm rơi vào chém chúng, cả người cự lực cuồng trào, chém một cái xuống, vậy hai người trưởng lão mưu toan chống cự, nhưng, liền Hùng Lệ đều bị Diệp thần tùy tiện tiêu diệt, huống chi là bọn họ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Liền hồn phách cũng là bị Diệp thần cắn nuốt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp thần nhìn về phía vậy hai người chưa rời đi phái nữ người thú,
nói chính xác là không dám rời đi. Giờ phút này, đối với Diệp Thần ánh mắt, vậy hai người phái nữ người thú đều là sắc mặt biến đổi, mắt to bên trong hiện lên sợ hãi thần sắc. Diệp Thần nhàn nhạt nói, đi về sau, nếu là đúng Giác Hùng gia ra tay, chính là đối với ta Diệp Thần ra tay, đem những lời này truyền đi. Hùng Kỳ nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, nhìn về phía Diệp Thần mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần những lời này, đối với Giác Hùng gia trợ giúp bao lớn. Diệp Thần không có nói gì nhiều, lần này, hắn coi như là bị Hùng Kỳ cứu, hắn người này từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Hơn nữa, đối với Hùng Kỳ cái đứa nhỏ này, Diệp Thần cũng là khá là thưởng thức, đáy lòng đem coi là nửa người em trai. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn bị thương Phi Lôi Dao, đi trước quay trở về Giác Hùng gia, tiến hành chữa thương, khôi phục. 3 ngày sau, Diệp Thần liền điều chỉnh đến cao nhất trạng thái, chuẩn bị rời đi diệt thú vực. Hùng Kỳ một đường đem Diệp Thần đưa đến ngoài cửa, có chút không thôi nói, Diệp đại ca, bảo trọng. Diệp Thần gật đầu một cái nói, người thật không cần ta đem Giác Hùng lưu lại. Hùng Kỳ cười nói, hôm nay Giác Hùng đã gieo Diệp đại ca dấu vết, cho dù lấy ta huyết mạch lực, cũng chưa chắc có thể rất tốt điều khiển. Hơn nữa, lần này đại trận mở, ta Giác Hùng ra liền tạm thời lánh đời không ra, nó ở lại chỗ này, cũng vô dụng. Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói, nếu như có chuyện gì, có thể đi bên ngoài tìm ta, không biết ta vị trí, có thể ở Nguyệt Hồn vực tinh nguyệt luyện thần đỉnh hoặc là sáu đạo tông lưu lại tin tức. Được. Một khắc sau, một tiếng rồng ngâm vang lên, Phi Lôi Dao rơi vào Diệp Thần trước người. Diệp Thần thân hình động một cái, liền ngồi Phi Lôi Dao, hướng phương xa đi. Một hồi không gian ba động, ở nơi nào đó bầu trời bên trong, bỗng nhiên dâng lên, biến thành màu đen lối đi. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ lối đi kia bên trong bay ra, chính là Phi Lôi Dao. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, nơi này chính là hắn tiến vào diệt thú vực vị trí. Hắn ngồi ở Phi Lôi Dao trên lưng, hơi nhận rõ phương hướng một chút, liền tiếp tục hướng nơi nào đó, phi độn đi. Hiện tại, Bất Diệt Phi Ngô đã rơi vào trong tay, bước kế tiếp chính là đi ám vực. Phi hành trên đường, Diệp Thần lấy ra vậy cái chứng thú. Trong mắt hiện lên nồng nặc vẻ chờ mong. Liền hắn đều bắt đầu tò mò, cái này cái mang hỗn độn khí hơi thở chứng thú sẽ ấp trứng ra như thế nào tồn tại. Lần này diệt thú vực chuyến đi, có thể nói thu hoạch không cạn. Coi như không nói cái này chứng thú, đầu kia Giác Hùng đối với Diệp Thần thực lực, cũng có tăng lên. Còn có chính là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng sau này tuyệt đối coi là mình một đạo trợ lực. Bất quá mặc dù Tiểu Hoàng có động tĩnh, hơn nữa Diệp Thần biết Tiểu Hoàng lai lịch cũng không nhỏ, nhưng tên này không có lột vỏ, liền cái gì cũng không tính. Một ngày sau, một phiến hoang vu mặt đất bên trên, một đạo lôi quang chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh, vậy lôi quang liền đi tới một tòa cầu lớn trước. Lôi quang tản đi, một người một dao từ trên trời hạ xuống. Cầu lớn trước, một tên đang uống rượu dùng bữa chàng thanh niên, ngây ngốc nhìn một màn này, bất luận là thanh niên trước mắt. Vẫn là đầu kia lưng mọc hai cánh giao long, cũng cho hắn một loại phảng phất thần linh vậy cảm giác à. Giờ phút này, hắn sinh mạng giống như là yếu ớt nhất ánh nến, Diệp Thần một cái hô hấp tựa như là có thể đem mất đi. Diệp Thần không có để ý tên thanh niên kia, mà là nhìn về phía hư không nơi nào đó, hắn biết ẩn núp ở nơi đó mới thật sự là thủ cầu người. Ngay tại lúc này, trong hư không, chập chờn cùng nhau, một tên mặc quần áo đen xinh đẹp thiếu phụ. Thần sắc có chút kích động đi tới Diệp Thần trước người, cung kính thi lễ nói, Diệp. Diệp công tử. Diệp Thần chân mày khều một cái, người đàn bà này, hắn ngược lại là biết, chính là ban đầu đưa mình một kiện bảo y Lương Châu bang trưởng Du Hồng Anh. Mà vậy giữ cửa thanh niên, đã hoàn toàn sợ choáng váng. Vậy, nhưng mà Lương Châu bang trưởng Du Hồng Anh à. Xưa nay lấy băng sơn nổi danh, địa vị vô cùng tôn quý tồn tại, có thể ở Diệp Thần trước mặt. Lại là như vậy cung khiêm thái độ. Trước mắt tên này thần sắc lãnh đạm nam tử, kết quả là người nào? Hắn cảm giác mình óc mau không đủ dùng. Diệp Thần sắp xuất hiện nhập ám vực lệnh bài lấy ra, giao đến Du Hồng Anh trong tay nói, Du bang trưởng, ta muốn đi vào ám vực một chuyến. Du Hồng Anh nhận lấy lệnh bài, tùy ý nhìn lướt qua, liền hai tay hơi có chút run rẩy trả lại cho Diệp Thần, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, vừa có cung kính, cũng có hưng phấn. Nàng đoán được, quả nhiên không có sai. Diệp Thần trưởng thành thật áp đảo chí tôn tồn tại à. Mặc dù,
hôm nay Diệp Thần, cho nàng cảm giác, còn chưa hoàn toàn bước vào càn khôn cảnh, nhưng, Diệp Thần cưỡi con yêu thú kia, sâu không lường được, nguy hiểm tới cực điểm. Cảm thụ trong lòng phiên trào sợ hãi, Du Hồng Anh có thể khẳng định, yêu thú này, tuyệt đối là còn chân cảnh trên tồn tại. Mà này cùng yêu thú, cũng chỉ có thể trở thành Diệp Thần thú cưỡi, Diệp Thần thực lực chân thật, có thể, so nàng ban đầu tưởng tượng, còn đáng sợ hơn à. Vì vậy, Du Hồng Anh thái độ bộc phát cung kính, hôm nay Diệp Thần ở nàng trong lòng địa vị, giống như thần minh. Du Hồng Anh cúi đầu nói, Diệp công tử, lệnh bài không có vấn đề, mời vào đi. Diệp Thần gật đầu một cái, cưỡi phi lôi dao, liền tiến vào ám vực bên trong, trực tiếp hướng Diệt Tuyệt sáu đảo chỗ bay đi. Quỷ ám thành bên trong, một tên thiếu niên đột nhiên thần sắc động một cái, ngẩng đầu lên, hướng trời cao bên trong nhìn, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ khó tin, nhưng, rất nhanh vẫn là lấy ra một quả đưa tin Ngọc Phù, hướng về phía Ngọc Phù mở miệng nói, thông báo đại nhân, Diệp Thần trở về. Cùng lúc đó, Kinh Châu, lo cho gia đình. Một tên mặc áo bào đen, mặt mũi thâm thúy, giống như kiếm gọt dìu đục, anh Tuấn trầm ổn người trung niên đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách bên trong. Ở trước mặt hắn, đang quỳ một tên người ở. Người này, chính là Kinh Châu Cố Gia đương đại gia chủ, cũng là Cố Tuyền cùng Cố Quân phụ thân, Cố Bắc Hành. Cố Bắc Hành ngưng mắt nhìn tên kia người ở, cả người tản ra khó mà hình dung uy nghiêm, hắn trầm giọng nói, người xác định cái đó tên là Diệp Thần tiểu tử thật trở về. Vậy người ở gật đầu nói, bẩm gia chủ, thật 100%, từ ngài truyền ra mệnh lệnh, gia tộc bên trong thám tử liền đem vậy Diệp Thần hơi thở, dung mạo, thậm chí thần hồn chập chờn vân. Vân, cũng nhớ vô tâm, tuyệt đối không thể nào nhận sai. Trong nháy mắt, Cố Bắc Hành hơi thở liền có một chút dao động, vậy người ở hơi biến sắc mặt, cho dù là cái này một chút hơi thở tiết lộ, cũng để cho hắn có một loại ngay sau đó đều phải chết mất ảo giác. Một khắc sau, Cố Bắc Hành đứng lên, sắc mặt âm hàn mở miệng nói, thằng nhóc, ta đây muốn xem, người cầm lão phu con gái giấu đi nơi nào. Tiếng nói vừa dứt, Cố Bắc Hành thân hình chớp mắt liền trực tiếp từ phòng khách bên trong biến mất. Phi lôi dao chui tốc cực nhanh, mấy giờ sau đó, Diệp Thần liền đi tới ngày đó Cố Tuyền mang hắn tu luyện sáu diệt chân quyết bí địa, Diệt Tuyệt sáu đảo. Giờ phút này, Diệt Tuyệt sáu đảo ra như cũ có pháp trận bao phủ, nhưng, đối mặt cái này từng để cho mình cảm thấy sợ hãi đại trận, Diệp Thần nhưng là thần sắc bình tĩnh. Lấy hôm nay thực lực, đã đủ để đem đại trận này ung dung phá vỡ. Một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, trên trường kiếm, hủy diệt đạo vận kích động ra, ngay tức thì đem vậy đại trận, xé ra một kẽ hở. Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền tiến vào kẽ hở bên trong, trực tiếp hướng thiên nhân đạo kỳ thú chỗ ở hòn đảo bay đi. Hòn đảo bên trên, một đầu kim sắc tiểu long đang có chút nhàm chán ở trên đất lăn lộn, đột nhiên, hắn mắt rồng bên trong, vẻ kinh dị chớp mắt, hướng bầu trời nhìn. Chỉ gặp, một đạo lôi quang ầm ầm rơi xuống, lại là hóa thành một đầu xanh thẳm giao long, cùng một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên. Vậy kim sắc tiểu long thấy vậy, hơi sững sờ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, một lát sau, mới phản ứng được, vô cùng mừng rỡ kinh hô, Diệp Thần, là ngươi. Ngươi hơi thở, cường đại quá nhiều. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó một lát, một quả màu vàng hạt châu rơi vào kim sắc tiểu long trước người. Tiểu long nhìn mình đã từng giao cho Diệp Thần cái này cái kim châu, ngay sau đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai tròng mắt ngay tức thì giống như mặt trời vậy, lóng lánh. Hắn thanh âm, có chút run rẩy hỏi, Diệp Thần, hạt châu này bên trong. Diệp Thần nói, ban đầu, ta đáp ứng chuyện ngươi đã làm được, hạt châu bên trong chính là bất diệt phi ngô. Vậy kim sắc tiểu long nghe vậy ngay tức thì phát ra một tiếng vô cùng vui sướng rồng ngâm. Qua nhiều năm như vậy nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Hắn có thể rời đi chỗ tòa này ngục ra mà. Kim sắc tiểu long phun ra một hơi hơi thở rồng, phun ra ở màu vàng kia chủ tử trên, kim châu bên trong, bỗng nhiên toát ra vô cùng nhức mắt kim quang, một khắc sau. Một đầu vô cùng là to lớn, sinh 12 đối với cánh con rít liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Kim sắc tiểu long nhìn vậy vết thương chồng chất con rít, bộc phát kích động nói quả nhiên là bất diệt phi ngô. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực vận chuyển, bơm vào đến vậy trong đại trận, cả người oai rồng chợt một thịnh, mấy đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào vậy bất diệt phi ngô trên thân hình. Cuộc sống ở cái này trong đại trận đi qua vô số năm tháng, nhiều năm qua như vậy.
Kim sắc tiểu long một mực đang tìm rời đi nơi này phương pháp, mặc dù trên căn bản đều thất bại, nhưng, cũng để cho hắn đối với tòa đại trận này vô cùng quen thuộc, thậm chí, có thể thao túng đại trận bộ phận lực lượng. Mà hiện tại, hắn thì phải điều khiển đại trận, ở bất diệt phi ngô trong cơ thể lưu lại dấu vết, trở thành mới thiên nhân đạo kỳ thú, cứ như vậy pháp trận đối với hắn trói buộc liền sẽ thật to yếu bớt. Vậy bất diệt phi ngô theo bản năng cảm nhận được liền chuyện gì không tốt tình, tựa hồ sắp xảy ra. Có thể, cái này bất diệt phi ngô nhưng là căn bản không dám phản kháng. Nó đã bị Diệp Thần làm sợ. Cái này sát thần đang ở bên người dưới tình huống, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rơi vào bất diệt phi ngô trên mình ánh sáng, vậy càng ngày càng nhiều. Một ngày sau, đại trận đối với kim sắc tiểu long trói buộc lực liền hoàn toàn chuyển tới vậy bất diệt phi ngô bên trên. Bất diệt phi ngô đậu xanh vậy ánh mắt run lên, mặc dù hắn linh trí không mở, nhưng, cũng đã mơ hồ biết, mình thật giống như bị kẹt ở cái này trên đảo nhỏ. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, kim sắc tiểu long và Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi diệt tuyệt sáu đảo. Kim sắc tiểu long muốn trở về quê quán, mà Diệp Thần thì dự định tới xử lý một tí khối kia luân hồi huyền bi sự việc. Nhưng ngay khi một người một rồng mới vừa phá trận ra lúc đó, một tiếng quát to nhưng là từ nơi chân trời, cuồn cuộn truyền tới. Tiểu tử, ngươi lá gan cũng không nhỏ, ta lo cho gia đình nơi thực tập ngươi cũng dám xông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một khắc sau, một đạo thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hướng thân ảnh kia nhìn, chỉ gặp, người đến là một tên mặc áo bào đen, diện mạo anh tuấn người đàn ông trung niên, chính là Cố Bắc Hành. Diệp Thần mặc dù không biết Cố Bắc Hành, nhưng, thấy Cố Bắc Hành vậy cùng Cố Tuyển có mấy phần tương tự diện mạo, liền mơ hồ rõ ràng liền hắn thân phận. Vì vậy, Diệp Thần lễ phép mở miệng nói, xin lỗi, ta là Cố Tuyển bằng hữu, sở dĩ cưỡng ép vào trận chuyện ra có nguyên nhân. Mà Cố Bắc Hành giờ phút này nhìn như chấn định, ánh mắt nhưng là không ngừng lóe lên, tràn đầy vẻ kinh nghi. Đại trận này có bao kinh khủng, hắn rất rõ ràng. Mà Diệp Thần lại là vô cùng dễ dàng liền tiến vào trong đó. Trước mắt cái này nhìn như không tới càn khôn cảnh tiểu tử, rốt cuộc là làm sao làm được. Mà ở Diệp Thần bên người bay múa kim sắc tiểu long, chính là ánh mắt ngưng trọng nói, Diệp Thần chú ý, tên này rất lợi hại. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc không thay đổi, hắn tự nhiên biết Cố Bắc Hành rất lợi hại. Cái này Cố Bắc Hành, bất ngờ là một tên còn thật tầng 2 thiên cường giả. Nơi này và người thú tộc có thể không giống nhau. Diệp Thần ở nơi đó có thể chém chết còn thật tầng 2 trời, thậm chí còn 3 tầng thiên người thú tộc cường giả, có thể mặt đối với nhân tộc còn chân cảnh tầng 2 trời, tuyệt đối không thoải mái. Luận võ đạo, nhân tộc mạnh hơn nhiều lắm. Huống chi đối phương là Cố gia tộc trưởng. Đối phương tinh thông hủy diệt mộ đạo, hoàn toàn không thua mình. Lá bài tẩy lại là cực kỳ khủng bố, coi như vượt cấp giết người, Diệp Thần cũng có thể hiểu. Ám vực, quả nhiên đầm rồng hang hổ. Cố Bắc Hành ngưng mắt nhìn Diệp Thần, đột nhiên, thanh âm băng hàn mở miệng nói, thằng nhóc, chính là bởi vì ngươi, Tuyền mà vậy nha đầu là không phải là vì gặp ngươi mới chạy đến minh vực bên trong đi. Nói cho ta, đem ngươi lão phu con gái giấu đi nơi nào. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt run lên, một lát sau, vẫn lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết Cố Tuyền bây giờ ở đâu. Cố Bắc Hành nghe được câu này. Tựa như được cái gì kích thích vậy, trên mặt bỗng nhiên lóe lên vẻ tàn khốc nói, thằng nhóc, đừng nghĩ gạt ta. Ngươi tốt nhất cầm Tuyền mà mang về, nếu không, ta bảo đảm, ngày hôm nay ngươi không cách nào rời đi nơi này. Cố Tuyền tự mình tiến vào minh vực sau đó, Cố Bắc Hành liền phái thám tử ra đi tìm, nhưng từ đầu đến cuối đều là không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn khẳng định, Cố Tuyền nhất định là bị Diệp Thần giấu đi. Dẫu sao? Cố Tuyền ở minh vực không nhận biết bao nhiêu người, không phải sao? Dĩ nhiên, còn có một loại có thể, chính là Cố Tuyền xảy ra bất ngờ, bất quá, Cố Bắc Hành không muốn tiếp nhận cái loại này có thể. Vì vậy, ở lòng hắn bên trong, Cố Tuyền tuyệt đối là bị tiểu tử đáng chết này giấu đi. Có đôi lời gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Mặc dù, Cố Tuyền bởi vì không hài lòng gia tộc đối với nàng hôn sự an bài bỏ nhà ra đi, nhưng, ở Cố Bắc Hành trong lòng. Vẫn là vô cùng là thương yêu cô gái này, nếu không, lo cho gia đình cũng sẽ không mặc cho Cố Tuyền làm như vậy. Có thể hiện tại, con gái mình mất tích,
hắn một mực mong mỏi tìm được Diệp Thần có thể cầm Cố Tuyền mang về. Nhưng là, Diệp Thần lại nói không biết Cố Tuyền ở đâu. Những lời này, để cho Cố Bác Hành hoàn toàn mất đi lý trí. Âm một tiếng, Cố Bác Hành còn chân cảnh hơi thở hoàn toàn bùng nổ, hắn đôi mắt ứ máu ngưng mắt nhìn Diệp Thần, gào thét nói, đáng chết tiểu tử, lừa dối lão phu. Ha ha, nếu ngươi không chịu nói, lão phu, đánh liền đến ngươi nói thật mới ngưng. Một thanh trường kiếm, rơi vào Cố Bác Hành trong tay, sáu diệt chân quyết vận chuyển, kiếm phong bên trên ngay tức thì bộc phát ra một cổ vô cùng là cường đại hủy diệt đạo vận. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngay tức thì chém ra vô cùng là kinh khủng một kiếm. Cố Bác Hành sở dĩ bỗng nhiên đối với Diệp Thần ra tay, trên thực tế cũng là bởi vì là, lòng hắn bên trong đối với Diệp Thần có mang oán niệm. Nếu không phải Diệp Thần, Cố Tuyền tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi ám vực. Cho nên, cho dù Diệp Thần nói là sự thật, Cố Bác Hành cũng không muốn cứ như vậy thả qua hắn. Diệp Thần thấy vậy, sắc mặt trầm xuống ngay tức thì nắm sát kiếm. Cố Bác Hành không hổ là còn chân cảnh cường giả, một kiếm này cho Diệp Thần vô cùng là to lớn áp lực. Vậy đạo bắn nhanh mà đến kiếm mang, giống như là một tòa vực sâu hủy diệt, phải đem hết thảy, chiếm đoạt hầu như không còn. Diệp Thần hít sâu một hơi, hóa thú thần thông, thiên yêu thân thể, phần huyết quyết cùng cả đám vận chuyển tới liền trình độ cao nhất. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần trong cơ thể tựa hồ có một tiếng gấu hống vang lên. Một khắc sau, một kiếm ra. Là tinh hồn chạm, sáng chói ánh sao, bắn ra, cùng Cố Bác Hành chém ra hủy diệt kiếm mang giống như hai cái vũ trụ vậy, phát sinh va chạm. Một đạo vô cùng là kinh khủng chập chờn, ở hai đạo công kích đụng nhau nháy mắt, vét sạch đúng phiến thiên địa, liền liền Diệp Thần sau lưng bao phủ diệt tuyệt sáu đảo đại trận bên trên, đều là ngay tức thì trải rộng vô số mạng nhện bản vết rách. Cái này truyền thừa từ thượng cổ đại trận, lại liền bởi vì hai người công kích dư âm có bể tan tành khuynh hướng. Có thể gặp, Diệp Thần cùng Cố Bác Hành một kích này, mạnh bao nhiêu. Liền liền vậy tới trải qua không tầm thường kim sắc tiểu long cũng là sắc mặt biến đổi, toàn lực vận chuyển lên liền hộ thể thần thông hướng phía sau bay ngược đi. Một khắc sau, Diệp Thần chém ra ngân hà bắt đầu bể tan tành. Diệp Thần con người có giúp một cái, hắn không nghĩ tới, Cố Bác Hành kiếm mang so tưởng tượng bên trong còn muốn sắc bén. Cố Bác Hành, có hủy diệt mộ đạo, hơn nữa thành tựu cực cao. Ủng sẽ vượt qua cảnh giới thực lực. Hắn thực tế thực lực, so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cũng may, Cố Bác Hành kiếm mang cũng là ảm đạm rất nhiều rất nhiều. Trong thoáng qua, kiếm kia mang một cái chớp động liền rơi vào Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần cả người bị một kiếm này kiếm mang đánh được đổ bay ra, hung hăng đụng ở sau lưng đại trận màn sáng bên trong, đại trận trên vết rách, càng thâm thúy hơn liền mấy phần. Cố Bác Hành hơi thở hào hển, hiển nhiên, mới vừa một kiếm kia tiêu hao không nhỏ. Giờ phút này, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, nói thật, như vậy kết quả đã thật to ra hắn dự liệu. Mới vừa, hắn mặc dù không có động dùng toàn lực, nhưng bởi vì tạm thời giận dữ, dùng 80% lực lượng, Diệp Thần chính là trực tiếp bị hắn một kiếm chém chết, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp Thần còn sống đã là một kỳ tích. Ngay tại Cố Bác Hành chuẩn bị lần nữa chất vấn Cố Tuyền tung tích lúc đó, sắc mặt, nhưng là bỗng nhiên cứng đờ con ngươi co rúc lại. Chỉ gặp, cơ hồ bị khảm nạm đến đại trận trên màn sáng Diệp Thần, thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nơi ngực là cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền nội tạng đều rõ ràng có thể gặp. Có thể, làm người ta không thể tưởng tượng nổi phải, kinh khủng như vậy vết thương lại là thật nhanh khép lại. Ngay chớp mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, liền sức sống cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu không phải Diệp Thần sau lưng vậy đại trận màn sáng bên trên, trải rộng vết rách, hắn thậm chí cũng lấy là, hết thảy chỉ là ảo giác liền à. Diệp Thần sinh mệnh lực quá nghịch thiên. Cố Bác Hành hừ lạnh một tiếng, cả người hủy diệt đạo vận kích động, không gian cùng quy luật, ở hắn quanh thân không ngừng bể tan tành, hắn trường kiếm trong tay liền múa, đạo đạo đen nhánh kiếm mang, lại là hình thành một đạo hủy diệt kiếm trận, hướng Diệp Thần trấn áp xuống. Diệp Thần nhìn vậy hủy diệt kiếm trận. Trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận. Hắn cũng không có bị người đánh bẹp thói quen. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng nói, tinh hồn chạm. Lần này, sát kiếm trên ánh sao, so với trước đó sáng gấp mấy lần, mắt gặp Cố Bác Hành thi triển vậy hủy diệt kiếm trận, Diệp Thần cũng là đem trong cơ thể lần nữa tích góp được một chút huyền linh lực hoàn toàn bơm vào đến sát kiếm bên trong.
Thoáng qua tới giữa, một đạo chói mắt ngân hà chính là đụng vào vậy hủy diệt kiếm trận bên trên. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bên trong, chỉ gặp tinh hà kia cùng kiếm trận lại là song song mất đi. Lần này, Cố Bác Hành hoàn toàn thử ra, hắn mặt hiện vẻ khó tin, mới vừa vậy hủy diệt kiếm trận đã là hắn 90% lực lượng một kích à. Không biết có nhiều ít cường giả cũng bỏ mạng ở liền hắn một kích này dưới. Nếu không phải Diệp Thần sinh mệnh lực, xa xa ra hắn ý liệu, hắn cũng sẽ không thi triển. Có thể, lớn mạnh như vậy nhất kích, nhưng là cùng Diệp Thần kiếm quang, không tương như nhau. Nói cách khác, trước mắt tên này tu vi bất quá càn khôn cảnh thanh niên, thực lực lại là đạt tới còn chân cảnh. Cố Bác Hành chỉ cảm giác được mình óc điên cuồng chấn động đều không cách nào suy tư. Vậy ngay tại lúc này, một đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, Diệp Thần sắc mặt nặng lạnh ngưng mắt nhìn hắn, trường kiếm trong tay, giơ lên thật cao, hướng về phía hắn ngay đầu chém xuống. Cố Bác Hành hơi biến sắc mặt, nhưng, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng là phong phú, không chỉ có không hoảng hốt chút nào, ngược lại, cả người linh lực, điên cuồng vận chuyển, một đạo vô cùng là ngưng luyện hủy diệt kiếm mang, ở kiếm phong bên trên bùng nổ, cổ tay hắn động một cái. Một kiếm này liền hướng Diệp Thần tim hung hăng chém tới. Cố Bác Hành biết, tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Công hắn tất cứu, há chẳng phải là có thể đem công kích của đối thủ hóa giải. Hắn ý tưởng, không có sai, chỉ tiếc. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là Diệp Thần, mà Diệp Thần căn bản không cách nào theo lẽ thường để cân nhắc à. Đối mặt Cố Bác Hành cái này nhắm tim cực kỳ một kiếm, Diệp Thần lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Không chút nào phòng ngự ý. Cố Bác Hành tròng mắt run lên, mặt hiện vẻ khó tin. Diệp Thần mới vừa quả thật nhận chịu hắn một kiếm, có thể một kiếm kia lực lượng đã bị Diệp Thần tinh hồn trảm biên độ lớn triệt tiêu à? Mà bây giờ thế nào? Đối mặt cái này hàm chứa toàn bộ lực lượng hủy diệt một kiếm, Diệp Thần lại vẫn là lựa chọn dùng thân xác chống cự. Cái này, chỉ có thể dùng điên cuồng hai chữ tới hình dạng à?